Trên đài, một trưởng lão già nua của Vân Dương Tông tuyên bố bắt đầu. Vô Song sư muội, người nghĩ người có thể đánh bại ta sao? Thanh niên áo bào trắng chăm chú nhìn vào Lục Vô Song trước mặt. Thử qua mới biết, có đúng không? Chân khí quanh thân Lục Vô Song bắt đầu vận chuyển, tới lúc này ánh mắt của nàng vẫn vô cùng bình tĩnh. Vậy thì ta cũng không khách khí. Thanh niên áo bào trắng nói xong, chân khí tức thì bạo phát. Thủ ấn trong tay không ngừng thay đổi, tức thì một đạo quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện. Trên nắm tay, gân xanh nổi lên, chân khí lam sắc của thủy hệ bao trùm nắm tay, mang theo kình khí xé gió hung hăng đánh về phía Lục Vô Song. Lúc này, thủ ấn trong tay Lục Vô Song cũng biến hóa, trên nắm tay cũng nối lên một thứ, sau đó cùng va chạm với nắm đấm của Ngụy Tung. Đùng! Một tiếng sấm rền vang lên trên bãi đá khiến cho mọi người vô cùng khẩn trương. Lúc này bằng vào mắt thường có thể thấy được, một thứ trên tay Lục Vô Song trong nháy mắt khi tiếp xúc với quyền ấn của Ngụy Tùng chỉ có thể đâm vỡ một tầng kình khí mà không thể tiến thêm một bước nào nữa. Hai quyền ấn giằng co trong nháy mắt, Lục Vô Song nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, thủ ấn trong tay lập tức biến đổi, Thanh Nguyệt kiếm lập tức xuất hiện trong tay nàng, tinh quang trong mắt chợt lóe, chân khí quán nhập vào thanh kiếm tức thì khiến cho kiếm quang phun ra nuốt vào. Ngụy Tùng phía đối diện cũng không nôn nóng, lập tức nắm tay tiến tới. Trong nháy mắt hai người lại dây dưa, thân ảnh chợt lóe, thi triển công kích tạo ra tiếng nổ lớn. Thực lực của hai người trong hàng ngũ đệ tử cùng đợi có thể nói là cường giả bài danh phía trước khiến cho những người khác sợ hãi than không ngớt. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi được 20 hiệp. Lúc này Lục Vô Song không ngừng thở dốc, nàng vung tay lên tức thì một đạo kiếm quang bắn về phía trước. Kiếm quang xé sách kình phong trước mặt bắn thẳng về phía Ngụy Tùng. Không ngờ là vũ khí hoàng cấp mộc hệ của Lục gia. Lúc này trong đám đệ tử phía dưới, thần sắc Dương Mạn và Vương Lương hơi đổi, bộ vũ khí hoàng cấp sơ giai này chính là một trong những vũ khí chấn tộc, phỏng chừng là Lục Vô Song mới trở về tu luyện. Sau khi cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong kiếm chiêu, phía dưới có không ít người kinh hô. Tuy rằng mọi người tới Vân Dương Tông 3 năm rồi, thế nhưng vũ khí tu luyện cao nhất cũng chỉ là tinh cấp cao giai mà thôi. Vũ khí hoàng cấp chỉ dành cho những đệ tử có thiên phú hoặc tu vi tới vũ phách thì mới được tiếp xúc tới vũ khí hoàng cấp trung giai và cao giai. Còn có một ngoại lệ nữa chính là thân truyền đệ tử. Thế nên trở thành thân truyền đệ tử mới là mục tiêu của đám người dưới đài. Vẻ mặt Ngụy Tùng lúc này có chút kinh ngạc, tuy rằng thực lực hắn mạnh hơn Lục Vô Song một giai, thế nhưng đối phương lúc này lại thi triển vũ khí hoàng cấp A. Thân ở giữa một đám kiếm khí này quả thực có một sự uy hiếp không nhỏ, khiến cho hắn bắt buộc phải vội lui về phía sau. Sau khi lui về một bước, Ngụy Tùng ngẩng đầu nhìn vào Lục Vô Song trước mắt. Lúc này hắn vẫn không sử dụng binh khí, toàn bộ người trong tông đều biết, thứ hắn thích nhất chính là tu luyện công kích thuần túy, không hề dùng binh khí. Mà quả thực lực công kích toàn thân của hắn cũng không thua binh khí. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, chân khí thủy hệ tức thì bạo phát đem chân khí hóa thành một con thủy mãng thật lớn trước mặt. Đầu thủy mãng này lớn chừng 40 trượng, quanh thân có một cỗ kình phong kinh khủng giống như một vật sống. Nó mở cái miệng rộng hung hăng đớp về phía Lục Vô Song. Đầu thủy mãng này xẹt qua giữa không trung, không ngờ lại sinh ra tiếng gió rít chói tai. Không gian chung quanh như muốn vỡ ra, lúc này trên người nó xuất hiện một cỗ uy áp kinh khủng. Vũ khí tinh cấp cao giai, linh xà hí thủy. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng của Ngụy Tùng A, uy lực thật lớn, xem ra hắn quyết định một chiêu định thắng thua. Lúc này mọi người lần thứ hai kinh hô, trong 3 năm nay, bằng vào chiêu linh xà hí thủy này, Ngụy Tùng đã tiến vào top 10 hổ bảng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, công kích của hai người sau khi đỡ Upsilon.NG vào nhau, kiếm quang của Lục Vô Song xẹt qua hư không sau đó đem đầu thủy mãng kia chém ra, nơi kiếm quang đi qua, không gian chung quanh như bị chém làm đôi, kiếm quang này quả thực là bá đạo. Đầu thủy mãng Ngụy Tùng tạo ra cũng bắt đầu truy đuổi về phía kiếm quang, cả không gian dường như đang run rẩy trước võ kỹ của hai người. Xì xì, keng keng. Tiếng không gian bị cắt vỡ vang lên không ngừng, kinh khí bạo động, toàn bộ bãi đá dường như trải qua một trận cuồng phong, ướt sũng, như giữa không trung đột nhiên xuất hiện mưa vậy. Dưới sự kích động của kinh khí, mặt nước lớn kia chậm rãi bị cắt vỡ, kiếm khí của Lục Vô Song rõ ràng không giống bình thường. Hoàng cấp sơ giai vũ khí so với tinh cấp cao giai rõ ràng mạnh hơn không ít. Thế nhưng kiếm ảnh mà nàng ngưng tụ rõ ràng ảm đạm hơn không ít. Mộc đằng khốn thân.
Một tiếng quát từ trong đám kình khí lớn vang lên, một rễ cây nhỏ bằng ngón tay tức thì hiện ra trong hư không cuốn về phía Ngụy Tùng phía trước. Sau đó cả đám rễ xuất hiện tiếp theo tạo thành một đám rễ cây dày đặc đem Ngụy Tùng bao vây lại. Sắc mặt Ngụy Tùng đại biến, muốn nhảy lên trên không trung. Hắn cũng phát hiện ra dưới chân hắn hiện tại có vô số rễ cây xuất hiện muốn cuốn lấy hai chân hắn. Thế nhưng đã muộn, lập tức toàn thân hắn bị đám rễ cây bao phủ ở bên trong, giống như là một cái kén nhộng vậy. Hai chân Lục Vô Song khẽ dậm một cái, thân thể trong thoáng chốc nhảy về phía trước đám rễ cây bao vây Ngụy Tùng mà đánh ra một chưởng mang theo kình khí xé gió. Phanh! Toàn bộ mộc cầu do đám rễ cây bao vây Ngụy Tùng tạo thành bay ra khỏi thạch thai, cuối cùng đập vào mặt đất cách đó vài trăm thước. Ngay lập tức đám rễ cây bạo liệt, kình khí khuếch tán tạo thành một đám vết nứt xuất hiện chung quanh địa phương mộc cầu rơi xuống. Ngụy Tùng đã phá vỡ mộc cầu mà ra, thế nhưng rời khỏi thạch thai cũng đồng nghĩa với việc bị thua. Luận thực lực nếu như sinh tử quyết chiến mà nói thì Lục Vô Song hơn phân nửa không làm gì được hắn. Thế nhưng đây lại là khiêu chiến, Lục Vô Song dựa vào đám rễ cây quỷ dị đánh cho hắn rớt khỏi thạch thai, tuy rằng có chút may mắn nhưng quả thực đã thắng. Sắc mặt Ngụy Tùng trắng bệch, hai mắt vô thần. Hắn không nghĩ tới có ngày mình lại bị đánh bại. Chung quanh hắn lúc này cũng im lặng, trong đầu mọi người lúc này vẫn chưa kịp tinh lại. U mê mê, Lục Vô Song không ngờ lại thắng. Lục Vô Song trở thành đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông ta. Có trưởng lão Vân Dương Tông tuyên bố mới khiến cho đám người phía dưới phục hồi tinh thần. Lâm Thiên, nếu như đệ còn sống nhất định cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền A. Đến lúc đó, chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt. Hiện tại đệ còn sống hay đã chết? Trở thành đệ tử thân truyền thế nhưng Lục Vô Song cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Ngược lại, trong mắt nàng mang theo sự u sầu. Bên trong rừng cây, dưới ánh mặt trời xuyên qua khe lá để lại những cái bóng, gió đêm khẽ thổi tạo thành những tiếng gió rít gào, thỉnh thoảng lại có tiếng dã thú kêu từ nơi nào truyền tới. Trời đã tối đen rồi, chúng ta nên đi nhanh một chút. Phía trước có tiểu điếm cho người ta qua đêm, đêm nay chúng ta không phải ngủ trong rừng nữa rồi. Lam Linh nói với Lục Lâm Thiên, trong mấy ngày nay, hai người đã đi qua không ít đỉnh núi. Dọc đường đi cũng gặp không ít nguy hiểm, yêu thú cũng gặp phải vài đầu. Hoàn hảo những yêu thú này đều là đê giai yêu thú, tam giai yêu thú ngược lại chưa từng gặp một đầu nào. Trong thời gian mấy ngày này, Lục Lâm Thiên cũng từ trong miệng Lam Linh mà hiểu được đầu liệt hỏa yêu ưng của nàng tuy rằng là tam giai yêu thú sơ giai, thế nhưng muốn khống chế nó cần tiêu hao không ít tinh huyết của nàng. Hiện tại nàng quả thực ăn không tiêu bởi vì một lần tiêu hao quá nhiều. Tinh huyết là gì? Đây chính là vật so với chân khí còn trọng yếu hơn, mặc kệ là vũ giả hay linh thú, tu luyện chân khí và linh lực, cuối cùng đều hóa thành tinh huyết trong cơ thể. Nơi phát ra tinh huyết đều tới từ chân khí hoặc là linh lực, tinh huyết chính là căn cơ của vũ giả. Ở đây còn có người mở tửu điếm sao? Đây chính là địa phương nguy hiểm a. Lục Lâm Thiên có chút hiếu kỳ nói. Đương nhiên, ở phía trước không thiếu tửu điếm a. Ở đây bốn phía đều là núi non trùng điệp. Mọi người đều hy vọng có địa phương để đặt chân. Vì vậy cho nên ở đây mới có tửu điếm. Đám dòng binh cũng không ở chỗ này nháo sự và xuất thủ, chung quy bọn họ cũng hy vọng có một địa phương để đặt chân, nghỉ ngơi. Trong mấy ngọn núi thì cũng có vài nơi cũng làm như vậy, thế nhưng chỗ phía trước là lớn nhất, tụ tập người cũng nhiều nhất. Lam Linh nói. Trong khi nói chuyện, hai người lại đi qua một đỉnh núi, sắc trời gần tối đen, mà ở phía trước lại có một sơn cốc bằng phẳng. Đám đại thụ trong sơn cốc này hẳn đã bị người ta chặt đi có không ít nhà gỗ ở đó, trên mặt đất cũng không thiếu lửa trại. Đám nhà gỗ này kéo dài một dặm, nhà nào cũng có ánh đèn sáng trưng không ngừng có bóng người đi lại, có vài người vung quyền nâng chén với nhau, vô cùng náo nhiệt. Thực sự là có thôn trang nơi thâm sơn a. Lục Lâm Thiên đánh giá sơn cốc trước mắt rồi nói, kiến trúc không ít, đám nhà gỗ chi chít, mỗi một tòa đều có 3 đến 4 tầng, dường như còn có xu thế tăng lên. Chúng ta vào thôi, ở đây long xà hỗn tạp phải cẩn thận một chút. Tuy rằng nói ở đây không có ai cố ý nháo sự, thế nhưng khó tránh khỏi việc có người uống say, người cẩn thận một chút. Lam Linh nói, tốt hơn ngươi nên cẩn thận a, bằng vào dung mạo này, cẩn thận đám dòng binh ăn ngươi. Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng đây là nơi đặt chân của đám dòng binh, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là đại lão gia. Cả đám vào núi đã lâu khi nhìn thấy dung mạo của nàng ta còn không máu dồn lên não mới lạ. Lẽ nào ngươi không định bảo vệ ta?
đám nam nhân các ngươi không phải đều thích anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lam Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo vẻ giảo hoạt. Địa phương ta ở trước đây đều lưu hành câu mỹ nữ cứu anh hùng. Hơn nữa thực lực của ngươi hiện tại lại hơn ta cho nên không tới phiên ta cứu ngươi a. Lục Lâm Thiên nói xong liền đi về phía trước, hắn thầm nghĩ, tốt nhất là tránh xa Hồng Nhan kẻo lại họa thủy. Nói không chừng sẽ thực sự mang tới phiền phức a. Mỹ nữ cứu anh hùng, địa phương quái quỷ gì vậy? Lam Linh không khỏi sửng sốt nói. Trước thâm cốc có một con đường nhỏ, hai người đi vào trong sơn cốc, tức thì vô số âm thanh lọt vào tai hai người. Hai con ong nhỏ bay tới bụi hoa. Ta phi, người thua, uống rượu. Này vị đại ca, muốn ở trọ sao? Tửu điếm chúng ta vô cùng tiện nghi, vệ sinh sạch sẽ a. Tiểu cô nương vừa đến, mời qua đây ném thử thức ăn tươi mới, giá cả tiện nghi, 5 kim tệ. Trong đám âm thanh hỗn tạp này, có tiếng uống rượu, chiêu đãi, dẫn mối đều có cả. Bên bãi đất trống trong sơn cốc có không ít dòng binh đoàn và tiểu đoàn đội vào núi mà không có thu hoạch ở đó. Trên mặt đất chỉ có mấy bình rượu đang uống dở. Vào tửu điếm ở một đêm giá cũng không hề rẻ chút nào, so với bên ngoài, giá tửu điếm trong thâm sơn này còn đắt hơn nhiều. Mà sau khi tiếng mời chào hai người Lục Lâm Thiên, Lam Linh vừa dứt tức thì mọi tiếng ồn im bặt, tất cả đều ngơ ngác nhìn vào hai người. Đương nhiên Lục Lâm Thiên không có mị lực lớn như vậy. Trong sơn cốc lúc này cả đám ánh mắt nóng bỏng đều quét tới quét lui trên Tiểu Phúc và Kiều Đồn của Lam Linh. Trong sơn cốc lúc này mà có một yêu vật mê hoặc người như nàng quả thực là dụ người ta phạm lỗi mà. Cô nương, qua đây bồi rượu đại gia hai chén. Thế nào? Thực sự là không tồi a. Chơi một lần chết sớm 10 năm cũng được. Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, trong sơn cốc lập tức vô cùng náo nhiệt, từ ngữ upsilon, ô uế vang lên liên tục khiến cho sắc mặt Lam Linh trầm xuống. Mà ở bên cạnh Lục Lâm Thiên vẫn bình tĩnh, càng không lo lắng. Có một mỹ nhân như vậy lại chạy tới thâm cốc này, có nam nhân nào có thể nhẫn được a? Cô nương, bồi đại gia uống một chén, sau đó ta cho ngươi khoái hoạt. Một đại hán mặc hắc y, cả người lung lay như sắp đổ đứng dậy, vừa nhìn là biết đã quá chén, hai mắt lộ ra vẻ âm tàn, đứng trước mặt hai người. Cút ngay cho ta. Lam Linh quát lên, vẻ mặt khinh thường nói. Cô nương này không ngờ lại là một quả ớt nhỏ a. Không sao, đại gia thích. Đại hán mặc hắc y cười to, hai tay đưa về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, đỡ đại gia. Là ngươi nói ta đỡ đó nha. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn đại hán này, dựa thế kéo một cái, nương theo hình dáng thái cực quyền kiếp trước, mượn lực dẫn một cái khiến cho đại hán say kia ngã xuống mặt đất. Hảo tiểu tử, dám đùa cợt đại gia. Đại hán say ngẩng đầu, mũi đỡ upsilon.ng vào mặt đất, vô cùng đau nhức, máu mũi không ngừng chảy ra. Lúc này dù có say nhưng cũng tỉnh hơn phân nửa tức thì đứng lên. Hắc báo tử, làm thịt tiểu tử đó đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhìn thấy sắp có trò hay, tức thì đám dòng binh ồn ào. Đám người này cho dù đến đâu vĩnh viễn đều không thiếu việc cổ vũ, đứng xem trò hay. Biết sắp có náo nhiệt, tức thì trong sơn cốc cũng không có ít người chạy qua. Ánh mắt mọi người đều mượn cơ hội không kiêng nể gì mà quét lên người Lam Linh, quét tới quét lui. Tiểu tử, ta sẽ thu thập ngươi, để cho ngươi biết hắc báo tử ta không phải là kẻ dễ chọc. Đại hán mặc hắc y kia nhìn thấy đám người ồn ào cũng cảm thấy bản thân bị mất mặt, tức thì vung một quyền đánh về phía Lục Lâm Thiên, lấy lại mặt mũi. Ngươi mà cũng dám gọi là hắc báo tử sao? Nhiều nhất chỉ là túy miêu mà thôi. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hắn đã sớm quan sát thực lực đám người chung qua, người chỉ có thể uống rượu bên ngoài bản thân đều là kẻ không có thực lực tốt. Tuyệt đại bộ phận đều chỉ là vũ đồ mà thôi. Loại thực lực này, Lục Lâm Thiên tự nhiên là không để vào mắt. Lục Lâm Thiên vốn không muốn gây sự, càng không muốn để Lam Linh gây sự. Thế nhưng đại hán này lại chọc tới hắn. Đối phó với đám dòng binh kiếm ăn trên mũi kiếm này cả đám đều có thủ đoạn độc ác, không sợ trời không sợ đất. Biện pháp duy nhất khiến chúng ngoan ngoãn chính là thực lực của bản thân ngươi mạnh hơn bọn chúng. Khi bọn chúng khi nhìn thấy ngươi lập tức ngoan ngoãn, không dám trêu chọc vào ngươi. Kẻ ác sợ kẻ mạnh, mạnh sợ liều, liều sợ không muốn sống. Những lời này Lục Lâm Thiên hắn rõ hơn ai hết, kẻ không muốn sống mới là kẻ đáng sợ. Lúc này một quyền của đại hán đã công kích tới, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Đại hán này chính là vũ giả thổ hệ nhất trọng vũ sĩ,
hắn có thể đơn giản ứng phó. Trường ấn trong tay hắn lập tức xuất hiện rồi đẩy ra. Trên trường ấn phát ra một cỗ lực lượng cường hãn lập tức hướng về quyền ấn của đại hán mặc hắc y kia. Nghe tiếng gió rít gào, sắc mặt hán tử kia biến đổi. Cảm giác sai lúc này đã hoàn toàn biến mất, hắn vốn cho rằng tiểu tử xấu xa này dễ ức hiếp, hiện tại mới biết đối phương không ngờ lại là một cường giả. Phanh! Một thanh âm bạo liệt vang vọng chung quanh, ở trung tâm trường ấn kình khí ầm ầm va chạm. Thân thể đại hán kia thoáng chốc lảo đảo rồi ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu, kình khí tiết ra ngoài gián tiếp khiến cho mặt đất tạo thành một cái khe. Đám người chung quanh tức thì cả kinh, thật không ngờ một thiếu niên nhìn có vẻ nhu nhược lại có thực lực cường đại như vậy. Hắc báo tử dù gì cũng là nhất trọng vũ sĩ a. Tiểu tử, người thật to gan. Một đám hán tử mặc hắc y đứng dậy, xem ra đây hẳn là người cùng một đoàn đội. Cút ngay, bằng không phải chết. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, chân khí quanh thân xuất hiện, một cỗ khí tức vũ sư cường hãn khuếch tán a chung quanh. Nữ nhân này không ngờ là vũ sư, không thể trêu vào. Có không ít đại hán tức thì líu lưỡi, một nam một nữ này quả thực không phải là người dễ trêu chọc a. Nói không chừng đằng sau còn có đám nữa. Lập tức có không ít người lui xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào cơ thể Lam Linh, chỉ là vẻ âm tàn trong mắt có chút thu liễm. 11 đại hán mặc hắc y kia nhìn chăm chăm vào Lục Lâm Thiên và Lam Linh lúc này cũng cả kinh, đâu còn dám chặn đường, lập tức liền lui xuống. Đúng lúc này, thần sắc Lục Lâm Thiên lạnh lùng, nhìn chung quanh một lượt rồi đi tới đại hán đang nằm trên mặt đất kia đá một cước rồi nói. Còn dám đến gây chuyện với lão tử sẽ phế ngươi. Phốc, một cước này hạ xuống khiến cho đại hán lần thứ hai phun ra máu, vẻ mặt kinh khủng, đâu còn dám nói nhiều nữa. Đám người chung quanh lại càng hoảng sợ, vốn bọn họ đều tưởng hắn chỉ là một thiếu niên còn chưa ráo máu đầu mà thôi. Không ngờ lại là một tiểu sát tinh, hạ thủ không có chút lưu tình. Đồng thời cũng âm thầm may mắn vì vừa rồi bản thân mình không tiến lên trêu chọc tiểu sát tinh này. Còn phòng nào không? Dưới ánh mắt kính sợ của đám dòng binh, Lục Lâm Thiên đi tới một mộc lâu nhìn tiểu nhị đang đứng trước cửa nói. Có, còn một gian hảo hạng. Chỉ cần 10 kim tệ một người một đêm. Thanh niên tiểu nhị kia phục hồi tinh thần rồi nói. Bản thân hắn vừa rồi cũng bị Lục Lâm Thiên làm cho kinh ngạc. Ta thuê, ngươi lại đem đến cho ta một chút thức ăn ngon, số còn lại thưởng ngươi. Lục Lâm Thiên móc ra 20 kim tệ đưa cho tiểu nhị, trong lòng thầm nghĩ, ở đây quả thực đốt tiền a. Tiền công một năm của người hầu Lục gia cũng chỉ có nửa kim tệ mà thôi. Ở đây một đêm 10 kim tệ. Quả thực là cướp tiền của người mà. Rõ, đại nhân, mời người theo ta. Tiểu nhị tức thì mỉm cười tâu toét, kẻ dừng chân ở tửu điếm này, hiếm có kẻ nào hào phóng như vậy. Một bữa ăn tốt nhất cũng chỉ 6 đến 7 kim tệ mà thôi. Hắn còn được cầm 3 đến 4 kim tệ a. Vậy cũng cho ta một gian phòng hảo hạng, đem chút thức ăn tới đây. Lam Linh nói, tiểu thư, đã không còn phòng trống nữa, các ngươi không phải cùng nhau tới đây sao? Tiểu nhị kia có chút nghi hoặc hỏi, vừa mới đó rõ ràng hắn thấy là hai người này đi với nhau a. Không còn phòng sao, tại sao lại có thể như vậy, mau kiếm cho ta một phòng. Vẻ mặt Lam Linh sửng sốt, lập tức móc ra 20 kim tệ. Tiểu thư, phòng ở nơi này vốn không có nhiều, mà các nơi khác cũng đã sớm hết phòng, gần đây có rất nhiều người tới. Xin lỗi tiểu thư, tiểu nhị kia nói, gần đây có không ít dòng binh và đoàn đội tới đây. Quả thực là chật ních rồi a. Quên đi. Lam Linh trừng mắt nhìn tiểu nhị, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là theo hắn vào phòng. Đại nhân, theo ta đến đây. Tiểu nhị mang theo Lục Lâm Thiên đi tới một phòng ở lầu 3. Đám dòng binh bên ngoài nhìn một nam một nữ tiến vào mộc lâu mà chỉ có thể ước ao người thanh niên kia mà thôi. Lát sau bên trong sơn cốc lại náo nhiệt như cũ. Lục Lâm Thiên theo tiểu nhị vào gian phòng. Căn phòng này toàn bộ mọi thứ đều do gỗ tạo thành, thế nhưng thoạt nhìn có vẻ rất chắc chắn, diện tích coi như là rộng rãi. Đại nhân, ta lập tức kêu người đem thức ăn tới, ngài chờ một lát a. Tiểu nhị nói xong rồi lui xuống. Vừa rồi ngươi thật uy phong a, không phải ngươi nói ở quê ngươi không thịnh hành anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lam Linh cười nói. Ngươi nghĩ ta vì ngươi mới ra tay sao? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói với Lam Linh rồi đưa tay ra. Cho ta 200 kim tệ. Tại sao? Lam Linh nghi hoặc nói.
gian phòng này là của ta. Ngươi có ba lựa chọn, thứ nhất đêm nay ở lại đây, thứ hai đi ra bên ngoài sơn cốc cùng ngủ với đám rong binh kia. Thứ ba, ngươi không đưa cho ta kim tệ cũng được, thế nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng, ta khó có thể đảm bảo không làm ra chuyện gì đó với ngươi a. Lục Lâm Thiên không chút khách khí nói. Cái gì, ngươi chỉ trả 20 kim tệ mà đòi ta những 200 sao? Lam Linh kinh ngạc nói. Ngươi còn có hai lựa chọn khác mà. Lục Lâm Thiên nói, thân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông A, tuyệt không phải kẻ nghèo gì, cho nên hắn phải hung hăng làm thịt một chút, sau này muốn có cơ hội này cũng khó a. Ngươi, Lam Linh tức giận dậm chân, hai lựa chọn kia nàng tự nhiên là không muốn rồi. Tức thì nàng móc 200 kim tệ từ túi không gian A thở phì phò nói. Một đại nam nhân không biết xấu hổ. Không phải ngươi thích gọi ta là đệ đệ sao? Đại nam nhân gì chứ? Hơn nữa ta và ngươi cũng không quen thuộc A, lại không có ý gì với ngươi cho nên ta không việc gì phải xấu hổ. Lục Lâm Thiên không có chút khách khí nào thu 200 kim tệ vào túi không gian của mình. Ngươi! Lam Linh lần thứ hai không nói lên lời. Ở trong tông, đám nam đệ tử thời khắc đều vây chung quanh nàng, coi nàng là bảo bối, chỉ cần nàng mở miệng muốn cái gì được cái đó. Nàng còn chưa gặp phải kẻ nào đối với nàng không khách khí như vậy. Vẻ mặt Lam Linh biến đổi, thu hồi nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ quyến rũ nói. Ta hối hận rồi, đưa trả ta 200 kim tệ, ta lựa chọn cái thứ ba, xem ngươi có dám làm gì không. Quên đi, ta không có hứng thú. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Trong lòng cũng thầm nghĩ, cô nam quả nữ a, bản thân hắn cũng không có hứng thú. Nhìn nữ nhân trước mặt này, nói không thích là giả, thế nhưng nàng lại là độc dược nha, tốt nhất nên cách xa nàng, giữ cái mạng nhỏ của mình là tốt nhất. Thật không, hay là phương diện đó của ngươi không bình thường a? Ta nghe nói nam nhân bình thường đều háo sắc như nhau. Lam Linh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên nói thầm vào tai hắn. Một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi. Lại cảm giác thân thể Lam Linh dán vào người mình, tức thì bên dưới có phản ứng. Trong lòng hắn âm thầm mắng to nữ nhân này quả thực là yêu tinh, hắn huyết khí phương cương đâu có thể chịu nổi loại nữ nhân này a. Đại nhân, thức ăn tới. Ngoài cửa, thanh âm tiểu nhị vang lên, Lục Lâm Thiên thừa cơ chạy ra ngoài mở cửa. Lúc này trên tay tiểu nhị là một mâm thức ăn, đồ ăn không ít, cũng đủ cho hai người ăn. Mời đại nhân dùng. Tiểu nhị nhìn Lục Lâm Thiên và Lam Linh, trong mắt toát lên vẻ mập mờ, trong lòng hắn hiện giờ thầm nghĩ mai lại phải tẩy rửa sạch cái giường này a. Hai người đã lâu chưa từng được ăn một bữa cơm đàng hoàng, trước mặt lúc này tuy rằng không phải là sơn hào hải vị thế nhưng cũng tạm được, thế nên lửa dục vừa mới xuất hiện lập tức bị dập tắt. Để an toàn, vẫn nên duy trì khoảng cách với yêu tinh này thì hơn. Bao lâu nữa mới tới bảo tàng? Lục Lâm Thiên vừa ăn vừa hỏi. Hai người đã đi được 7 ngày, dọc theo đường đi còn phải đề phòng người của Bạo Lang Rong binh đoàn. Không bao lâu nữa là tới, nếu như ta không nhìn lầm địa đồ thì 2 ngày sau có thể tới nơi. Lam Linh nói. Sau khi ăn uống no say, Lam Linh lập tức đi tới cạnh giường, lười biến duỗi người, giả vờ quyến rũ nói với hắn. Ngươi có muốn tới hay không? Lục Lâm Thiên trực tiếp không để ý tới yêu tinh này, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất điều tức. Trong thời gian mấy ngày nay, Lục Lâm Thiên thường xuyên bớt chút thời gian luyện hóa năng lượng được thôn phệ trong cơ thể, tu vi vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Về phần tiểu long, Lục Lâm Thiên hắn cũng không để nó bại lộ, nếu nó đói bụng thì trực tiếp vứt cho nó quán đỉnh đan. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ quán đỉnh đan của hắn đều đưa vào bụng nó hết. Liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Lam Linh mỉm cười, âm thầm thu hồi ánh mắt đề phòng, rồi nàng cũng ngồi xuống điều tức thương thế trong cơ thể. Thương thế lần trước còn chưa có khỏi hẳn, dọc đường đi tới đây Lục Lâm Thiên đều gây trở ngại cho việc chữa thương của nàng. Lúc này trong cơ thể Lục Lâm Thiên, hắn đang liên tục luyện hóa năng lượng chân khí kia, hóa thành một tia chân khí tinh thuần tiến vào khí hải trong cơ thể. Thực lực hắn chậm rãi được nâng lên, sắp tiếp cận tới lục trọng vũ sĩ hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này đã vô cùng nhanh, thế nhưng Lục Lâm Thiên hắn cũng không dám sao nhãng. Loại tăng trưởng này chung quy là thôn phệ chân khí kẻ khác để cao tu vi chính mình. Cho nên phải hoàn toàn chuyển hóa chân khí thôn phệ được thành chân khí của mình, bằng không căn cơ bất ổn, đối với tu vi sau này của hắn cũng rất bất lợi. Một đêm yên tĩnh, thế nhưng bên ngoài lúc nào cũng truyền tới tiếng ầm ĩ. Hai người đều trong trạng thái điều tức, mọi âm thanh đều bị gạt bỏ ngoài tai. Phù!
Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên từ trong điều tức tỉnh lại, thở ra một ngụm chọc khí. Hắn mở hai mắt, thu liếm khí tức toàn thân. Ngươi tu luyện thứ công pháp gì? Sao ta không thể thấy được thực lực của ngươi? Thật là kỳ quái. Lam Linh lúc này cũng đình chỉ điều tức, vẻ mặt hồng nhuận, thương thế có vẻ khôi phục không ít. Chúng ta đi thôi, mau tới ngọn núi kia. Lục Lâm Thiên không có trả lời nàng mà nói. Sau khi thu thập một phen, hai người tiếp tục đi trên con đường tìm bảo tàng. Trong sơn cốc có không ít đại hán trực tiếp nằm trên mặt đất, cả đám đều gáy như sấm. Ngẫu nhiên có vài kẻ đang điều tức. Sắc trời vừa mới sáng mà thôi, hai người đi ra khỏi sơn cốc, bước vào trong núi non trùng điệp, thi thoảng có giọt sương từ lá cây chảy xuống. Không khí sáng sớm có vẻ tốt hơn không ít. Ở trong núi nói trùng điệp, hai người đều luôn đề phòng yêu thú. Trong mấy ngày nay Lục Lâm Thiên cùng với Lam Linh hai lần bắt được yêu thú nhị giai vào trong vạn thú túi. Tại một chỗ sâu trong ngọn núi, ánh sáng mặt trời xuyên qua đại thụ che trời, ở trong không trung xuất hiện từng đạo quang ảnh sặc sỡ, vũ khí chậm rãi bốc lên. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, chính là đám người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Đại ca, ba người đào tẩu của vạn thú tông kia liệu có tới nơi này hay không? Nhị đầu lĩnh nói. Ta từng xem qua địa đồ kia, bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn nằm ở phụ cận ngọn núi này. Đám người của vạn thú tông đào tẩu kia nhất định sẽ tới, trừ phi bọn hắn không muốn bảo tàng này. Nếu như tới chúng ta nhất định phải chăm sóc chúng thật tốt, bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn là của chúng ta. Đại đầu lĩnh kia lạnh nhạt nói một tiếng. Còn có kỹ nữ kia, ta nhất định phải cho nàng sống không bằng chết. Sau khi bắt được ta phải chơi nàng 100 lần, báo mối thủ đoạn tay này. Tam đầu mục bị chặt một tay kia vẻ mặt âm hàn, tức giận nói. Yên tâm đi lão tam, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhị đầu mục kia nói. Mọi người canh giữ ở phụ cận, ta không tin bọn họ không tới. Đại hán cầm đầu lạnh nhạt nói một tiếng. Lục Lâm Thiên, chúng ta sắp tìm được bảo tàng rồi. Nếu lấy được chúng ta phân chia thế nào? Lam Linh dẫn đường phía trước, nghiêng người nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Không phải nói rồi sao? Mỗi người một nửa. Lục Lâm Thiên nói. Tới lúc đó ngươi sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì chứ? Lam Linh dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn. Chỉ cần ngươi không dùng âm mưu quỷ kế gì là được rồi. Lục Lâm Thiên trong lòng thầm biết, nữ nhân này vô cùng không đơn giản, hắn phải tùy thời đề phòng nàng. Ở ngay phía trước, tìm được rồi. Lam Linh lớn tiếng cười nói, vẻ mặt có chút kích động. Trên đỉnh núi phía trước có một cây đại thụ che trời, phía dưới có một khe sâu, dưới chân núi cũng có vô số tảng đá đan xen nhau, trên mặt được phủ bởi rong rêu. Lục Lâm Thiên đánh giá đỉnh núi phía trước, quả thực khí thế bất phàm a. Hắn lập tức móc ra địa đồ đối chiếu một phen, ngọn núi này và ngọn núi đánh dấu trên địa đồ giống nhau như đúc. Tới rồi. Lục Lâm Thiên nói với Lam Linh. Cẩn thận một chút, trước tiên chúng ta đi tìm bảo tàng. Dựa theo địa đồ, bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn hẳn ở phía dưới đỉnh núi, chỉ là ta không biết vị trí cụ thể. Chậm rãi tìm, chung quy cũng sẽ tìm được. Lục Lâm Thiên nói. Đại ca, có hai người lên núi. Trong bụi cây, hán tử gầy gò nói. Toàn bộ thu liếm khí tức, không nên đánh rắn động cỏ, chờ bọn hắn tìm được bảo tàng chúng ta động thủ cũng không muộn. Đại hán đầu lĩnh kia nói. Mấy canh giờ sau. Trên đỉnh núi hai người Lục Lâm Thiên và Lam Linh nhìn kỹ chung quanh, tìm mấy canh giờ cũng không tìm được chỗ giấu bảo tàng. Nhìn tiêu ký trên bản đồ, bảo tàng hẳn là chôn dưới mặt đất, thế nhưng chung quy chúng ta cũng không thể cứ thế mà đào hết một ngọn núi a. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chôn ở dưới đất, điều này không có khả năng, muốn đào tung cả ngọn núi này, coi như là có năng lực này thế nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản. Dù đám người Bạch Lang Dòng binh đoàn muốn giấu bảo tàng thì cũng không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Làm như vậy khác gì nói cho người khác là bọn hắn giấu bảo tàng ở đây. Lục Lâm Thiên suy tư, chôn ở dưới đất hiển nhiên là không có khả năng. Ở dưới khe sâu, Lục Lâm Thiên trong lúc vô ý nhìn thấy khe sâu, nhất thời linh quang chợt lóe, nếu như không chôn ở đây thì nhất định có một khả năng, dưới khe sâu này có một thiên địa khác. Có sợi dây nào không? Lục Lâm Thiên hỏi. Không có, một nữ hài như ta mang sợi dây bên người làm gì a? Lam Linh nghi hoặc hỏi. Chờ chút. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn vào rừng cây phía sau,
sau đó hắn chặt đi không ít cây mây ở trong rừng. Sau khi bện chúng thành một, hắn đem một đầu cột vào cự thạch trên đỉnh. Lẽ nào ngươi cho rằng bảo tàng ở phía dưới khe sâu? Lam Linh kinh ngạc nói. Ngươi có thể không theo ta. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Lam Linh nói. Sau đó chân khí khẽ chuyển, hai chân điểm nhẹ một cái, hai tay nắm lấy dây mây rồi bắt đầu xuống dưới khe sâu. Dưới khe sâu vô cùng gập ghềnh, thả người theo dây mây đi xuống cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn chung quanh, không ngừng tìm kiếm. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, dưới này hẳn có một sơn động. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Sau khi hạ xuống được khoảng trên trăm thước, hai người đã đặt chân tới mặt đất được bao mây mù, Lam Linh cùng Lục Lâm Thiên nhìn nhau không nói gì rồi dùng ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh. Tìm được rồi, thực sự là chỗ này à. Sau khi đi qua mây mù, trước người Lục Lâm Thiên xuất hiện một thạch bích bằng phẳng, mà dưới chân không ngờ cũng là một khoảng đất bằng phẳng, ở trên có mây mù bao phủ, căn bản không thể nhìn thấy dưới mây mù có động thiên khác. Ngay khi Lục Lâm Thiên chạm chân tới mặt đất thì cũng là lúc trên khe sâu xuất hiện 10 đạo thân ảnh, chính là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Bảo tàng ở ngay phía dưới, chúng ta mau xuống dưới. Nhị đầu mục nói. Cẩn thận một chút, xem ra hai người này hẳn là tới tìm bảo tàng. Đại hán to lớn cười lạnh một tiếng. Vì sao nhiều sơn động như vậy? Dưới khe sâu, Lam Linh đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, lúc này trước mặt nàng có hơn 20 sơn động. Cửa động đều giống nhau như đúc. Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy cảnh này, trong 20 sơn động, khẳng định chỉ có một cái có bảo tàng. Chúng ta từ từ tìm, chung quy cuối cùng cũng sẽ tìm được. Lam Linh nói. Ai, nhiều sơn động như vậy, động khẩu đều giống nhau như đúc, xem ra là có người cố ý tạo thành. Khả năng sẽ có bẫy dập, bên trong sơn động không có bảo tàng phỏng chừng nguy hiểm. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Lập tức móc ra tờ thứ hai của địa đồ. Tờ thứ nhất là tờ thứ hai của địa đồ đều sử dụng chất liệu giống nhau, đều màu vàng. Trên địa đồ này có chút không giống như tấm thứ nhất, có không ít vòng tròn màu đen, mà nổi bật lên là một vòng tròn màu hồng. Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn kỹ, trong đầu có chút nghi hoặc, nhìn đám sơn động trước mắt, lại nhìn địa đồ, trong lòng hắn chung quy vẫn có cảm giác không thích hợp. Sau lại nhìn hơn 20 sơn động trước mắt rồi vẻ mặt có chút tiêu ý. Nếu để ngược lại thì những vòng tròn màu đen này cùng với các sơn động này đều được cùng sắp thành một hàng. Lại suy nghĩ một chút, Lục Lâm Thiên cũng đoán được, vòng tròn màu hồng kia chính là sơn động giấu bảo tàng. Đám sơn động này đều dựa vào quy tắc trên địa đồ mà bố trí, nếu như theo địa đồ thì sơn động hắn cần tìm hẳn là sơn động thứ ba bên tay phải. Chính là cái kia, chúng ta đi. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hiện tại cũng chỉ có thể tin vào địa đồ này mà thôi. Hai người đi về phía sơn động thứ ba kia, trước sơn động này có không ít hòn đá lớn, vô cùng cao lớn, mỗi một chỗ lại có một viên, phỏng chừng nếu như tu vi không đạt tới vũ phách thì không thể trực tiếp lướt qua. Cẩn thận một chút, nhìn vào địa đồ, vẻ mặt Lục Lâm Thiên biến đổi nói. Những hòn đá này hẳn không thể động tới. Vừa nói xong, Lục Lâm Thiên tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất, ra sức ném về một hòn đá trong đám đá lớn kia. Lực đạo và tốc độ so với thể trọng một người hẳn không sai biệt lắm. Phanh! Hòn đá kia rơi vào một hòn đá lớn trên đó, tức thì cả hai hòn đá cả lớn cả nhỏ lập tức rơi xuống vực sâu. Vực này không biết sâu bao nhiêu, nếu như không có phi hành đấu kỹ, thực lực lại thấp, hẳn phải chết chắc. Nhìn thấy một màn này, Lam Linh tức thì há hốc mồm, có chút cảm kích nhìn Lục Lâm Thiên. Nếu như Lục Lâm Thiên có ý nghĩ bất lợi với nàng, để nàng đặt chân lên những hòn đá này thì nàng phiền lớn rồi, kết quả sẽ như hai viên đá kia. Đi theo dấu chân của ta, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nhìn các điểm đánh dấu trên địa đồ, chân khí được cuốn dưới chân, mang theo tâm tình thấp thỏm rồi khẽ nhảy lên, lập tức rơi vào hòn đá thứ hai. Hòn đá rung một chút, cũng không có rơi xuống phía dưới. Lúc này Lục Lâm Thiên mới khẽ thở ra một hơi, dựa theo điểm đánh dấu dừng chân, hắn lần lượt mượn lực mà đi qua. Trong nháy mắt người đã tới trước sơn động, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Vừa rồi nếu như sai lầm, bản thân hắn phiền to rồi. Siêu! Lam Linh đi theo phía sau Lục Lâm Thiên, thân ảnh xinh đẹp khẽ rung lên một cái, rơi xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên. Chúng ta vào thôi. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói rồi lập tức đi vào sơn động.
thế nhưng khi đi vào sơn động hắn lại có chút không thích ứng. Bên trong sơn động có vật phát ra ánh sáng nhu hòa giống như dạ minh châu vậy. Nhưng nếu so về cường độ thì thua xa, mà không biết phải do thời gian quá dài hay không mà bên trong sơn động tràn ngập mùi ẩm mốc. Bên trong sơn động rất rộng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sau khi đánh giá bên trong một lượt, hắn cảm thấy dường như sơn động này là do con người làm ra. Còn có một nguy hiểm cuối cùng. Lục Lâm Thiên thu hồi địa đồ nói. Dựa theo đánh dấu trên địa đồ, trong sơn động này có những điểm đó liên tiếp nhau, cũng đại diện cho sự nguy hiểm. Đám Bạch Lang Dòng binh đoàn này thật đúng là vô cùng cẩn thận, không ngờ lại an bài kín đáo như vậy. Lam Linh kinh ngạc nói. Mấy ngày nay, từ trong miệng Lam Linh nàng, Lục Lâm Thiên cũng biết một ít tin tức của Bạch Lang Dòng binh đoàn. Đám người này ở hơn 10 năm trước chính là một đại dòng binh đoàn vô cùng nổi danh. Nhân số của bọn họ có hơn 1.000, đội trưởng Bạch Lang tu vi tới vũ tướng đỉnh phong, trong binh đoàn cũng không ít vũ phách, vũ sư. Sau đó không biết vì xảy ra chuyện gì mà đám người này trong vòng một đêm lại bị người ta truy sát, chuyện này khiến cho mọi người rung động. Mà có lời đồn rằng, lãnh đạo của dòng binh đoàn đắc đội một trong tam tông tứ môn, bị đối phương xuất động cường giả đánh chết toàn bộ. Thế nhưng lời đồn như vậy cũng không ai chứng thực, mà tam tông tứ môn cũng không có ai thừa nhận chuyện này. Nhìn chăm chú vào sơn động, Lục Lâm Thiên nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía trong rồi nhìn chăm chú, dường như cũng không có gì nguy hiểm a. Hẳn là không có nguy hiểm a. Lam Linh nói. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, dựa theo tiêu ký trên địa đồ, trong sơn động này vẫn còn một chỗ nguy hiểm, dọc trên đường đi. Hắn đều dựa vào đó mà bình an vượt qua, chắc hẳn không có lỗi mới đúng chứ. Đột nhiên trong lúc đó phía trước sơn động có tiếng rít lên, từ hai bên vách động trong nháy mắt bắn ra vô số mũi tên chằng chịt cắm trên mặt đất và thạch bích. Lúc này trên thạch bích chằng chịt mũi tên, nhìn qua giống như là một con nhím vậy. Đám mũi tên nhọn này đủ để đánh bại hộ thân cương khí của vũ sư, ngay cả vũ phách nên không chú ý chỉ sợ kết cục cũng không tốt chút nào. Nguy hiểm thật. Lam Linh hít một ngụm lương khí, nếu như nàng tiến vào trong đó, hậu quả không khác gì thạch bích bao nhiêu a. Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, nơi này bố trí cơ quan trọng trọng, nếu muốn tiến vào bên trong đó quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Hai người đi qua mưa tên một lát, phía trước sơn động xuất hiện ánh sáng. Trong động này không ngờ lại xuất hiện một không gian trống trải, mà không ngờ lại có ánh sáng tự nhiên. Nhưng vào lúc này, hai người Lục Lâm Thiên Lam Linh cũng không biết. Ở bên ngoài sơn động lúc này xuất hiện 10 đạo thân ảnh, chính là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Là ở đây, bảo tàng ở chỗ này, chúng ta phát tài rồi. Đại hán cầm đầu cười to nói, bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn A. Sau khi tìm được hắn cũng không phải sống những ngày ngủ trên lưỡi đao, nếm máu nữa. Đại ca, nhiều sơn động như vậy, hai người kia đi vào sơn động nào. Các ngươi, mỗi người đi vào một sơn động. Nếu trong các ngươi ai phát hiện sơn động thực thì lập tức bẩm báo. Đại hán đầu lĩnh chỉ huy đám vũ đồ, vẻ âm tàn trong mắt chợt lóe. Trong động có nguy hiểm hắn tự nhiên là biết, vì bảo tàng hắn chỉ có thể bỏ qua một số người mà thôi. Rõ. Lập tức 20 vũ đồ kia đi về phía trước, mỗi người đều cao hứng bừng bừng đi vào trong sơn động, trong lòng thầm nghĩ lần này phát tài rồi a. Nhiều kim tệ như vậy sao? Lúc này ở trong sơn động, hai người Lục Lâm Thiên và Lam Linh đang đứng ngây người trước đống kim tệ chất đầy trong không gian chừng 20 trượng vuông. Cả không gian tràn ngập màu vàng vực rỡ do kim tệ phát ra. Chỉ sợ không dưới 100 vạn kim tệ a. Lục Lâm Thiên thầm than, nhiều kim tệ như vậy cũng không có ngọc tinh tạp. Bản thân hắn cũng bị lóa mắt, 100 vạn kim tệ tuyệt đối là một bút lớn a. Lục gia hắn, có thể xuất ra 100 vạn kim tệ là cả một vấn đề. Một viên nhị phẩm đan dược cũng chỉ có 200-300 kim tệ, 100 vạn kim tệ này đại biểu rất nhiều thứ. Lúc này Lam Linh cũng kinh hãi không ngớt, nhiều kim tệ như vậy, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Xem ra, Bạch Lang Dòng binh đoàn này là nơi sản xuất kim tệ rồi. Thật đúng là dọa người. Lam Linh nói, trên 100 vạn kim tệ a, nếu như ở ngoài, sợ rằng có thể trực tiếp mua một gia tộc. Đây là cái gì? Ở giữa đống kim tệ. Có 6 hộp gấm, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn vào 6 hộp gấm, đây mới có thể là vật chân quý nhất ở nơi này. Hai người nhìn nhau, lập tức bò lên trên đống kim tệ, bề ngoài 6 hộp không tương đồng, Lam Linh nói. Trước tiên mở, sau đó chia đều.
Được. Lục Lâm Thiên không phản đối, liếc mắt nhìn Lam Linh, lập tức mở hộp gấm thứ nhất, một mảnh hồng quang nhàn nhạt chói mắt hiện ra, một cỗ khí tức hỏa diễm bao phủ trong không gian. Là vũ khí hoàng cấp sơ giai hỏa hệ. Lam Linh nhất thời kinh ngạc nói, nàng thân là vũ giả hỏa hệ, tự nhiên có thể cảm giác được một cỗ hơi thở nóng rực trong hộp gấm. Bên trong hộp gấm lúc này có một ngọc giản màu hồng, tuy rằng nàng không mở ra nhưng cũng biết là vũ khí loại nào, hệ gì. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được đẳng cấp của vũ khí này, mặc dù là hoàng cấp sơ giai, thế nhưng tuyệt đối là bảo vật. Trong lục gia, vũ khí mạnh nhất dường như cũng chỉ là hoàng cấp mà thôi. Cố gắng đè nén sự kinh hỉ, Lục Lâm Thiên tiếp tục mở hộp gấm thứ hai, một cỗ lam sắc quang mang chói mắt phát ra, trong nháy mắt hắn có thể cảm giác được một cỗ năng lượng không thua gì hộp gấm thứ nhất cả. Là vũ khí thủy hệ. Lục Lâm Thiên sợ hãi than một tiếng. Trong hộp gấm cũng giống như trước có một ngọc giản, từ khí tức mà phán đoán, tuyệt đối cũng không kém hỏa hệ vũ khí, cũng là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Lại là vũ khí, cũng là hoàng cấp. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên đang ngồi đó kinh ngạc nói. Nàng cũng tự mình mở hộp gấm thứ ba, một cỗ năng lượng khổng lồ xuất hiện. Bên trong hộp gấm một viên cầu màu đất xuất hiện, nhỏ như nắm tay trẻ con, bị thổ sắc quang mang bao quanh. Một cỗ năng lượng cuồng bạo được khuếch tán từ viên cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ con này phát ra, cảm giác năng lượng cuồng bạo này trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà ngẩn ra. Thứ năng lượng này thực đáng sợ, chỉ ngồi xem cũng khiến cho tim hắn nhảy dựng. Yêu đan tứ giai yêu thú. Lam Linh nói, một viên yêu đan tứ giai cũng có giá trị xa xỉ, đám vũ khí hoàng cấp vừa rồi so với nó quả thực kém hơn không ít. Yêu đan tứ giai a. Là thứ so với vũ khí hoàng cấp sơ giai còn khó kiếm hơn. Yêu đan. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào viên yêu đan trước mắt, yêu đan này có tác dụng rất lớn với hắn. Bản thân hắn có thể trực tiếp lấy năng lượng từ yêu đan ra luyện hóa. Luyện hóa xong, chỗ tốt cực kinh người a. Hộp gấm thứ tư bị Lục Lâm Thiên mở ra, một cỗ quang mang chói mắt tức thì tuôn ra, linh khí ngập tràn, thế nhưng lại mang theo lực lượng cuồng bạo. Bên trong hộp gấm có một quang châu nhỏ như nắm tay trẻ con, không ngừng có quang mang đan xen khiến cho người xem hoa cả mắt. Lực lượng cuồng bạo ở bên trong nó cũng khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng, năng lượng, dường như tùy thời muốn phá đan mà ra. Linh đan của linh thú. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, không nghĩ tới Bạch Lang Dòng binh đoàn lại cất giấu linh đan a. Có thể trở thành linh đan ít nhất cũng phải đạt tới tứ giai linh thú mới được. Một viên linh đan tứ giai coi như là tứ giai sơ giai cũng hơn 10 vạn kim tệ. Mà điều quan trọng là, thứ hắn cần nhất hiện giờ chính là yêu đan và linh đan a. A, bên ngoài kia truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy dòng binh sau khi đặt chân lên tảng đá tức thì tảng đá rơi xuống phía dưới, mấy người bọn họ lập tức bị rớt xuống vực sâu, chung quanh chỉ truyền đến tiếng kêu thảm thiết từ vực sâu vọng lên mà thôi. Thấy một màn như vậy, cơ mặt đại hán tức thì co quắp lại. Vẻ mặt những người khác thì hoảng hốt. Muốn cứu người nhưng lại không có khả năng, không ai đoán trước được những hòn đá này sẽ rơi xuống. Trong sơn động, Lam Linh mở ra hộp gấm thứ 5, bên trong hộp gấm có một ngọc giản màu đỏ, có một cỗ khí tức quỷ dị không ngừng khuếch tán ra. Khí tức này quỷ dị không gì sánh được, vô cùng cuồng bạo. Dưới khí tức quỷ dị này, không ngờ Lục Lâm Thiên lại ngẩn ra, từ trong không thẳm linh hồn như có gì đó kêu gọi. Mà Lam Linh sau khi nhìn thấy ngọc giản, cảm nhận cỗ hơi thở này thì sắc mặt nàng tức thì khiếp sợ, rồi lại lập tức thu liễm. Đây là thứ gì? Lục Lâm Thiên nhìn vào vật bên trong hộp gấm, tuy rằng không biết đây là bảo vật gì nhưng từ khí tức hắn cũng có thể biết được, bảo vật này tuyệt đối là bất phàm. Không biết, hẳn là bất phàm. Lam Linh mỉm cười nói, ánh mắt rời khỏi hộp gấm thứ 5. Nàng lập tức mở hộp gấm thứ 6. Ngọc giản bên trong hộp gấm thứ 6 có chút kỳ lạ, chính là hình tròn, cao khoảng 10 phân. Một cỗ khí tức ôn hòa xuất hiện khiến cho hai người cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Trong hộp gấm lúc này còn có một chiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong có dịch thể màu trắng, chỉ sợ thứ bên trong chiếc bình này cũng tuyệt đối là bất phàm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động vang lên tiếng nổ lớn. Chung quanh chấn động cực lớn khiến cho đống kim tệ rung rinh. Mà hai người Lục Lâm Thiên cùng Lam Linh ở trên đống kim tệ thì bị trượt ngã xuống đất. Mà trùng hợp thế nào, ngay khi Lục Lâm Thiên vừa chạm mông xuống đất thì trước mặt chợt tối sầm, có một thân thể mềm mại rơi lên người hắn. Bên ngoài, cùng một lúc trong các sơn động đều có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đá vụn bay tứ tung,
khiến cho vách động rạn nứt. Hơn mười mấy sơn động đồng thời bị phá hủy, uy lực lớn đến cỡ nào a? Chấn động như thế khiến cho cả vực sâu cũng chấn động, liên tiếp có những tảng đá lớn rơi xuống dưới. Không tốt, có nguy hiểm. Nhị đầu lĩnh kia nói. Đám người vừa tiên vào mười mấy sơn động kia lúc này kết cục có lẽ không tốt tí nào, chỉ sợ đã thành bột phấn. Không ai biết trong sơn động phát sinh chuyện gì, không ngờ lại nổ tung. Trong lòng hắn cũng từng suy đoán, trong động hẳn có nguy hiểm, đám người kia động phải cơ quan, tạo ra vụ nổ liên hoàn. Nếu như không có gì bất ngờ gì xảy ra thì hẳn đây chính là bố trí của Bạch Lang Dòng binh đoàn. Trong sơn động lúc này vẫn đang kịch liệt rung động. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Lục Lâm Thiên cảm thấy mặt mũi mình được bao phủ bởi một vật mềm mại, mùi hương thoang thoảng tràn vào mũi. Người hạ lưu vô sỉ. Lam Linh quát một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, bộ ngực cao ngất của nàng đập phải mặt Lục Lâm Thiên làm cho trên ngực nàng lúc này truyền đến sự đau đớn. Ngẩng đầu xuống nhìn thì lại thấy Lục Lâm Thiên vùi đầu kề sát vào bộ ngực của mình, nàng liền vội vã đứng lên. Tuy rằng ăn mặc phóng khoáng, thế nhưng chưa từng tiếp xúc với nam tử nào gần gũi quá như vậy, trực tiếp đụng vào vùng cấm của nàng. Ta van ngươi à, ngươi nghĩ rằng ta làm gì sao? Là ngươi rơi xuống mặt ta đó. Lục Lâm Thiên đứng lên, cảm nhận dư âm của sự mềm mại, hắn vuốt mũi nói. Có thể là bên ngoài xảy ra biến cố gì đó, nhanh thu thập mọi thứ. Vừa nói xong, Lục Lâm Thiên nhanh chóng đem hộp gấm thứ hai, cũng chính là thủy hệ vũ kỹ mà hắn cần thu lại. Mỗi người một nửa. Lam Linh nói xong cũng không chút do dự đem hộp gấm thứ năm thu lấy, trong nháy mắt vứt vào không gian túi của mình. Mỗi người ba. Lục Lâm Thiên tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu thế, hộp thứ năm rõ ràng là vật bất phàm lại bị Lam Linh ra tay trước. Hai tay hắn như thiểm điện chộp tới Linh Đan và hộp gấm thứ sáu. Tuy rằng hắn không biết hộp gấm thứ sáu là thứ gì, thế nhưng rõ ràng cũng là vật bất phàm. Hai người lúc này trong đầu đều nghĩ đến đám hộp gấm này đầu tiên. Bên trong đều là vũ khí, linh đan, còn có bảo vật không biết tên, so với nó tuy rằng kim tệ trọng yếu, thế nhưng kim tệ tùy thời đều có thể kiếm được, có đôi khi những bảo vật này có kim tệ cũng khó mà mua được. Tốt, mỗi người ba, không ai thiệt cả. Lam Linh nói, trong nháy mắt cũng đưa tay hướng về hộp gấm thứ sáu. Thế nhưng lại bị Lục Lâm Thiên nhanh tay đoạt lấy. Ánh mắt nàng khẽ biến, sau đó dùng đem hoàng cấp vũ khí hỏa hệ và yêu đan tứ giai thu vào. Sau khi không chút khách khí đem hộp gấm thứ sau và linh đan thu vào, Lục Lâm Thiên nói. Kim tệ mỗi người phân nửa, thu nhanh một chút, sơn động dường như muốn sụp đổ, nếu không nhanh sẽ mãi mãi ở lại đây a. Nói xong hắn vung tay kết ấn, dùng chân khí bao quanh một mảng lớn kim tệ liên tục cất vào trong không gian túi của mình. Trên trăm vạn a, một nửa là 50 vạn, sau này cần yêu đan có yêu đan, cần linh đan có linh đan a. Lam Linh cũng không chịu thua kém, cũng dùng chân khí đem một đám lớn kim tệ liên tục bỏ vào không gian túi của mình. Thế nhưng cũng chỉ có hạn a, 20 vạn kim tệ cũng đã chiếm một không gian rất lớn rồi. Lập tức nàng xuất ra một không gian túi khác, chính là không gian túi của Triệu Thanh. Triệu Thanh chết đi, không gian túi đã sớm được nàng nhỏ máu nhận chủ. Chờ sau khi không gian túi của hai người đầy ắp cũng chính là lúc kim tệ hoàn toàn bị quét sạch. Lục Lâm Thiên thu hết kim tệ của mình, không gian túi của hắn cũng không có nhiều đồ cho lắm nên không gian trống bên trong cũng lớn hơn túi của Lam Linh không ít, loại chuyện vơ vét này rõ ràng hắn phải nhanh hơn Lam Linh không ít. Sơn động ngày càng rung chuyển kịch liệt, một ít đá vụn bắt đầu rơi xuống, vẻ mặt Lục Lâm Thiên đại biến. Mau rời khỏi đây, sơn động này sắp sập rồi. Đi mau. Lam Linh cả kinh, thân ảnh cấp tốc di chuyển về phía trước, sơn động sụp xuống tương đương với việc bị chôn sống ở bên trong a. Chân khí của Lục Lâm Thiên xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Vẻ mặt hắn cũng trầm xuống, quang mang trên ngón tay chợt lóe, hai túi chữ vật đều bỏ vào trong không gian giới chỉ. Vật quý trọng như vậy tốt hơn hết nên để trong nhẫn a. Nói cách khác, Lục Lâm Thiên hắn chưa quá tin tưởng nữ nhân Lam Linh này, nàng rất nguy hiểm. Lúc này liên tục có đá vụn rơi xuống, hai người tạo ra hộ thân cương khí, đá vụn rơi xuống cũng không ảnh hưởng gì tới hai người, ngẫu nhiên có vài viên rơi vào bề mặt hộ thân cương khí thì cũng bị văng ra. Lúc này trong sơn động bắt đầu có từng tảng đá lớn rơi xuống, rung chuyển ngày càng kịch liệt. Mau đi nhanh! Nhìn thấy một tảng đá lớn đang rơi xuống trước mặt, sắc mặt hai người đại biến, chân khí bùng lên, toàn lực lao ra.
thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới lướt qua thì tảng đá rơi xuống chắn đường ra sơn động. Lúc này Lục Lâm Thiên không còn ẩn giấu thực lực nữa, hắn thi triển toàn bộ thực lực, dưới tình huống như thế này cho hắn thêm kim tệ cũng không dám ẩn giấu thực lực nữa, hận không thể đi nhanh hơn một chút ấy chứ. Giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên nghĩ tới việc sau này bản thân mình có nên tới Vân Dương Tông kia học vũ kỹ thân pháp hay không a? Nếu có vũ kỹ thân pháp thì gặp những chuyện như thế này cũng có vài phần bảo hiểm với cái mạng nhỏ của hắn. Chấm. Phía sau hắn lúc này âm thanh đổ nát liên tục vang lên, đá rơi xuống càng lúc càng lớn. Mau đi ra. Rốt cuộc đi tới bên ngoài động khẩu, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho trái tim hai người thả lỏng, không ngừng ra tốc chạy khỏi sơn động. Hai người lập tức nhảy qua mấy viên cự thạch trước cửa sơn động đi ra không gian bên ngoài. Cùng lúc đó, sơn động hoàn toàn đổ nát, từng tảng đá lớn liên tục rơi xuống vực sâu, lại thêm ảnh hưởng của sơn động, chung quanh nó lúc này liên tục xuất hiện những khe nứt lớn, đất đá không ngừng rơi xuống vực. Đại ca, là hai người bọn hắn. Ở bên ngoài, nhị đầu lĩnh lớn tiếng bẩm báo. Là đám bạo lang dòng binh đoàn. Hai người Lục Lâm Thiên vừa đặt chân xuống đất cũng nhanh chóng phát hiện ra đám người của bạo lang dòng binh đoàn, trong lòng thầm than một tiếng. Chạy mau. Lam Linh hét lớn một tiếng, thân ảnh không chút do dự hướng về phía dây mây mà chạy đi, không có đường nào đào thoát, chỉ có thể dựa vào dây mây mà thôi. Đại hán đầu lĩnh tuy thân thể có chút mập mạp thế nhưng tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hai tay vươn ra lập tức nắm lại tạo thành một đạo trưởng ấn. Còn muốn chạy sao, lưu lại bảo tàng đã. Hắn cười lớn một tiếng, vẻ âm tàn trong mắt xuất hiện, đẩy đạo trưởng ấn về phía Lam Linh. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, bị đại hán này ngăn trở, nếu không thì nàng có thể đơn giản rời khỏi đây a. Nghĩ vậy nàng xoay người lại, duỗi cánh tay ra, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được ngưng tụ, miệng quát. Không dễ như vậy đâu. Nàng vừa quát xong một tiếng, một cỗ kình khí nóng bỏng bỗng nhiên từ bàn tay tuôn ra, va chạm cùng trưởng ấn của đại hán. Oanh! M hưởng bạo liệt vang lên, sắc mặt Lam Linh biến đổi. Thân thể lùi về phía sau 7-8 bước mới có thể đứng vững. Bằng vào thực lực của nàng hiện tại không phải là đối thủ của đại hán. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Đại hán đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, chân khí quanh thân bùng lên, cánh tay phải hóa thành màu đỏ, nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng cao, dường như trên cánh tay phải của hắn có thêm hỏa diễm vậy. Tiếng nổ lớn từ vực sâu vọng lại, từng tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, cái vực không ngờ càng lúc càng lớn. Mà không gian chỗ bọn hắn đang đứng cũng lung lay theo, đất ở phía dưới chân cũng xuất hiện khe nứt. Không nhanh đi tất cả cùng chết a! Lục Lâm Thiên lớn tiếng nói. Giao ra bảo tàng, bằng không đừng mong rời đi. Đại hán kia lạnh nhạt nói, sau đó hắn nhìn chung quanh, sắc mặt khẽ biến, mặt đất phía dưới rung động, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Sơn động kia căn bản không có bảo tàng, nếu như ngươi muốn chết, vậy thì ta bồi tiếp ngươi vậy. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh rồi lãnh đạm nói một tiếng, hắn không tin mấy người này không sợ chết. Không có bảo tàng, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng sao? Đại hán cụt tay cả giận nói, ánh mắt oán độc dán vào người Lam Linh. Vậy thì cùng chết. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, lùi về bên người Lục Lâm Thiên. Oanh oanh! Từng tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống mặt đất khiến cho mặt đất ngày càng lay động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này. Không ít người của bạo lang dòng binh đoàn đều sợ hãi, nếu như cứ thế này đứng đó, vậy thì cả đám chết chắc rồi. Đại ca, ở đây nguy hiểm, chúng ta lên phía trước rồi nói. Nhị đầu lĩnh nói với đại hán to lớn. Mặt đất rung động, thân thể của đại hán to lớn kia cũng lay động theo, vẻ mặt hắn lúc này co quắp, nếu như mặt đất mà sụp xuống thì quả thực phiền toái lớn rồi a. Chúng ta lên trên, nhanh. Đại hán to lớn quát lên một tiếng. Lập tức dẫn đầu mọi người đi lên. Chân khí bùng lên sau đó nhảy lên dây mây đi lên trên. Ở đây không có đường nào khác, cũng không sợ hai người này chạy a. Người bạo lang dòng binh đoàn đều ở cạnh dây mây, Lục Lâm Thiên và Lam Linh lúc này căn bản không thể đi tới đó. Làm sao bây giờ, sắp sụp xuống rồi a. Lam Linh sốt ruột nói, dây mây bị đám người bạo lang dòng binh đoàn chiếm cứ để chạy trối chết. Chết tiệt. Lục Lâm Thiên thầm mắng trong lòng một tiếng, lại liếc mắt nhìn chung quanh. Chung quanh hắn hiện giờ tần suất rơi xuống của những tảng đá càng ngày càng nhiều, mặt đất càng rung chuyển kịch liệt hơn, hắn nói. Nghĩ biện pháp đi,
ở đây không kiên trì được bao lâu nữa. Biện pháp sao, quả thực là phiền phức, nếu sớm biết như vậy ta sẽ đem một đầu yêu thú phi hành tới đây, không cần đem đầu liệt hỏa yêu ưng đi à. Lam Linh mặt mày sầu khổ nói, liệt hỏa yêu ưng tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không lớn. Lúc này mặt đất bắt đầu nghiêng xuống, mà đám người bạo lang dòng binh đoàn kia còn có 10 người chưa leo lên dây mây, chờ tới lượt Lục Lâm Thiên và Lam Linh thì mặt đất đã sụp xuống rồi à. Sắp sụp hẳn rồi, làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lam Linh có chút rối loạn nói. Bạo lang dòng binh đoàn, ta chưa lên được thì đám các ngươi cũng nên ở lại cùng chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, tay phải bắn ra 5 đạo hỏa diễm về phía trước. Phừng phừng. 5 đạo hỏa diễm trực tiếp bám vào dây mây, đám dây mây như là củi khô bị cháy, đám người trên dây kia sắp gặp phải phiền phức lớn rồi. Ngăn hắn lại. Trên mặt đất lúc này còn 10 người của bạo lang dòng binh đoàn, tất nhiên là không muốn Lục Lâm Thiên hủy đi cơ hội sống sót của bọn hắn a. Bọn hắn không ngừng ngưng tụ trưởng lực để ngăn trở hỏa diễm, đồng thời cũng có một đám kình khí đánh về phía Lục Lâm Thiên. Siêu, siêu. Mấy đạo kình khí mang theo tiếng xé gió mà tới. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, xuất ra mấy đạo kiếm ảnh ngăn trở. Công kích của hai bên va chạm nhau giữa không trung, tiếng kình khí va chạm vang lên đinh tai nhức óc. Trong không trung lúc này tỏa ra quang mang chói mắt giống như là pháo hoa vậy. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mặt đất đã vỡ tung hết cả ra, 10 người của bạo lang dòng binh đoàn kia là những kẻ rơi xuống đầu tiên. Những đầu lĩnh của bọn chúng đã sớm lên trước rồi. Nhanh tới vực sâu ở vách núi. Hai người Lục Lâm Thiên, Lam Linh cũng không còn nơi nào có thể đi, thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới, chung quanh căn bản không có nơi nào để đặt chân. Đi. Trong lúc cấp bách, Lục Lâm Thiên nắm thanh sắc trường kiếm, chân khí tức thì bạo phát, đem trường kiếm cắm vào trên một vách đá ở vực sâu. Sau đó thuận thế chạy vào một cái khe ở giữa vách đá. Hai người lại bố trí hộ thân cương khí đem đám đất đá rớt xuống gạt ra ngoài. Lam Linh nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, cũng học theo hắn đem trường kiếm cắm vào vách núi. Tạm thời ổn định thân thể. Cứu mạng. Mấy tiếng kêu thảm thiết từ trong đám đất đá rớt xuống vực sâu vang lên. 10 người của bạo long dòng binh đoàn này đã hoàn toàn rơi xuống vực. Sinh tử không cần nói cũng biết. Phanh phanh. Trên dây mây, hơn 10 người đang leo đồng thời bị đập văng đi. Tảng đá bên trên đã bị bọn họ kéo xuống, đập vào người bọn họ. Cho dù nó có to, có nặng như thế nào cũng không chịu nổi trọng lượng của 10 người. Trên dây mây, sắc mặt 10 người này hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ cố nhảy lên trên. Mà còn có 6-7 người trở tay không kịp trong nháy mắt tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống bị đập vào thân thể, tức thì cả đám rơi xuống vực sâu. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì bọn hắn đã chết rồi. Hợp lực lại cho ta, chúng ta dựa thế đi lên, nhanh. Lục Lâm Thiên nói với Lam Linh, chung quanh đá vụn liên tục va đập vào hộ thân cương khí, cũng may là bọn họ đang dán người sát vào vách vực, cho nên ít bị đá rơi chúng hơn. Lam Linh hiểu ý. Kéo tay Lục Lâm Thiên, rút trường kiếm lam sắc trong vách vực ra. Chân khí vận chuyển, Lục Lâm Thiên hướng về phía trước vung tay lên, Lam Linh tức thì bị ném lên vách núi. Tay nàng đem trường kiếm cắm vào vách núi, tay phải cầm kiếm tay trái nắm tay Lục Lâm Thiên. Sau đó nàng đem chân khí truyền vào tay trái, cố sức kéo Lục Lâm Thiên lên. Lúc này hắn dựa thế đem trường kiếm cắm vào vách núi. Nhanh, chúng ta đi tới trước. Lục Lâm Thiên nói. Hai người cứ như thế gian nan tiến về phía trước. Trên đỉnh núi, cả ngọn núi lúc này đều chấn động, vực sâu phía dưới vỡ nát, mở rộng khiến cho toàn bộ ngọn núi bị ảnh hưởng. Cả ngọn núi cao đang từ từ sụp xuống, chung quanh lúc này bụi mù, tiếng ầm ầm quanh quẩn giữa không trung, khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Đại ca, chỉ sợ hai người kia đã chết rồi. Sau khi nhìn chăm chú vào vực sâu phía dưới, lại có tảng đá lớn phía trên rớt xuống khiến cho nhân số bạo lang dòng binh đoàn tới đây vốn là 50 người, sơn động nổ tung chết đi hơn 10 người, vừa rồi chết gần 20 người, lúc này bên trên chỉ còn gần 20 người, mà thực lực của đám người này cũng bài danh phía trước so với những kẻ chết đi. Chết tiệt, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cho dù bọn chúng đã chết, bảo tàng cũng nằm trong túi trữ vật, bảo tàng này chúng ta nhất định phải có. Đại hán cầm đầu lạnh lùng nói. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn không lên trên được, bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Chết hơn 30 người, quả thực hắn cũng không để tâm cho lắm.
thế nhưng bảo tàng kia, cho dù thiếu phân nửa cũng không được. Không sai, bảo tàng này nhất định bị bọn chúng thu vào túi chữ vật, cho dù đã chết thì vẫn còn túi chữ vật a, chỉ tiếc không được hưởng thụ nữ nhân kia a. Đại hán gầy gò lạnh nhạt nói. Bọn hắn nhất định đang ở bên trên, chúng ta đi lên sẽ gặp phải phiền phức lớn a. Sát biên giới vực sâu, Lam Linh nói với Lục Lâm Thiên. Hai người rốt cuộc đi tới bên trên vực sâu, thế nhưng trong lòng hai người cũng rõ ràng, chỉ sợ sau khi lên trên, đám người bạo lang dòng binh đoàn kia đang chờ hai người bọn họ. Ta còn nhớ, bên phải có rừng rậm, sau khi tiến vào đó, cơ hội đào tẩu sẽ lớn hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên nói. Vậy thì sau khi lên trên ta đem liệt hỏa yêu ưng cản trở đám người bạo lang dòng binh đoàn kia, còn chúng ta đi về phía bên phải. Lam Linh nói. Ầm ầm. Lùi về phía sau. Đại hán to lớn quát lên một tiếng, sau bộ đất đá bên cạnh vực sâu đều rơi xuống, mặt đất trên đỉnh núi bắt đầu nứt nẻ, tùy thời đều có thể rơi xuống dưới vực. Suy suy. Nhưng vào lúc này, có hai đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy lê y đi y hát núi. Lập tức hướng về phía rừng cây chạy đi. Hai thân ảnh này chính là Lục Lâm Thiên và Lam Linh. Hai người nhảy lê y đi y hát núi, không dám có chút chậm trễ, dựa theo kế hoạch từ trước mà chạy đi. Là hai người bọn hắn, mau đuổi theo. Đại hán to lớn lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức đuổi theo. Nhanh! Hai người Lục Lâm Thiên, Lam Linh cấp tốc chạy trốn. Tốc độ đã được vận chuyển tới cực hạn. Đại hán to lớn kia tuy rằng thân thể có chút to lớn, thế nhưng tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng, đại hán gầy gò cũng theo sát phía sau. Tốc độ cũng không kém đại hán đầu lĩnh kia chút nào. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu, giao ra bảo tàng, ta tha cho ngươi một mạng. Đại hán to lớn chợt quát lên một tiếng, một đạo trưởng ấn nóng bỏng được đánh về phía trước mang theo tiếng xé gió hướng về phía Lục Lâm Thiên mà đi. Lục Lâm Thiên đang chạy trốn cảm thấy được một cỗ nhiệt lực nóng bỏng đang hướng về phía mình, thân thể hắn lập tức nghiêng đi, một đạo trưởng ấn mang theo kình khí nóng bỏng xẹt qua tai hắn bay về phía trước, đánh vào một cây đại thụ trước mặt. Thân cây rung động, bị trưởng ấn tạo thành một lỗ hổng lớn, lá không ngừng rơi xuống. Bản công tử cũng không phải xương mà, người đuổi theo dai dẳng như vậy là sao? Lục Lâm Thiên quay đầu lại mắng, chân khí thôi động tới cực hạn. Thế nhưng tốc độ của đối phương lại quá nhanh, sắp đuổi kịp được hắn. Đại hán lúc này mới chú ý tới lời nói của Lục Lâm Thiên, không ngờ tên nhãi này lại mắng hắn là chó a, tức thì hắn nổi giận nói. Tiểu tử, ta xem ngươi chạy đi đâu, chờ sau khi bắt được ngươi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Những gì hôm nay ngươi làm bản công tử nhớ kỹ, bản công tử nhất định sẽ trả lại gấp bội. Lục Lâm Thiên nhổ một ngụm nước bọt, chân lại liều mạng chạy. Thực lực bản thân không đủ cũng chỉ có thể dùng cách này thôi a. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Đại hán to lớn cười một tiếng, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được kéo lại gần, một đạo quyền ấn mang theo khí tức nóng bỏng lần thứ hai xuất hiện đuổi theo Lục Lâm Thiên. Rát rát. Trên bầu trời, một tiếng ưng kêu quen thuộc truyền qua, một đầu yêu thú màu đỏ xuất hiện, trong miệt phun ra một hỏa cầu về phía đại hán, chính là liệt hỏa yêu ưng của Lam Linh. Phía trước. Lam Linh sắc mặt tái nhợt, mỗi lần gọi ra liệt hỏa yêu ưng đều khiến nào tiêu hao quá lớn, hầu như là không thể chống đỡ được. Phanh! Hỏa cầu của liệt hỏa yêu ưng và quyền ấn của đại hán va chạm vào nhau, không gian chung quanh vang lên âm hưởng bạo liệt, lực lượng cuồng bạo lan ra bốn phía. Đại hán to lớn lúc này cũng ngẩn ra, đối với sự quấy rầy của liệt hỏa yêu ưng, hắn không thể không để ý a. Đi mau! Sắc mặt Lam Linh tái nhợt nói. Đem một nắm bột phấn ném về phía trước. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên không dám chần chờ, cấp tốc chạy trốn. Hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lam Linh, trong lòng thầm nghi hoặc, không ngờ nữ nhân này lại cứu mình a. Dưới một khắc này, Lục Lâm Thiên và Lam Linh đã chạy xa. Đại hán to lớn nổi giận, thân ảnh nhoáng một cái lập tức đuổi theo. Thế nhưng liệt hỏa yêu ưng đâu có thể để hắn đi như vậy, nó liền ngăn trở, một người một thú đại chiến với nhau. Tạo nên tiếng ầm ầm chung quanh, hỏa diễm bắn ra bốn phía, đại hán to lớn cũng vô pháp chế ngự được nó. Lão nhị, lão tam, các ngươi mau đuổi theo, nhất định phải đoạt lấy bảo tàng. Đại hán to lớn nói với hai người vừa mới tới, bản thân hắn lúc này còn phải chiến đấu với liệt hỏa yêu ưng. Sau đó chân khí lại bùng lên, yêu khí không ngừng tỏa ra, một người một thú này lại đại chiến. Rõ,
Đại hán cụt tay và hán tử gầy gò kia trong nháy mắt đuổi theo. Liệt hỏa yêu ưng bị đại hán to lớn cuốn lấy, vô pháp cản trở hai người kia. Mau vào trong rừng. Hai người Lục Lâm Thiên, Lam Linh rốt cuộc tới bên ngoài rừng rậm. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong. Cây cối tùm như thế này hai người bọn họ có không ít ưu thế. Hai người Lục Lâm Thiên một đường cấp tốc chạy đi, không dám dừng lại một chút nào, trực tiếp di chuyển trong lùm cây, tỷ lệ bị đối phương phát hiện quả thực ít hơn một chút. Một đường chạy trốn, Lam Linh cũng không quên vứt ra phần yêu thú và nứa bản quyền tiểu Upsilon của bọn nó. Lỡ may đám người kia có yêu thú truy tung thì cũng giảm bớt phiền phức cho hai người bọn họ. Như vậy cũng đủ một khắc, dấu vết cũng bị xóa a. Hai người thở dài một hơi, nhưng không dám dừng lại mà lập tức chạy về phía trước. Dường như bởi vì triệu hồi liệt hỏa yêu ưng thế nên sắc mặt Lam Linh càng lúc càng tái nhợt, khí tức không ngừng suy yếu. Ngươi không sao chứ, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Cứ tiến về phía trước tìm một địa phương an toàn, không thể để đám người bạo lang dòng binh đoàn tìm được. Lam Linh nói, nếu như đỡ Upsilon.ng phải đám người kia, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Sau nửa canh giờ, hai người đã rời khỏi rừng rậm. Sau khi đánh giá chung quanh, núi non trước mặt trùng trùng điệp điệp, phía trước có một sơn cốc. Vào bên trong, Lam Linh nói, hai người lập tức tiến vào bên trong sơn cốc. Núi non chung quanh kéo dài liên tiếp, liên miên, liếc mắt nhìn về phía xa cũng chỉ là núi non mà thôi. Trên sơn cốc, có vài ngọn núi, mây mù bao phủ giống như tiên cảnh nhân gian. Bên trong sơn cốc cây cối tùm, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nước chảy. Lục Lâm Thiên cũng không có nhiều thời gian quan sát, hắn cùng Lam Linh trực tiếp tiến vào bên trong. Được rồi, có lẽ tạm thời chúng ta sẽ an toàn. Sau nửa canh giờ, Lam Linh đứng lên nói với Lục Lâm Thiên. Vậy ở đây nghỉ ngơi một chút đi à. Lục Lâm Thiên nói, sau khi đánh giá chung quanh, lúc này bọn hắn đã ở giữa thâm cốc, chung quanh đều là cây cối che phủ bầu trời, nhìn lên ngoài cây cối thì không có gì khác. Cũng tốt, tranh thủ điều tức một chút. Lam Linh dường như có chút không chịu nổi, sau khi nhìn chung quanh rồi lập tức đem bột phấn kia giải ra chung quanh rồi nói. Chúng ta phải nhanh chóng điều tức khôi phục, bằng không sẽ phiền phức lớn. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, khi nãy một đường chạy trốn cũng đã tiêu hao không ít. Đây là lần thứ hai hắn bị đám người bạo lang dòng binh đoàn đuổi như chó nhà có tang rồi. Lam Linh cũng khoanh chân ngồi xuống, bỏ vào trong miệng một viên đan dược, chân khí ba động, bắt đầu chậm rãi điều tức. Gì, Tiểu Long bị làm sao vậy? Lúc này, Lục Lâm Thiên lại cảm giác con rắn nhỏ trên tay dường như có chút sao động, có vẻ sợ hãi, hắn liền vội vã trấn an nó một tiếng, lúc này nó mới bình thường trở lại. Ngồi điều tức được lát, Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí trong cơ thể mình đang chậm rãi khôi phục, thế nhưng một lát sau vẻ mặt hắn lập tức biến đổi. Trong cơ thể hắn lúc này dường như xảy ra chuyện gì đó, chân khí lúc này lại trở lại kinh mạch. Hắn đứng lên trong sợ hỗn loạn, khó hiểu, toàn thân hư thoát, vô lực, sắc mặt đỏ bừng rồi lập tức ngã xuống đất. Trong lòng hắn hiện tại có dự cảm không tốt, biết bản thân đã bị ám toán. Cũng vào lúc này Lam Linh đang điều tức trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sắc mặt đã khôi phục không ít, tuy rằng thoạt nhìn tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng so với khi trước thì đã tốt hơn không ít, cũng không lâm vào trạng thái tiêu hao quá độ như khi trước. Lục Lâm Thiên muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình không thể nói ra thành lời. Ngay cả miệng cũng không mở ra nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lam Linh, trong lòng hận không thể tát mình mấy cái, chính hắn dọc đường đi để phòng nàng, thế nhưng không nghĩ tới vẫn bị nữ nhân này ám toán. Nhìn ánh mắt Lục Lâm Thiên, Lam Linh khẽ nói. Ngươi đã trúng một loại độc do vạn thú tông chúng ta điều chế, là một loại độc đặc biệt, cũng chính là từ đám bột phấn ta vừa rắc. Khi ngươi điều tức sẽ hít vào trong cơ thể, lập tức sẽ trúng độc. Xin lỗi, trên người ngươi có ngọc giản trong hộp gấm thứ 6 ta phải có, nó đối với ta có tác dụng vô cùng lớn. Lam Linh nhìn vào Lục Lâm Thiên nói, lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể chuyển động con mắt, trong mắt bắn ra lửa giận. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình tâm không độc ác. Thiếu đi sự đê tiện vô sỉ. Nếu như hắn muốn hạ thủ với nữ nhân này thì cũng có một bó lớn cơ hội a. Hiện tại bản thân hắn lại bị ám toán. Lúc này hắn mới hiểu vì sao nữ nhân này lại cứu mình, phỏng chừng vì muốn bảo vật trên người hắn a.
thảo nào kiếp trước N Tố Tố kia có nói, ngàn vạn lần không nên tin tưởng nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân đẹp. Ngươi nhất định muốn biết vì sao ta lại cần miếng ngọc giản đó chứ? Lam Linh nhàn nhạt nói. Con mắt Lục Lâm Thiên chuyển động, dường như muốn nói gì đó. Hắn quả thực muốn biết trong ngọc giản thứ 6 này là cái gì mà khiến cho Lam Linh biến thành người như vậy. Đồng thời, Lục Lâm Thiên nghĩ tới có nên đem Tiểu Long từ trong tay áo bất ngờ cắn cho nàng một cái hay không. Thế nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Bản thân hắn không thể động đậy lại càng thêm nguy hiểm. Nữ nhân này là người Vạn Thú Tông, nói không chừng có biện pháp ứng phó với Tiểu Long. Nhất thời, Lục Lâm Thiên cũng không dám quyết định. Lam Linh nhìn vào mặt Lục Lâm Thiên, lại tiếp tục nói. Ngươi còn nhớ lúc trước ta nói với ngươi chuyện của Bạch Lang Dòng binh đoàn không? Trong một đêm bọn họ bị diệt, có lời đồn là do Tam Tông Tứ Môn gây nên. Sau khi ta trở thành thân truyền đệ tử trong lúc vô ý có nghe nói năm đó Bạch Lang Dòng binh đoàn chặn giết một đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông. Mà người đệ tử kia chính là trưởng môn tiếp theo đã được chú định, đồng thời cướp đi thú hồn quyết và linh hồn thần dịch. Thú hồn quyết, ngoại nhân căn bản không thể nào dùng. Nếu như không phải ta là đệ tử Vạn Thú Tông thì căn bản cũng không thể tu luyện. Thế nhưng vừa vặn ta phù hợp điều kiện đó. Thú hồn quyết này chỉ có trưởng môn tương lai và một số trưởng lão trong môn phái tu luyện mà thôi. Uy lực cực lớn, chính là chấn tông chi bảo. Còn có linh hồn thần dịch kia cũng chính là thần vật của Vạn Thú Tông, ăn vào một chút, linh hồn lực sẽ tăng lên, đối với tu luyện sau này có chỗ tốt không thể nào tưởng tượng nổi. Loại bảo vật này, coi như là thân truyền đệ tử cũng vô pháp được dùng. Bởi vì hai loại bảo vật này bị mất cho nên triệt để chọc giận Vạn Thú Tông ta, mà đám người Bạch Lang Dòng binh đoàn này bị một vị trưởng lão của Vạn Thú Tông ta trong một đêm giết chết hết, một người cũng không chạy thoát. Thế nhưng... Đám người Bạch Lang Dòng binh đoàn này dường như cũng dự đoán được chúng ta sẽ trả thù cho nên đem đám bảo vật này giấu đi. Trưởng lão trong tông ta cũng không tra ra được nơi chúng cất giấu. Người ta đồn rằng bảo tàng của bọn họ ở bên trong vùng núi này. Lần này ta tới đây thứ nhất là lịch lãm, thứ hai là hy vọng tìm được bảo tàng, không nghĩ tới thực sự lại tìm được. Nghe Lam Linh nói, Lục Lâm Thiên mới hiểu được, xem ra bản thân hắn đã sớm nằm trong kế hoạch của nàng. Vị hôn phu Triệu Thanh kia chỉ sợ cũng chỉ là nàng bịa ra mà thôi. Sau khi biết được hắn có khả năng có địa đồ bảo tàng, mới mặc kệ hắn đánh chết Triệu Thanh kia a. Trong hộp gấm thứ 5 chính là thú hồn quyết, hộp thứ 6 chính là linh hồn thần dịch. Sau khi có hai bảo vật này, nếu như tu luyện thú hồn quyết, lại là thân truyền đệ tử có lẽ Vạn Thú Tông cũng sẽ không nói gì. Trong Vạn Thú Tông này ta sẽ có cơ hội quật khởi, cho nên ta phải làm những chuyện này, xin lỗi. Lam Linh nhàn nhạt nói, vung lam sắc trường kiếm trong tay. Hai mắt Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nhắm lại, trong đầu mê muội, vốn hắn muốn ra lệnh cho Tiểu Long xuất thủ thế nhưng trong nháy mắt ý thứ lại lâm vào hôn mê, loại độc quỷ dị này đã hoàn toàn khuếch tán trong cơ thể hắn. Lam Linh vung kiếm lên, nhắm vào ngực Lục Lâm Thiên đâm một kiếm. Thế nhưng ngay khi trường kiếm đâm qua quần áo nàng lại thu hồi trường kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút không nỡ. Sau đó nàng lại lần thứ hai vung kiếm lên, nhưng chung quy cũng không thể hạ xuống được, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta không thể hạ thủ được? Lam Linh khẽ thở dài rồi thu hồi trường kiếm, hai tay lục lọi bên hông Lục Lâm Thiên, gỡ túi chữ vật xuống. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn cất bảo vật ở trong hai túi chữ vật này. Ngươi sống hay chết vậy thì phải xem vận khí của ngươi thôi. Trong vực sâu ngươi đã cứu ta. Hiện tại ta lại không giết ngươi, coi như chúng ta không ai nợ ai. Người của Bạo Lang Dòng binh đoàn tạm thời còn chưa đuổi kịp tới. Lam Linh thu hồi hai túi chữ vật, cũng không kiểm tra bên trong. Sau đó nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Lâm Thiên rồi rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên không ngừng hôn mê. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được trong cơ thể hắn có một thứ gì đó khuếch tán ra khắp cơ thể khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Đám chân khí lúc trước bị cầm cố bắt đầu khôi phục. Trong lúc hắn hôn mê, chân khí tự động vận chuyển, lực lượng chậm rãi khôi phục, thân thể đông cứng cũng bắt đầu khôi phục chi giác. Khi Lục Lâm Thiên tỉnh lại, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức. Hắn chậm rãi ngồi dậy thì thấy Tiểu Long đang cắn mu bàn tay hắn, hóa ra cỗ lực lượng ấm áp kia là từ nó truyền đến. Phì phì. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên tỉnh lại, con rắn nhỏ tức thì bò tới lòng bàn tay hắn. Khẽ thè lưỡi ra vô cùng thân thiết liếm lòng bàn tay,
hai con ngươi nhỏ nhìn vào Lục Lâm Thiên, dường như là lo lắng cho hắn vậy. Ta không chết sao, vậy còn nữ nhân kia đâu? Lục Lâm Thiên trước tiên nhìn chung quanh, sau đó nhìn sắc trời, dường như thời gian cũng không qua bao lâu à. Thù này không báo không phải là quân tử, ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng có một ngày bản công tử sẽ bán ngươi vào kỹ viện. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước hung hăng nói, sau đó hắn lục hai bên hông, túi trữ vật của bản thân đã biến mất, không cần phải nói cũng biết là nữ nhân kia cầm đi. Tiểu Long, là ngươi đã cứu ta sao? Đa tạ. Lục Lâm Thiên nâng con rắn nhỏ lên rồi nói, hắn thực không nghĩ tới con rắn nhỏ này lại có bản lĩnh như vậy, linh hoàng thú quả là bất phàm a. Phì phì. Hai con ngươi nhỏ nhắn của con rắn nhỏ khẽ vận chuyển rồi lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dường như có chút đắc ý nhìn hắn. Trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này. Lục Lâm Thiên thu thập một phen rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Túi trữ vật của hắn bên trong cũng chỉ còn hai tấm địa đồ vô dụng, những thứ khác cũng không có. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, những vật trong túi trữ vật đều ném vào nhẫn không gian trên tay. Đáng đời, bực chết ngươi. Lục Lâm Thiên hiện tại đang tưởng tượng biểu tình của Lam Linh sau khi mở túi trữ vật của hắn mà không thấy gì ngoài hai tấm địa đồ, biểu tình khi đó nhất định rất đặc sắc. Túi trữ vật của hắn đều lấy máu nhận chủ, muốn mở ra không phải là một chuyện dễ dàng, phải mời cường giả mạnh mẽ mới mở được. Còn phải vô cùng cẩn thận, bằng không nếu như mạnh mẽ mở ra sẽ hủy diệt túi trữ vật. Nghĩ tới vẻ mặt của Lam Linh kia sau khi nhìn thấy hai cái túi trống rỗng, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy hả giận. Chỉ là lúc này hắn cũng không dám dừng lại, đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn không chừng đang ở ngay phụ cận, bản thân hắn phải tìm một địa phương an toàn đặt chân mới được. Một đường cẩn thận đi tới, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng âm thầm nhớ kỹ tất cả tủ nhục lần này. Bị đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn đuổi như chó nhà có tang, hiện tại bản thân hắn phải trốn, sau này nhất định hắn sẽ đi tìm bọn họ. Còn hiện giờ phỏng chừng cả đám người đang đi tìm hắn. Nghĩ tới việc này, Lục Lâm Thiên cũng không định ngay lập tức rời khỏi nơi này, đám người kia hẳn đang ở bên ngoài chờ hắn a. Nếu như hắn đi ra ngoài, vậy thì phải xin lỗi chính mình rồi. Bạo Lang Dòng binh đoàn, ngày bản công tử tìm các ngươi chính là ngày các ngươi tiêu đời. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ âm hàn. Muốn báo thù là một chuyện, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng biết thực lực của hắn còn xa mới đủ. Đầu lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn kia chí ít cũng phải ngũ trọng hoặc lục trọng vũ sư. Nhị đầu lĩnh kia là tam trọng vũ sư, so với Lục Vô Song không chênh lệch lắm. Một mình nhị đầu lĩnh thì hắn không sợ, thế nhưng hai người thì thực sự là một vấn đề lớn. Trong sơn mạch này cũng không phải là một nơi thực sự an toàn. Lục Lâm Thiên nhớ tới lời Nam Thúc từng nói, cường giả đều là từ ma luyện mà ra, trong sơn mạch này đại khái có thể để hắn tôi luyện, một loại phương thức tu hành khác. Lại nói, đám đệ tử mới hẳn đã tới Vân Dương Tông rồi. Những người mà hắn quen không biết có ai trở thành đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông hay không nữa. Bản thân hắn cho dù hiện tại trở về Vân Dương Tông cũng chưa chắc đã ngay lập tức trở thành đệ tử thân truyền được, vậy thì không bằng ở lại đây tu hành một đoạn thời gian a. Không thành long cũng thành nhân, hắn không tin mình không ở Vân Dương Tông thì không thể so sánh với đám đệ tử thân truyền kia. Từ sau nơi tu hành của mình là ở nơi này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sự kiên nghị. Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất ở trong sơn mạch, mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, phụ cận cũng xuất hiện một ít dòng binh đoàn và tiểu đoàn đội, địa chấn của vụ núi sụp xuống, vực sâu đổ nát tạo ra âm thanh to lớn truyền đi khắp xung quanh. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có tin tức truyền ra ở phụ cận xuất hiện bảo tàng của Bạch Lang dòng binh đoàn. Sau khi biết được tin này, đám dòng binh đoàn chung quanh như chó sói khát máu điên cuồng chạy tới. Trong đống đá vụn ở dưới vực sâu có không ít dòng binh đào bới, tìm xem có bảo tàng còn sót lại hay không. Đại hán to lớn kia hiện tại vô cùng tức giận, hắn đã giữ kín tin tức thế nhưng không biết vì sao bí mật này lại bị truyền ra bên ngoài. Đại ca, không tìm được hai người kia, hiện tại trên núi có rất nhiều dòng binh đoàn A, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhị đầu lĩnh kia nói, tiếp tục tìm cho ta, bao vây chung quanh núi, xới từng tấc đất lên cho ta. Ta không tin bọn hắn có thể độn thổ. Trên mặt đại hán cầm đầu hiện giờ có một vết thương, chính là do ngày đó đấu với liệt hỏa yêu ưng, bị nó gây ra. Yêu thú hắn không sợ, thế nhưng đầu liệt hỏa yêu ưng kia chính là yêu thú phi hành. Sáng sớm, tại một chỗ trong rừng rậm có một thân ảnh đang đứng dưới cây đại thụ, từ
từng giọt sương mai tí tách chảy xuống đầu hắn. Loại khổ tu này kỳ thực cũng không tệ lắm. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, trong thời gian mấy ngày nay chân khí trong người hắn đã được luyện hóa gần hết. Đúng như dự đoán của hắn, chân khí trong người hắn hiện tại chỉ đạt tới mức lục trọng vũ sĩ đỉnh phong mà không có cách nào đạt tới thất trọng. Đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kia hầu hết đều là vũ sĩ, đám chân khí trong người hắn hiện tại không đủ đột phá thất trọng, thế nhưng đạt tới lục trọng đỉnh phong đã khiến Lục Lâm Thiên rất thỏa mãn. Tu luyện giả bình thường nếu như muốn tăng một trọng không có thời gian 3 tháng thì không có khả năng tăng lên, mà hắn mới chỉ có vài ngày mà thôi, nên hắn rất thỏa mãn. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Long trên vai. Mấy ngày nay hai người không ngừng chiến đấu trong mạch núi này. Trong mấy ngày vừa rồi, một người một thú đã gặp phải hai yêu thú, nhưng lại là yêu thú nhất giai. Buổi sáng, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe lá in bóng dưới mặt đất, mà hắn cũng đang yên vị trên một trà cây lớn. Sau khi thu liếm khí tức toàn thân, đôi mắt hắn lập tức nhìn chăm chú một con khiếu lang dưới mặt đất. Đầu khiếu lang này so với đầu khiếu lang lúc trước hắn nhìn thấy ở ngoài sơn cốc không kém là bao, cả hai đều là yêu thú nhị giai. Thế nhưng trình tự ở nhị giai thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nhìn chăm chú vào nó, Lục Lâm Thiên biết mình không nên động thủ bởi vì đầu khiếu lang này cực kỳ khó đối phó. Nếu đã là tôi luyện thì sợ cái gì a? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, trong mắt toát lên sự tự tin, chân khí âm thầm vận chuyển trong cơ thể. Ngay khi đầu đại địa khiếu lang kia tới gần thân cây hắn ẩn thân thì lập tức chân khí trong người hắn vận chuyển, thân thể hắn mượn lực của cành cây mà lùi về phía sau. Sau đó thân thể lập tức bắn về phía trước đem theo một đạo trưởng ấn cường hãn đập vào bụng đầu đại địa khiếu lang kia. Khai sơn trưởng. Không khí chung quanh chấn động tạo ra tiếng rít gào, lực lượng cường hãn bạo phát ra chung quanh. Ngao. Đại địa khiếu lang ngẩng đầu rít gào, phát hiện kẻ đánh lén nó là Lục Lâm Thiên. Quang mang trên cơ thể xuất hiện, nhảy về phía trước đem móng vuốt đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ thật nhanh. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới đầu địa địa khiếu lang này lại có tốc độ nhanh tới như vậy, thân ảnh hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời thủ ấn trong tay cũng biến đổi, chuẩn bị công kích lần thứ hai. Phì. Một đạo thiểm điện màu vàng được đánh ra, một cỗ kình khí bạo ngược khuếch tán ở trong không gian, thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Long nhanh như thiểm điện. Lập tức đánh về phía đại địa khiếu lang. Ngao! Đại địa khiếu lang rít lên một tiếng, trong thoáng chốc dường như sức mạnh nào đó áp chế, tiếng rít gào nhỏ đi không ít, trong lúc hoảng sợ thân thể nó nhảy lên trên ba chiếc đem móng vuốt không chút khách khí đánh về phía Tiểu Long. Thấy vậy Tiểu Long khẽ chu cái miệng nhỏ, một đạo hỏa diễm màu vàng được phun ra, không chỉ có vậy, cả thân thể của nó cũng được bao phủ bởi hỏa diễm màu vàng. Dưới hỏa diễm kia, hai chân trước của đại địa khiếu lang trong thoáng chốc bị ngọn hỏa diễm bao vây. Bằng mắt thường có thể thấy được dưới hỏa diễm màu vàng, chân trước của đại địa khiếu lang không ngừng vang lên tiếng xèo xèo. Lúc này đại địa khiếu lang đâu chịu được nữa, nó lập tức lăn lộn dưới mặt đất mà rít gào. Xuy xuy. Nhưng lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên lại di động, nộ diễm quyền trong tay được ngưng kết ra, bên trong quyền ấn tràn ngập hỏa diễm đánh vào lưng đại địa khiếu lang. Phanh phanh. Kinh khí cường hãn đập vào lưng khiến cho đầu đại địa khiếu lang rít gào, thân thể bị đánh văng khỏi mặt đất 10 thước mới dừng lại. Tại vị trí bị Lục Lâm Thiên đánh lúc này đã có từng tảng da rơi xuống, về phần chân trước của nó đã cháy đen. Hỏa diễm trong miệng Tiểu Long quả thực quá kinh khủng. Phì phì. Thân thể Tiểu Long chợt xuất hiện bên người đại địa khiếu lang định cắn vào cổ nó, tuy lực phòng ngự của đại địa khiếu lang lại có tiếng là cường hãn, thế nhưng lại không ngăn trở được Tiểu Long. Một lát sau thân thể nó co quắp rồi không hề nhúc nhích. Mà Tiểu Long sau khi ăn no nê máu huyết của nó mới lưu luyến rời đi. Nhìn thấy một màn này, Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc không ngớt, thực lực của Tiểu Long quả thực kinh khủng, hỏa diễm màu vàng trên người mang theo uy thế cuồng bạo, hiện tại hắn ngày càng hiếu kỳ về thân phận của nó. Lại nhìn đầu đại địa khiếu lang kia, Lục Lâm Thiên lập tức đem da lông hoàn chỉnh của nó lột ra. Giá trị của đám da lông này vô cùng xa xỉ a. Gia lông yêu thú đối với linh giả mà nói có không ít công dụng. Trên thiên linh lục có không ít thứ cần dùng tới gia lông yêu thú để luyện chế. Sau khi thu hồi gia lông của nó, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục hành trình ma luyện của mình, Tiểu Long thì lại vui vẻ xoay quanh vai Lục Lâm Thiên, hai con mắt không ngừng di chuyển, quét chung quanh rừng cây. Lục Lâm Thiên phát hiện ra, có Tiểu Long bên người thì độ an toàn trong sơn mạch này sẽ tăng lên rất nhiều.
Đầu đại địa khiếu lang kia chính là do nó phát hiện ra. Một khi phát hiện ra điều bất thường nó sẽ thông báo cho hắn trước. Cho dù phụ cận có xuất hiện yêu thú gì cũng khó thoát khỏi sự quan sát của nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, một người một thú không ngừng di chuyển trong núi nói. Mỗi một ngày đều không ngừng tôi luyện, tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Nửa tháng sau, tại một sườn núi không có cây cối, có hai đầu hắc báo cao bằng nửa con người một trái một phải nhìn Lục Lâm Thiên, hai mắt tham lam nhìn hắn. Trong mắt chúng nó hiện tại, Lục Lâm Thiên chính là thực vật của chúng nó. Nhìn hai con hắc báo trước mặt, đây là lần thứ hai Lục Lâm Thiên gặp trong ngọn núi này. Mấy ngày hôm trước gặp một đầu, lại phát hiện đầu hắc báo này chỉ là nhị giai sơ kỳ mà thôi, Lục Lâm Thiên sau khi tu luyện nửa tháng cũng có lý giải về trình độ của các yêu thú. Đẳng cấp của đám yêu thú này không giống nhân loại, đẳng cấp tu luyện của vũ giả và linh giả mỗi một tầng đều căn cứ thực lực chia làm cửu trọng, còn yêu thú thì chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cho nên nếu gặp phải yêu thú đẳng cấp nhị giai hậu kỳ vậy thì cực kỳ khó đối phó. Cho dù cửu trọng vũ sĩ cũng vô pháp đánh lại, trên phương diện bản thể, yêu thú so với nhân loại mạnh hơn không ít. Chỉ là, ông trời công bằng, yêu thú có bản thể cường hãn, thế nhưng nhân loại lại có trí tuệ và tốc độ tu luyện vượt trội hơn so với yêu thú nhiều lần. Đương nhiên tại phương diện trí tuệ, một khi yêu thú đạt tới tứ giai, lúc đó sẽ mở ra linh trí, trí tuệ không dưới con người. Đồng thời nói tiếng người cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Thế nhưng ở phương diện tu luyện, thân thể nhân loại cũng chính là thân thể thích hợp cho việc tu luyện nhất. Vì vậy, mặc kệ là yêu thú hay linh thú đều có thể hóa hình tu luyện. Chỉ là, muốn hóa hình phải đạt tới yêu thú thất giai. Yêu thú thất giai à, trên linh vũ đại lục này dường như có cực ít, chí ít cũng không có mấy con lộ diện. Mà hai đầu hắc báo trước mặt hắn lúc này, chỉ ra lông của nó cũng vô cùng cường hãn. Tốc độ vô cùng nhanh. Thân là phong hệ yêu thú, tốc độ giống như một đạo thiểm điện, cực kỳ khó đối phó. Cũng may bọn nó không phải phong hệ phi hành yêu thú, nếu là yêu thú phi hành, vậy thì càng thêm khó đối phó, hắn chỉ có thể chạy mà thôi. Tiểu Long, ngươi thành thật một chút cho ta. Khi nào ta bảo ngươi ra hỗ trợ ngươi mới được ra. Cảm giác Tiểu Long trong ống tay áo dục dịch, Lục Lâm Thiên ra lệnh một tiếng. Hắn cần tôi luyện chính mình a. Nếu như để Tiểu Long ra ngoài, khứu giác linh thú vô cùng lĩnh mẫn, bọn nó căn bản không dám tới gần. Mà mỗi lần Tiểu Long xuất thủ, hắn lại không thể xuất ra toàn lực. Đám nhị giai yêu thú này căn bản không phải là đối thủ của nó. Sau khi ngửi thấy mùi của nó đều vô cùng kiêng kỵ. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy Tiểu Long mới bình tĩnh trở lại. Lúc này hai đầu hắc báo vây quanh Lục Lâm Thiên, cả người bọn nó một màu đen, chỉ có đôi mắt là màu đỏ. Màu răng màu trắng. Trong thoáng chốc, hắc báo bên trái phóng về phía Lục Lâm Thiên, trong miệng phát ra một đạo phong nhận màu trắng cắt vỡ không khí chung quanh, mang theo tiếng xé gió hướng về phía Lục Lâm Thiên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Lâm Thiên biết muốn tách cả hai ra đối phó là chuyện không có khả năng. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, chân khí tức thì bạo phát, thanh linh khải giáp nhanh chóng xuất hiện trên người, chân khẽ nhảy một cái, thân thể lập tức tiến về phía trước. Không ngờ hắn lại không tránh đạo phong nhận này. Hưu, một đạo phong nhận lập tức đánh vào một khối đá cao mấy thước đằng sau hắn, tức thì khối đá vỡ tan thành mấy mảnh, vô số đá vụn rơi xuống. Lúc này Lục Lâm Thiên đang ở trên không trung, chân khí quanh thân lưu động, thanh linh khải giáp trên người tràn ngập quang mang hoàng sắc, mùi của Tiểu Long từ trên thanh linh khải giáp phát ra áp chế hai đầu hắc báo này. Thanh linh khải giáp này dùng máu của Tiểu Long làm vật dẫn, trên đó có mùi của nó. Mà mùi của nó quả thực có tác dụng uy hiếp không nhỏ đối với yêu thú. Đoạn thời gian trước Lục Lâm Thiên đã phát hiện ra đặc điểm này của thanh linh khải giáp, thực lực của hắn càng mạnh thì mùi cũng càng mạnh. Có thanh linh khải giáp trên người, đối với công kích của hai đầu hắc báo này hắn cũng yên tâm đôi chút. Hai đầu hắc báo này chính là nhị giai yêu thú phong hệ sơ kỳ, bằng vào thực lực của hắn cũng không phải không thể ứng phó nổi. Như lúc bình thường mà nói, yêu thú tuy rằng lợi hại, thế nhưng thực lực của hắn hiện giờ là vũ sĩ lục trọng, đối phó với hai đầu yêu thú phong hệ sơ kỳ này tuy rằng là khó khăn thế nhưng không phải là không có khả năng. Tuy rằng có chút cơ hội đối phó với hai đầu hắc báo này thế nhưng bọn chúng lại có tốc độ cực nhanh, cực kỳ khó chịu. Một lát sau, tay Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, năm đạo kình khí mang theo sự nóng bỏng bắn về phía một đầu hắc báo, chủ động công kích. Giống. Đầu hắc báo bên phải phẫn nộ gầm lớn một tiếng.
thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên. Năm đạo kình khí của Lục Lâm Thiên không ngờ lại bị nó xé nát ra, đồng thời trong miệng nó đột nhiên bắn ra một đạo phong nhận hướng về phía Lục Lâm Thiên. Thân thể Lục Lâm Thiên rơi xuống mặt đất, nhanh chóng thối lui, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi đạo phong nhận này. Đạo phong nhận xẹt qua người hắn va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố sâu, bụi mù bốc lên. Đạo công kích thứ nhất vừa xong thì đạo thứ hai cũng đến, nhưng lần này nó dùng lợi chảo và phong nhận đồng thời công kích về phía Lục Lâm Thiên. Nhị giai yêu thú, trí tuệ tuy rằng không bằng nhân loại, thế nhưng trí tuệ so với trẻ con nhân loại mạnh hơn không ít. Lục Lâm Thiên lần thứ hai nhảy lên, tay hắn nắm lại, lần thứ hai xuất ra năm đạo kình khí đánh về phía trước. Hỏa ảnh tuy rằng chỉ là vũ kỹ tinh cấp, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, Lục Lâm Thiên vận dụng nó vô cùng thành thạo, tuyệt đối không thể khinh thường. Siêu siêu, năm đạo kình khí bắn về phía trước mang theo tiếng xé gió, trong mắt đầu hắc báo kia hiện lên sự kinh hoàng. Đầu hắc báo này đã có trí tuệ, đương nhiên có thể cảm giác sự nguy hiểm trong đó. Nhưng đầu hắc báo này cũng không có tránh né, thân là yêu thú phong hệ nó phát ra thiên phú cực hạn của mình, dùng tốc độ tránh đi. Dưới tốc độ không thể tưởng tượng được của nó, năm đạo kình khí của Lục Lâm Thiên lần thứ hai thất bại. Mà lúc này một chảo của đầu hắc báo thứ hai đã từ phía sau lưng Lục Lâm Thiên đánh tới. Hừ, ăn một chưởng của ta. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, đồng thời đối với tốc độ của hai đầu hắc báo này có chút nhận thức mới. Trong lòng thầm nghĩ phải xử lý một đầu trước mới được. Nghĩ tới đây, Lục Lâm Thiên đem tính mạng mình đặt cược vào thanh linh khải giáp, giải quyết đầu hắc báo trước mắt. Khai sơn trưởng. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đầu hắc báo phía sau, chân khí bùng lên, không khí chu vi chung quanh hắn rung động, lấy hắn làm trung tâm, chu vi không gian chung quanh tức thì cuồng loạn, chân khí chạy loạn, đánh ra một đạo trưởng ấn về phía lưng đầu hắc báo trước mặt. Động vật có thân hình lớn trên cơ bản đều vô cùng cường hãn, rất mạnh, thế nhưng cũng có một khuyết điểm, phòng ngự một phần nào đó vô cùng yếu. Nói thì chậm thực ra rất nhanh. Lúc này trưởng ấn mang theo lực lượng cường hãn do Lục Lâm Thiên đánh ra đã va chạm với lưng đầu hắc báo khiến cho thân thể nó bị đánh bay đi, miệng phun máu. Phanh! Lúc này, từ lưng Lục Lâm Thiên truyền đến cảm giác đau đớn. Một chảo của đầu hắc báo thứ hai đánh vào trên thanh linh khải giáp, để lại 5 vết thương, lợi chảo của nó so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều. Vết thương trên lưng hắn lúc này đang chảy máu, cũng may có thanh linh khải giáp chống đỡ. Chỉ bị thương chút da thịt mà thôi, thế nhưng sự đau nhức này cũng khiến cho mồ hôi hắn ứa ra. Chết tiệt! Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại. Sau một chảo thành công, đầu hắc báo này há miệng ra muốn cắn vào cổ hắn. Nộ diễm quyền! Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, hỏa hệ vũ kỹ nộ diễm quyền được ngưng kết, quyền ấn nhanh chóng được đánh ra mang theo lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ đối đầu một chảo này của hắc báo, tuyệt đối không để cho nó dễ chịu. Phanh! Nộ diễm quyền đánh vào bụng của hắc báo, kinh khí khuếch tán ra bốn phía. Một quyền này Lục Lâm Thiên đã thi triển lực lượng mạnh nhất của vũ sĩ lục trọng. Sau khi cố sức đánh một chưởng, máu trên lưng Lục Lâm Thiên lại không ngừng chảy ra, lúc này thanh linh khải giáp cũng không có cách nào chữa trị ngay được. Nhưng hiệu quả của một chiêu này cũng vô cùng lớn, đầu hắc báo kia bị một quyền của hắn đánh bay, đập vào trên mặt đất cách đó 10 thước, mặt đất chung quanh chấn động. Trong nháy mắt, khi chứng kiến thực lực của Lục Lâm Thiên, hai đầu hắc báo cố gắng đứng lên rồi nhanh chóng bỏ trốn. Muốn chạy sao, lưu lại đi. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay lần thứ hai biến hóa, hỏa diễm khuếch tán, cố nén thương thế trong người đánh về phía trước. Siêu, siêu, tiếng xé gió vang lên, trong sát na năm đạo hỏa diễm đánh vào người hai đầu hắc báo, một đầu hắc báo trên người xuất hiện 3 lỗ máu, đầu còn lại có 2 lỗ, máu không ngừng chảy ra. Hai đầu hắc báo lập tức ngã xuống đất. Lực phòng ngự tuy rằng không mạnh mẽ như đại địa khiếu lang thế nhưng vẫn vô cùng cường hãn. Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh hai đầu hắc báo, lúc này hai đầu hắc báo đã hoàn toàn tắt thở, chân khí xuất hiện, hai đạo hỏa ảnh phân biệt tiến vào trong đầu hai đầu hắc báo. Máu tươi không ngừng chảy ra, hai đầu hắc báo hoàn toàn bỏ mình. Trong thời gian này, ngoài tôi luyện cùng yêu thú thì kỹ thuật và kinh nghiệm giao chiến của hắn cũng tăng lên không ít. Mà hắn cũng vô tình trở nên tàn nhẫn hơn trước, toàn thân có một cỗ sát khí vô hình. Loại sát khí này không phải chỉ cần dính máu tươi là có được. Trong núi non này có không ít cường giả,
trên người thường có sát khí khiến cho yêu thú không dám tới gần, đối với nhân loại cũng có tác dụng uy hiếp không nhỏ. Một chảo của đầu hắc báo này quả thực lợi hại. Lưng Lục Lâm Thiên lúc này lại truyền đến cơn đau khiến cho hắn nhủ thầm một tiếng. Sau đó lập tức thanh lý vết thương, tuy rằng chảy máu một chút thế nhưng cũng không nhiều, vết thương cũng không sâu. Quanh thân hắn lập tức được bao trùm bởi hoàng sắc quang mang nhàn nhạt, chân khí trong kinh mạch lưu chuyển, vết thương sau lưng đang không ngừng khép lại. Phì phì, Tiểu Long từ trong ống tay áo bò lên vai Lục Lâm Thiên, sau khi nhìn thấy vết thương trên lưng hắn nó quay đầu lại khẽ kêu vài tiếng, đôi mắt nhỏ dường như đang trừng mắt nhìn hắn, có lẽ muốn nói gì đó. Được rồi, ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lần sau nếu gặp phải yêu thú không đối phó được ta sẽ cho ngươi ra mặt. Nếu không có sự phân phó của ta, ngươi không nên xuất hiện. Lục Lâm Thiên và Tiểu Long tâm ý tương thông, tuy rằng hắn không biết Tiểu Long muốn nói gì, thế nhưng ý tứ của nó hắn hiểu. Nó đang trách tại sao không để nó xuất thủ khiến cho hắn bị thương như vậy. Lần này bị thương, Lục Lâm Thiên cũng không để ở trong lòng, một chút thương thế nhỏ này cũng không chịu nổi thì hắn không cần ở trong dãy núi này tu luyện nữa. Nếu như mọi việc đều nhờ Tiểu Long hỗ trợ thì bản thân hắn cũng không thể chân chính tôi luyện nữa. Nó khác hoàn toàn với mục tiêu tôi luyện của hắn. Tiếp tục xuất phát. Sau khi thu thập mọi thứ, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục khởi hành. Sau mấy canh giờ đi qua một mảnh rừng rậm, lúc này trước mặt Lục Lâm Thiên xuất hiện một sơn cốc bí mật. Sơn cốc này bị rừng cây che giấu, trong sơn cốc có không ít núi non trùng điệp, nếu nhìn qua thì không ai biết nơi đây có một cái sơn cốc. Trung ương sơn cốc khói mù lượn lờ, như ẩn như hiện, bên ngoài thì có một con sông rộng, cũng không biết là chảy về đâu, tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Địa phương tốt a. Trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà cảm khái một tiếng, không nghĩ tới trong dãy núi này lại có một địa phương như vậy, thật đúng là ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc thiếu một điểm dừng chân a, thôi thì nghỉ ở đây vậy. Nhìn nơi này, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm quyết định nơi này tạm thời chính là điểm dừng chân sau này của hắn. Tu luyện thì chỉ cần đi về bốn phía là được rồi, bản thân hắn cũng có thừa thời gian, có lẽ nên nghiên cứu linh lục mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại cho hắn. Một lúc lâu sau, ở một nơi cách bờ sông không xa có một sơn động thiên nhiên xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Đây rồi. Lục Lâm Thiên cười, nơi này vừa khéo cho hắn tu luyện. Trong nhẫn chữ vật của hắn còn có vũ khí thủy hệ hoàng cấp sơ giai trong bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn mà hắn còn chưa có thời gian tu luyện. Nếu như tu luyện vũ khí thủy hệ vậy thì thực lực của hắn sẽ mạnh hơn một chút. Đối với bản thân hắn mà nói tuy rằng còn có Chu Tước Quyết, Đao Hồn Kỹ, hai đại tuyệt chiêu, thế nhưng hai đại tuyệt chiêu, hai lá bài tẩy này mỗi một lần thi triển đều phải tiêu hao không ít, một lần thi triển phải trả một cái giá lớn. Đặc biệt là Chu Tước Quyết, cái giá để thi triển nó thực sự hắn không chịu nổi. Mà ngoại trừ Chu Tước Quyết, Đao Hồn Kỹ ra bản thân hắn còn có Khai Sơn Trưởng, Nộ Diễm Quyền, Hỏa Ảnh, tất cả chỉ là tinh cấp vũ kỹ. Tuy rằng thích hợp với thực lực của hắn hiện giờ, nhưng có lúc uy lực lại quá nhỏ, lúc thi triển có chút không hợp ý hắn. Vũ kỹ thủy hệ kia chính là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, nhất định sẽ mạnh hơn không ít so với vũ kỹ tinh cấp. Bên trong sơn động, Lục Lâm Thiên móc ba hộp gấm bên trong nhẫn chữ vật ra, lại nghĩ tới Lam Linh kia lấy đi hai chiếc túi chữ vật trống không, hắn sảng khoái hơn không ít. Cũng may khi trước hắn luôn luôn đề phòng trong mọi trường hợp, lại thêm chiếc nhẫn chữ vật này có công năng ẩn giấu bản thân nó, bằng không cũng bị lột đi rồi a. Lại nói, chỉ tính riêng giá trị hai chiếc túi chữ vật cũng hơn 1.000 kim tệ, đó là con số lớn đó. Lam Linh, lần sau gặp lại người bản công tử sẽ cho người biết bản công tử không phải là người dễ chọc. Lục Lâm Thiên hậm hực nói một tiếng, nữ nhân này dám chém mình một đao, mình không thể buông tha cho nàng. Sau khi lấy ra ba hộp gấm tâm tình của hắn dường như mới tốt hơn một chút. Ngoại trừ gần 60 vạn kim tệ kia ra, những thứ trong hộp gấm tuyệt đối là bảo vật. Một viên linh đan, một quyển vũ khí hoàng cấp sơ giai thủy hệ, còn có linh hồn thần dịch kia. Linh hồn thần dịch a. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Lục Lâm Thiên mở bình nhỏ trong hộp gấm ra, bên trong có dịch thể trong suốt, một cỗ khí tức cuồng bạo phát ra khiến cho trái tim Lục Lâm Thiên run rẩy, lực lượng này quả nhiên bá đạo. Nữ nhân kia nói đây là bảo vật của Vạn Thú Tông, không thể lãng phí được. Lục Lâm Thiên nhìn vào bình ngọc này, năng lượng kia dường như đang triệu hoán bản thân hắn. Chỉ là hắn cũng không dám trực tiếp luyện hóa,
trước tiên làm theo kế hoạch lúc trước đã đề ra là tu luyện vũ khí thủy hệ. Hắn đóng hộp gấm chứa linh hồn thần dịch lại, đem ngọc giản vũ khí thủy hệ ra bên ngoài rồi khoanh chân ngồi xuống, đem một giọt máu nhỏ vào ngọc giản. Trong nháy mắt, ngọc giản phát ra quang mang chói mắt, năng lượng thủy hệ cuồng bạo trong ngọc giản bạo phát, năng lượng thủy hệ trong người Lục Lâm Thiên tức thì chuyển động tạo thành một tầng lam sắc quang mang bên ngoài thân thể hắn. Lúc này trong ngọc giản bắn ra một đạo quang mang tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, hóa thành những văn tự. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản mở đi, trở thành một ngọc giản bình thường. Mà lúc này đám văn tự kia đã hoàn toàn lưu lại trong đầu Lục Lâm Thiên. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, từ tin tức trong ngọc giản kia mà hắn biết được, vũ khí thủy hệ này chính là vũ khí công kích, chiến lực bất phàm. Mạnh nhất chính là chiêu cuối cùng nộ hải cuồng khiếu, lúc thi triển có thể khiến cho biển động, tạo thành một dòng xoáy lớn, trong dòng xoáy này vạn vật đều bị phá hủy, vô cùng cường hãn. Không hổ là vũ khí hoàng cấp, nên bắt đầu tu luyện a. Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch lên, nở một nụ cười yếu ớt. Nếu như thực sự chờ đến khi hắn luyện tới cực hạn thì thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn rồi a. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà lúc này trong núi non trùng điệp, náo nhiệt đã tới cực hạn. Trong thời gian qua bên ngoài không ngừng truyền tới tin tức bảo tàng, cũng có không ít người nghe tin đều chạy tới đây, sự mê hoặc của bảo tàng không mấy người có thể chống lại. Lúc này, trong một lầu các ở thành Vũ Đô, có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Nhìn kỹ một chút thì thấy nữ nhân này khoác lên mình bộ trang phục màu xanh, ống tay áo có những đường chỉ màu bạc điểm xuyến cho bộ trang phục. Nếu từ phía sau nhìn lại thì quả thực nàng có một vóc dáng không thể chê, vẻ đẹp thướt tha, đường cong hoàn mỹ, kiều đồn săn chắc với đôi chân thon dài. Tiểu thư, sao người lại tới đây? Chúng ta cần phải trở về a. Một thân ảnh đi tới phía sau nữ nhân này, đó chính là nha hoàn của nàng, niên kỷ khoảng 17-18 tuổi, dung mạo thanh tú. Nếu là một đại hành gia nhìn vào có lẽ sẽ kinh ngạc không ngớt, nha hoàn này không ngờ lại là một vũ sĩ, ở khoảng thất đến bát trọng, bằng vào niên kỷ của nàng mà tu luyện được tới cảnh giới này quả thực thiên phú vô cùng tốt. Ta tạm thời không quay về, thật vất vả mới ra ngoài được một chuyến a. Nghe nói trong sơn mạch Vũ Đô có bảo tàng, chúng ta đi xem một chút. Nữ tử mặc trang phục màu xanh này quay đầu, quả thực chỉ bằng vào dung mạo này của nàng cũng khiến cho người ta kinh hãi. Nữ tử này cùng lắm cũng chỉ 20 tuổi, hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt ướt át, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn trắng hồng, má có vài sợi tóc rũ xuống lại làm tăng thêm vài phần phong tình của nàng. Nếu nhìn xuống dưới thì thấy eo của nàng vô cùng nhỏ nhắn, cả thân thể dường như không có chút tì vết, hoàn mỹ như tiên tử ở nhân gian vậy. Tiểu thư, không được đâu, hai vị trưởng lão còn đang chờ chúng ta đó, cho dù người muốn đi cũng phải hỏi hai vị trưởng lão một câu mới được a. Nha hoàn kia nói, dường như nàng cũng biết tính tình của tiểu tử nhà mình, nàng không dám để tiểu thư xông loạn ra ngoài. Sợ cái gì, nếu như nói cho bọn họ thì chúng ta sẽ không được ra ngoài. Lần này vất vả lắm ta mới được ra bên ngoài một chuyến, nếu như ngươi không đi theo ta vậy thì ta đi một mình vậy. Nữ tử mặc trang phục màu xanh kia khẽ nói. Thế nhưng tiểu thư, chúng ta cái gì, cảnh sắc sơn mạch Vũ Đô nhất định vô cùng đẹp. Chúng ta đi du ngoạn một chút thôi. Nha hoàn kia còn chưa nói xong đã bị nữ tử này cắt đứt. Nàng vừa nói xong thì lập tức từ lầu 2 nhảy xuống phía dưới rồi hiên ngang rời đi. Tiểu thư, chờ ta một chút. Nha hoàn kia kinh hãi, nhanh chóng nhảy xuống phía dưới đuổi theo. Bên trong sơn mạch Vũ Đô, tại vực sâu gần nơi Bạch Lang Dòng binh đoàn giấu bảo vật có một đám người tụ tập. Thế nhưng đã tròn một tháng kể từ khi truyền ra tin tức cũng không có một ai tìm được bảo tàng, ngay cả bảo tàng trong tay ai cũng không biết được. Chỉ là trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Đã có lời đồn rằng bảo tàng rơi vào tay một nam một nữ, tuổi đều vô cùng trẻ, nam mặc bộ trang phục màu trắng, nữ dáng người nóng bỏng, mặc trang phục đệ tử Vạn Thú Tông. Mặc dù có tin tức về bảo tàng thế nhưng lại không có ai tìm được hai người kia. Hai người kia giống như đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Cả đám đều nhất trí tin rằng sau khi hai người này tìm thấy bảo tàng đã trốn đi, chỉ cần tiếp tục tìm nhất định sẽ tìm được hai người bọn họ. Trong sơn cốc bí mật, lúc này Lục Lâm Thiên đang đứng bên cạnh bờ sông, chân khi toàn thân vận chuyển, thủ ấn trong tay biến đổi, một đạo lam sắc quang mang được ngưng kết, con sông trước mặt đột nhiên nổi sóng, một bóng nước cao chừng nửa thước được ngưng kết ra.
Bóng nước sau khi được ngưng kết ra thì không ngừng xoay tròn, năng lượng thủy hệ cuồng bạo đầy rẫy trong không trung. Phá! Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, bóng nước kia bị ném vào một tảng đá lớn gần đó, bóng nước tức thì vỡ ra. Phanh! Tảng đá tức thì rung động, sau đó có một đống đá vụn bắn ra. Tảng đá lớn như vậy thế nhưng dưới công kích của bóng nước kia cũng bị nứt ra. Còn chưa thuần thục cho lắm. Vũ khí hoàng cấp sơ giai A, tu luyện quả thực khó khăn. Lục Lâm Thiên thầm nói một câu, thủ ấn trong tay lại biến đổi, từng đạo chân khí thủy hệ liên tục được ngưng kết lại. Xuy xuy, Tiểu Long bò quanh tảng đá, sau đó nhìn về phía Lục Lâm Thiên, một lát sau nó cảm thấy chán nản, tự bò đi tìm chỗ chơi. Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại, không vội tu luyện nộ hải cuồng khiếu vội. Vũ khí càng cao cấp càng không thể tu luyện thành công được trong một sớm một chiều. Đặc biệt vũ khí càng cao cấp càng khó có thể tu luyện. Tính nhẫn nại Lục Lâm Thiên hắn không thiếu, nghị lực sao, hắn càng không thiếu, vì vậy ở trong sơn cốc này hắn không cảm thấy buồn chán, trái lại luôn trong một loại trạng thái kỳ diệu, ở đây rất an tĩnh, thích hợp cho việc tĩnh tâm tu luyện. Hắn còn biết lúc này bên ngoài sơn cốc đám người dòng binh đoàn kia đang lục tung từng nơi để tìm hắn. Thù bị đuổi giết nhất định phải báo, không báo quả thù này quả thực không hợp với tính cách thường ngày của hắn. Hơn nữa trong hoàn cảnh này, Lục Lâm Thiên cũng có một loại cảm giác gấp gáp, bản thân hắn nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Cho nên hắn liên tục tu luyện, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Trong thời gian nửa tháng tiến vào giai đoạn nhập môn của vũ kỹ, người bình thường cho dù có 3 tháng cũng không có thành tích như vậy. Nếu như có người biết nhất định cũng kinh ngạc không ngớt. Ban đêm, ánh mặt trời rời khỏi sơn cốc, toàn bộ sơn cốc được bao phủ bởi màu đen, Lục Lâm Thiên thu hồi chân khí, ngừng tu luyện. Lúc Lục Lâm Thiên trở về sơn động thì thấy Tiểu Long đang kéo một đầu thỏ rừng về sơn động, đầu không ngừng lúc lắc, đôi mắt nhỏ nhắn nhìn vào Lục Lâm Thiên, dường như có chút đắc ý. Ngươi thật lợi hại nha. Lục Lâm Thiên vỗ vỗ đầu nó, đoạn thời gian này mỗi ngày nó đều đi bắt dã thú kéo về sơn động, mà bản thân hắn cũng không có thời gian đi tìm thức ăn. Phì phì, Tiểu Long lắc lắc đầu, vô cùng đắc ý bò lên vai Lục Lâm Thiên. Sau khi thỏ rừng nướng xong, một người một thú ăn như sói như hổ, lượng thức ăn của Tiểu Long cũng vô cùng lớn. Chỉ là hắn cũng không cho nó ăn nhiều như vậy, những thứ này đều là đồ chín A, cũng không phải yêu thú. Nó ăn vào cũng không có chỗ tốt gì. Mà theo quan sát của hắn, mỗi lần Tiểu Long ăn sống yêu thú ít nhiều cũng có chỗ tốt, lớp da trên người nó càng ngày càng sáng bóng, thể tích chậm rãi tăng trưởng. Bất mãn vì không được nếm mỹ vị, Tiểu Long thở phì phò nhìn Lục Lâm Thiên rồi lập tức bò lên trên tảng đá bên trong sơn động, không thèm để ý tới Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười thầm, Tiểu Long cũng biết giận, chỉ là, mỗi lần nó tức giận không được nửa giờ. Sau đó lại chạy đến với hắn. Đủ no rồi, sau khi ăn vào một viên đan dược nếu như có thể đột phá tới vũ sĩ thất trọng thì thực lực của ta cũng tăng lên một mảng lớn. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, móc 5 khỏa tam phẩm đan dược, 2 khỏa đan dược chữa thương phục khí hoàn ra, mỗi thứ ăn vào một viên. 3 khỏa còn lại, đều có tác dụng tăng cường chân khí, chính là chân dương đan. Hiện tại hắn dự định ăn vào một khỏa để chuẩn bị cho việc đột phá. Tam phẩm đan dược hiện tại hẳn có thể giúp hắn đột phá vũ sĩ thất trọng. Thế nhưng năng lượng cần để hắn đột phá hiện tại càng ngày càng lớn. Tam phẩm đan dược chắc hẳn cũng vô pháp giúp hắn đột phá tới bát trọng. Từ khi luyện hóa thực khí của đám người bạo lang dòng binh đoàn kia cũng đã 1 tháng, tới bây giờ hắn mới dám thôn vệ đan dược để đột phá. Nam Thúc đã từng nói, ngàn vạn lần không nên lạm dụng thôn vệ, đừng vì cái trước mắt mà ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này. Lầu cao vạn trượng đất vẫn phải ở trên mặt đất, căn cơ bất ổn thì phía trên cũng dễ đổ nát, đạo lý này Lục Lâm Thiên tự nhiên hiểu được, cho nên hắn không dám có chút sơ ý. Tuy rằng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tăng cường thực lực của mình, thế nhưng cũng cần phải từng bước tiến lên. Có M Dương Linh Vũ Quyết, tốc độ của hắn đã nhanh hơn rất nhiều người, một chút thời gian củng cố căn cơ cũng không tính là gì. Nếu như vì cái trước mắt mà ảnh hưởng tới tu vi sau này vậy thì thảm rồi. Ăn vào đan dược, một cỗ năng lượng to lớn tức thì khuếch tán trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Mà Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển M Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu luyện hóa đoàn năng lượng này. Gần đây Lục Lâm Thiên đều tu luyện và tôi luyện cho nên gân cốt toàn thân lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi.
lúc này trong cơ thể lại xuất hiện một đoàn năng lượng thật lớn khiến cho xương cốt cũng hấp thu năng lượng, gân cốt cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục, càng trở nên cường hãn hơn. Trên phương diện bản thể, Lục Lâm Thiên cũng có chút tự tin. Thân thể hắn đã từng được Nam Thúc rèn luyện qua, tẩy tủy đan cũng dùng một tháng. Nếu so về thể chất, trong những kẻ tu vi cùng cấp hắn cũng coi như là thượng đẳng, hơn nữa lại có thanh linh khải giáp, lực phòng ngự của hắn cũng coi như cường hãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này chân khí trong cơ thể hắn thông qua lỗ chân lông không ngừng tiết ra ngoài, chủ yếu lấy thổ hệ là chính. Trong các hệ mà hắn tu luyện, so về lực công kích và phòng ngự thì thổ hệ là cường hãn nhất. Thủy hệ linh mẫn nhất, lực phòng ngự cũng gần bằng thổ hệ. Phong hệ thì có tốc độ nhanh, mộc hệ thì quỷ dị khiến cho người ta khó lòng phòng bị, hỏa hệ khiến cho người khác kinh khủng. Từng hệ có ưu, nhược điểm riêng, thế nhưng không có mấy người có thể tu luyện hai thuộc tính. Vì vậy vũ giả hai thuộc tính dường như vô cùng quý giá. Nếu có thể lợi dụng sự đặc thù của song thuộc tính thì thực lực sẽ vô cùng cường hãn. Nếu như tu vi ngang nhau, vũ giả đơn hệ gặp phải vũ giả song hệ, cơ hội thắng vô cùng mỏng manh. Theo thời gian, năng lượng của thực dương đan trong cơ thể hắn càng ngày càng ít đi, mà chân khí tinh thuần ngày càng nhiều lên. Đám hoàng sắc quang mang bên ngoài cơ thể Lục Lâm Thiên càng lúc càng đậm, mang theo năng lượng cuồng bạo, nếu có người đi qua cũng sẽ đoán được Lục Lâm Thiên trong lúc vô ý đã đột phá. Loại khí thế nàng càng ngày càng mạnh, trên tảng đá, Tiểu Long cảm nhận được cỗ khí thế này, nó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Kỳ thực Lục Lâm Thiên lúc này đột phá cũng không có bất chắc. Sau khi luyện hóa đám thực khí kia cũng đã đạt tới vũ sĩ lục trọng đỉnh phong, hôm nay lại luyện hóa thực dương đan, đột phá cũng là chuyện bình thường. Quang mang trên người Lục Lâm Thiên càng ngày càng đậm. Vào lúc này, bên trong đan điền của Lục Lâm Thiên, chân khí, kinh mạch cũng tràn đầy năng lượng. Kinh mạch bành trướng, đau đớn bắt đầu xuất hiện. Tụ cho ta. Lục Lâm Thiên quát lên, tay không ngừng tạo thủ ấn. Phanh. Trong đan điền truyền đến một tiếng trầm đỡ upsilon. C. Đồng thời trong thiên địa dường như có một lực lượng vô hình bị Lục Lâm Thiên hút vào thân thể qua lỗ chân lông. Khí thế trên người Lục Lâm Thiên tiếp tục được kéo lên, so với lúc trước còn mạnh hơn gấp bội. Cứ như thế cho tới sáng sớm, ánh sáng thứ nhất xuyên qua khe lá cũng là lúc Lục Lâm Thiên đình chỉ việc tu luyện. Hắn khẽ thở ra một ngụm chọc khí. Lúc này khí thế của hắn đã hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Cảm giác được năng lượng thực dương đan trong cơ thể đã tiêu hao phân nửa, hắn không khỏi có chút đau xót. Một viên thực dương đan có giá trị mấy nghìn kim tệ. Nếu như toàn dùng đan dược mà đột phá thì quả thực là đốt tiền rồi. Tiếp tục tu luyện nộ hải cuồng khiếu thôi. Lục Lâm Thiên đứng dậy, vỗ áo bào trên người, lập tức có một đạo thiểm điện rơi vào trên vai hắn. Ồ, ngươi hết tức giận rồi sao? Lục Lâm Thiên vuốt ve Tiểu Long, cười cười nói. Phì phì. Tiểu Long liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó trườn xuống rồi biến mất trong sơn cốc. Lục Lâm Thiên mỉm cười rồi tiếp tục tới bờ sông tu luyện nộ hải cuồng khiếu. Ở bờ sông tu luyện vũ khí thủy hệ ít nhiều cũng có chút tác dụng, đây cũng chính là nguyên nhân mà Lục Lâm Thiên chọn đây làm nơi đặt chân. Nước sông không ngừng cuộn sóng, lúc này Lục Lâm Thiên đang không ngừng ngưng kết bóng nước đánh về phía những tảng đá chung quanh. So với khi trước, hiện tại Lục Lâm Thiên lúc thi triển ngày càng cảm thấy thuận tay hơn, ngưng kết nhanh hơn, uy lực mạnh hơn so với ban đầu. Hai canh giờ sau, Lục Lâm Thiên dừng tập luyện, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá. Loại tu luyện này cũng tiêu hao không nhỏ, nên dừng lại khôi phục một chút. Vũ khí hoàng cấp này so với tinh cấp mạnh hơn không ít, thế nhưng tiêu hao chân khí cũng nhiều hơn rất nhiều. Tối qua đột phá tới võ sĩ thất trọng, hôm nay thi triển nộ hải cuồng khiếu, uy lực lớn hơn không ít a. Cũng ngày càng thành thạo, chỉ là tiêu hao chân khí không ít, tuy rằng không bằng Chu Tước Quyết, thế nhưng cũng cực kinh người. Ngoài sơn cốc, hai đạo thân ảnh cẩn thận đi vào trong rừng rậm. Đã hơn một tháng rồi, một nam một nữ kia rốt cuộc đang ở nơi nào? Trong rừng rậm, có một hán tử cụt tay đang lầm bầm nói, phía trước hắn có một đại hán đang mở đường. Hai người này đều là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Đại hán cụt tay này chính là tam đầu mục bị Lam Linh chém a. Tam đội trưởng, có khi nào đôi nam nữ kia đã chạy thoát rồi không? Bằng không một tháng qua chúng ta cũng không tìm được bọn họ. Đại hán phía trước nói. Không có khả năng, bọn chúng nhất định đang trốn ở một nơi nào đó. Ồ, không ngờ nơi đây lại có một sơn cốc hùng vĩ như vậy. Đằng kia,
tiểu tử kia ở ngay trong sơn cốc. Hán tử gầy gò nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi nói. Ngươi nhanh chóng đi thông báo cho lão nhị và lão đại, ta ở đây trông chừng bọn họ, đừng đả thảo kinh xà, cũng đừng để cho đám dòng binh đoàn khác biết, cẩn thận một chút. Nhị đầu lĩnh kia nói. Vâng. Đại hán mở đường nói xong lập tức nhanh chóng lui về phía sau, hán tử cụt tay thì ngồi giám thị trong một bụi cỏ lớn. Chờ đám người lão đại tới không chừng tiểu tử này lại chạy mất. Tam đầu mục kia nhìn vào Lục Lâm Thiên phía xa, có chút do dự nghĩ. Tiểu tử này tu vi cũng chỉ đạt tới vũ sĩ mà thôi, hẳn có thể đối phó dễ dàng, nữ nhân kia chắc hẳn không ở trong sơn cốc. Trước tiên đối phó với tiểu tử này cũng không tồi, sau đó bảo tàng chính là của ta a. Hán tử gầy gò nhìn vào Lục Lâm Thiên, vẻ tham lam trong mắt hiện lên, lập tức bắt đầu di chuyển về phía trước. Tốc độ của hắn vô cùng chậm chạp, dường như sợ làm kinh động tới đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này Lục Lâm Thiên vẫn còn đang điều tức, hắn không ngờ sơn cốc bí mật như vậy lại có thể bị người ta phát hiện ra. Trong lúc chân khí trong cơ thể chậm rãi khôi phục, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng không biết là gì, nhưng hắn là linh giả, có chút nhạy cảm đối với sát khí. Có nguy hiểm. Lục Lâm Thiên nhanh chóng có phản ứng, trong sơn cốc đột nhiên có khí tức khác. Hắn đã đến đây một đoạn thời gian. Khí tức trong cốc đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. 20 trượng, bất ngờ đánh chết tiểu tử này hẳn không thành vấn đề. Lúc này hán tử gầy gò đã đi tới phía sau cách hăn chừng 20 trượng, ẩn thân ở dưới một khối giá lớn. Hán tử này nghĩ, đối phương chỉ có tu vi vũ sĩ mà thôi, bản thân hắn một kích đánh lén, nếu như thành công cũng có chín thành đánh chết đối phương. Sau khi quyết định, ánh mắt hán tử trở nên âm tàm. Thân thể lặng yên không chút tiếng động đột nhiên như một cái bóng bắn về phía sau Lục Lâm Thiên, đâm thẳng về phía trái tim Lục Lâm Thiên. Chỉ cần một trượng nữa là đánh tới người Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị bố trí hộ thân cương trí, miệng khẽ nở một nụ cười. Đại hán gầy gò nhìn thấy Lục Lâm Thiên cười mà không biết vì sao, chỉ là hắn cảm giác có chút nguy hiểm, trường kiếm càng nhanh hơn vài phần, mũi kiếm nhanh chóng đâm về phía Lục Lâm Thiên. Trả thù a. Vậy thì bắt đầu từ ngươi, ta cũng thử một chút phân lượng của nộ hải cuồng khiếu a. Trong sát na đó, Lục Lâm Thiên ổn định thân thể, thủ ấn trong tay không ngừng biến đổi. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, quang mang quanh thân tức thì biến thành lam sắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía. Tiếng quát vừa chấm dứt thì hắn khẽ quát tay, thủ ấn trong tay nhanh chóng tiến về phía trước. Chu vi không gian chung quanh tức thì có vô số năng lượng thủy hệ tụ tập lại bằng một tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng về phía trước người Lục Lâm Thiên, tụ tập tạo thành một màn mưa trước mặt hắn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lúc này mũi kiếm của hán tử kia cũng đã đâm thẳng đến, thế nhưng khi mũi kiếm chạm vào màn mưa lại thủy chung không thể tiến thêm một tấc, dường như bị thứ nào đó giữ lại. Mà vào lúc này, sắc mặt tam đầu mục cũng chuyển thành kinh hãi. Rõ ràng đối phương chỉ có tu vi vũ sĩ. Thế nhưng thực lực không ngờ lại kinh khủng như vậy. Mà thứ khiến cho hắn chân chính kinh hãi chính là lúc ở trong vực sâu, rõ ràng hắn thấy đối phương là vũ giả hỏa hệ, thế nhưng lúc này lại thi triển vũ kỹ thủy hệ. Ngươi là vũ giả song hệ. Hắn tử gầy gò kinh hãi hét lên một tiếng, một kích không thành công khiến cho hắn muốn rút kiếm lại, thế nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng đại biến. Lúc này toàn bộ không gian dường như đều run rẩy, mặt nước dưới sông nổi lên từng cơn sóng. Không ngừng gào thét, dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy giống như những con sóng lớn ở biển rộng, không những ầm ĩ mà còn mang theo khí tức kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Cả không gian dường như run rẩy, vòng xoáy lại tiếp tục cao dần lên hơn mấy chục thước. Thân bị vây trong dòng xoáy, hai mắt hán tử lộ ra vẻ kinh hoàng, một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế thực lực hắn, hộ thân cương khí của hắn bắt đầu vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo cũng không ngừng trùng kích tới. Thân thể dường như cũng sắp tan thành những mảnh nhỏ. Đi chết đi, nộ hải cuồng khiếu. Lục Lâm Thiên kết ấn một lần cuối cùng, đem một nửa chân khí trong người rút đi. Tiếng quát vừa chấm dứt cũng là lúc hắn đem hai tay đẩy về phía trước, lúc này dòng xoáy cũng càng trở nên kích động, uy áp sắc bén từ trong truyền ra bên ngoài, không gian chung quanh cũng rung động theo. Một vòng xoáy lớn như vậy quả thực giống như biển cả tức giận, lực lượng này có biết bao kinh khủng. Phanh phanh. Dòng xoáy cuối cùng cũng vỡ ra tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc,
kinh khí giống như một cơn lốc đem tất cả mọi thứ trong sơn cốc cuốn đi. Một lát sau thì ngừng lại, thế nhưng trong phạm vi sơn cốc, nơi dòng xoáy phá tan tất cả đột nhiên lại xuất hiện mưa rào. Phốc! Dòng xoáy vỡ tan, hán tử gầy gò có cảm giác thân thể mình bị một lực lượng đánh xuống, hộ thân cương khí cũng vô pháp ngăn lại, âm hưởng nghiền nát vang lên, lực lượng cường hãn từ bốn phương tám hướng không ngừng trùng kích lục phủ ngũ tạng của hắn. Cùng lúc đó miệng hán tử gầy gò phun ra một ngụm máu, bên trong đó còn có không ít nội tạng bị nghiền nát. Cả thân thể bị đánh bay về phía sau, công kích của đối phương căn bản không phải là thứ mà một vũ sĩ bình thường có thể phát ra, dưới lực lượng kinh khủng này, ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị nghiền nát. Ngươi ẩn giấu thực lực. Hán tử nhìn vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng, rồi ngừng thở. Cho đến lúc chết hắn vẫn tin rằng Lục Lâm Thiên ẩn giấu thực lực của Lục Lâm Thiên tuyệt không thể là vũ sĩ. Lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng trắng bệch đi tới bên cạnh thi thể hán tử. May mắn hắn dựa vào cảm giác nhạy cảm này mà phát hiện được nguy hiểm, sau đó đề phòng, bằng không người chết hiện tại chính là hắn rồi. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng không khỏi cảm thán sự cường hãn của vũ khí hoàng cấp nộ hải cuồng khiếu này mang lại. Tuy rằng khi thi triển tạo ra uy lực cực lớn, ngay cả hán tử này là nhất trọng vũ sư cũng không đỡ được, thế nhưng lại tiêu hao quá lớn. Kết quả này cũng khiến hắn hài lòng, phải biết rằng hắn chỉ là vũ sĩ thất trọng mà thôi. Sau khi đánh chết tam đầu lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn, Lục Lâm Thiên cũng biết lúc này hắn thắng là do lợi dụng tốt ưu thế địa hình, nếu như ở địa phương khác hắn thi triển nộ hải cuồng khiếu, uy lực nhất định không cường hãn như vậy. Mà hiện tại, ở cạnh con sông này, uy lực của vũ khí thủy hệ quả thực được tăng lên không ít. Hơn nữa, tam đầu lĩnh Bạo Lang Dòng binh đoàn muốn đánh lén hắn mà không biết hắn đã sớm có chuẩn bị, khiến cho đối phương trở tay không kịp, cũng đã chiếm không ít ưu thế, lúc này mới có thể dùng một chiêu đánh chết đối phương. Lần sau mọi khắc phải cẩn thận hơn mới được. Lục Lâm Thiên âm thầm nói một câu, sau đó gỡ túi chữ vật bên người hán tử kia tu lại. Siêu! Một đạo quang mang hoàng sắc chợt phóng đến rồi dừng lại trên vai Lục Lâm Thiên, ngoại trừ Tiểu Long đương nhiên là không còn thứ gì khác. Tiểu Long dùng ánh mắt quan tâm nhìn Lục Lâm Thiên, dường như nó muốn hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy, khiến cho nó đang chơi ở xa cũng bị kinh động. Không có việc gì, chỉ là chúng ta đã bị phát giác, nơi này đã không còn an toàn, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long. Hắn tu luyện nộ hải cuồng khiếu miễn cưỡng coi như quá quan, tuy rằng chưa đủ thành thạo, bằng vào thực lực hiện tại cũng khó có thể phát huy ra uy lực cực hạn của nó, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy đi. Sau khi thu thập một phen, một người một thú nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Sơn cốc này đã không còn là bí mật nữa, Lục Lâm Thiên hắn đương nhiên sẽ không lưu lại nơi này, đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn hẳn sẽ lập tức tới đây. Ba canh giờ sau khi Lục Lâm Thiên rời khỏi sơn cốc thì có gần 20 người nhanh chóng tiến vào bên trong sơn cốc, chính là đám người đại hán to lớn của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Mà cảnh vật trong sơn cốc lúc này cũng khiến cho đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kinh hãi. Chỉ thấy trên tảng đá phía trước người tam đầu lĩnh của bọn họ bị chặt thành mấy khúc, phía trên còn có một loại chữ viết bằng máu. Trả thù bắt đầu từ đây, hắn chỉ là người thứ nhất, kế tiếp sẽ là từng người trong các ngươi. Lão đại, lão tam chết thật là thảm a. Nhị đầu lĩnh nhìn một màn này tức thì nổi giận, trong lòng hận không thể chém đôi một nam một nữ kia. Tìm cho ta, nhất định bọn chúng còn chưa đi xa, nhất định phải tìm ra bọn chúng. Đại hán cầm đầu cả giận, đây chính là Upsilon trần trụi. Giống. Tại một nơi khác lúc này có một đầu cự viên thân thể cao chừng hai thước đang giống lên với Lục Lâm Thiên. Hùng viên, yêu thú mộc hệ. Lục Lâm Thiên nhìn vào đầu cự viên này, đầu yêu thú này từ khí thế mà phán đoán hẳn đã tới nhị giai hậu kỳ, coi như là vũ sĩ cửu trọng cũng khó mà thắng được nó. Đầu hùng viên này chính là một yên thú đặc thù, diện mạo một nửa giống gấu, một nửa giống vượn, tốc độ cực nhanh, mắt so với mắt trâu còn lớn hơn không ít, toàn thân được bao phủ bởi một tầng lông rậm rạp, tuy rằng là yêu thú mộc hệ thế nhưng lực phòng ngự cũng rất mạnh. Siêu! Đầu hùng viên này nhanh chóng công kích. Thân thể to lớn bắn thẳng về phía trước, móng vuốt hạ xuống. Phanh! Chân khí Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuất hiện, hai tay đẩy ra khai sơn trưởng ngạnh kháng một chảo của nó. Không khí chung quanh vang lên âm thanh bạo liệt, sau đó thân thể của Lục Lâm Thiên lảo đảo lùi về phía sau một bước, bàn tay truyền đến cảm giác tê dại. Siêu, siêu, siêu!
thân thể Lục Lâm Thiên còn chưa ổn định thì đúng lúc này thân thể cao vót của Hùng Viên đã xuất hiện trước mặt hắn, kèm theo đó có mấy đạo thụ đằng màu xanh. Hỏa ảnh chỉ. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, vũ khí hỏa hệ hỏa ảnh chỉ được ngưng kết ra, trong nháy mắt ngăn trở mấy đạo thụ đằng do Hùng Viên tạo ra. Mấy đạo thụ đằng kia cũng do năng lượng mộc hệ ngưng kết mà ra, lúc này hai cỗ năng lượng va chạm với nhau, tức thì đều biến mất trên không trung. Lần thứ hai Lục Lâm Thiên lọt vào một cỗ xung lực thật lớn, thân thể thối lui và bước, trong lòng thầm nghĩ thực lực đầu Hùng Viên này quả thực là lợi hại a. Lục Lâm Thiên nhanh chóng lùi lại, thế nhưng tốc độ đầu Hùng Viên kia cũng vô cùng kinh người, thân thể giống như là mũi tên rời khỏi cung bắn về phía Lục Lâm Thiên, mang theo hai chảo tát về phía Lục Lâm Thiên. Hai chảo hoàn toàn được bao phủ bởi vỏ cây, nhìn qua có vẻ vô cùng kỳ dị. Đám vỏ cây này chính là một loại thiên phú của Hùng Viên, có thể tăng cường lực phòng ngự và công kích, mộc hệ yêu thú A, chính là yêu thú xảo quyệt và khó đối phó nhất. Lục Lâm Thiên cả kinh, đầu yêu thú nhị giai hậu kỳ này quả thực khó đối phó, nếu như đánh nhau lúc nữa chỉ sợ sẽ kéo tới không ít phiền toái. Suy! Đúng lúc này, từ trong ống tay áo của Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo thiểm điện hoàng sắc, một cỗ hỏa diễm bắn thẳng về phía trước. Dưới hỏa diễm hoàng sắc này, đám vỏ cây kỳ dị bao phủ móng vuốt của Hùng Viên tức thì hóa thành cho tàn. Giống. Tiếng gầm rú có chút kinh khủng vang lên, lúc này Tiểu Long đang cắn vào móng vuốt của đầu Hùng Viên, hàm răng nanh nhỏ bé không ngừng hung hăng cắn xé khiến cho đầu Hùng Viên không nhịn được mà rít gào, máu tươi từ móng vuốt không ngừng chảy xuống mặt đất. Sau khi cảm nhận được khí tức của Tiểu Long, đầu Hùng Viên kia bắt đầu có ý nghĩ rút lui, từ trên người Tiểu Long nó cảm nhận được một thứ khiến nó rất là kiêng kỵ. Thế nhưng đúng lúc đó đầu Hùng Viên này cảm thấy hoa mắt, thân thể Tiểu Long giống như vô hình lúc này đã cắn tới cổ của nó, cho dù da nó có dày cũng không thể ngăn cản được Tiểu Long cắn vào. Đầu Hùng Viên này ngay cả kêu cũng chưa kịp đã lập tức ngã xuống mặt đất tạo thành chấn động mạnh mẽ, lúc này nó chỉ còn là một thi thể mà thôi. Phì phì. Tiểu Long xoay quanh cổ Hùng Viên, cái đầu nhỏ có chút đắc ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Dường như nó muốn nói cho hắn biết nên cho nó ra tay đối phó đầu Hùng Viên này trước. Bảo ngươi không nên nhúng tay vào, ngươi lại không nghe lời. Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nó. Thế nhưng trong lòng hắn cũng kinh ngạc không ngớt, trong sơn mạch vũ đô này nếu nói về tiến bộ thì sự tiến bộ của Tiểu Long quả thực vô cùng kinh khủng. Bởi vì nguyên do thôn phệ một lượng lớn yêu thú khiến cho hiện tại đánh chết một đầu yêu thú nhị giai hậu kỳ lại là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng đối với nó. Siêu. Sau khi nghe thấy Lục Lâm Thiên không những không tán dương mà lại còn của trách nó vài câu tức thì nó thở phì phò nhìn Lục Lâm Thiên một chút rồi trở lại ống tay áo trên người hắn. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, sau đó lột ra đầu Hùng Viên này bỏ vào trong nhẫn chữ vật, hai túi chữ vật của hắn đều bị Lam Linh cầm đi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể để mọi thứ vào nhẫn không gian mà thôi. Sau khi thu thập một phen Lục Lâm Thiên tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng hắn thầm nghĩ hiện tại hẳn đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kia đã thấy kiệt tác của hắn a. Bạo Lang Dòng binh đoàn, đến phiên các ngươi rồi, cứ chờ đó mà xem. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Ba ngày sau, tại một con suối nhỏ trong núi, có hai đại hán mặc trang phục màu đen đang ngồi đó nghỉ ngơi, người bên trái chợt nói. Đôi nam nữ này chạy thật nhanh a, tam đội trưởng của chúng ta cũng chết trên tay bọn họ. Nếu như chúng ta gặp phải họ không phải là chết chắc rồi sao? Đại hán kia nói xong ánh mắt nhìn về phía chung quanh, hắn cũng không muốn chạm mặt một nam một nữ kia a. Thật không, vận khí của các ngươi quả thực không tốt rồi. Một đạo thân ảnh tức thì xuất hiện ở phía sau hai người, năm đạo hỏa ảnh mang theo tiếng xé gió bắn về phía hai đại hán. Là ngươi. Sắc mặt hai đại hán đột nhiên trắng bệch, nhanh chóng thối lui. Bọn hắn đã từng nhìn thấy kết cục của tam đội trưởng, lúc này trong lòng nào có tâm tư chống lại. Thế nhưng Lục Lâm Thiên mai phục lâu như vậy, lại đột nhiên đánh lén, thực lực của hai đại hán này cũng không cao, chỉ là vũ sĩ nhị trọng, làm sao có thể thoát khỏi tay hắn được. Trong lúc cấp bách, hai hán tử nhanh chóng tạo ra hộ thân cương khí, muốn ngăn cản năm đạo hỏa ảnh này. Siêu, siêu, hộ thân cương khí do hai người ngưng tụ ra cũng không thể chống đỡ được năm đạo hỏa ảnh. Trong thoáng chốc, bốn đạo hỏa ảnh nhanh chóng xuyên qua hộ thân cương khí bắn vào ngực hai đại hán, máu tươi bắn ra tứ phía. Tiếp theo, sau khi để lại mấy chữ bằng máu trên mặt đất, Lục Lâm Thiên lại lập tức rời đi, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Dù sao hắn cũng ở trong sơn mạch vũ đô này lịch lãm,
không bằng mượn đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn này rèn luyện một phen. Đối với người trong Bạo Lang Dòng binh đoàn này, người hắn cố kỵ cũng chỉ có nhị vị đầu lĩnh còn lại mà thôi. Những người hắn đều có thể đối phó. Sau một đêm, tại một chỗ bên cạnh vực sâu, phía sau lưng ba đại hán mặc trang phục hắc sắc đột nhiên xuất hiện dấu tay màu đỏ tươi và một đạo hoàng sắc quang mang. A! À, ba tiếng kêu thảm thiết truyền về phía xa. Hai người thét lên một tiếng rồi lập tức ngã gục, người còn lại thì lấy tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng chưa có mất mạng ngay lập tức. Là ngươi, ngươi muốn gì? Đại hán này nhìn vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện này hỏi một câu, ánh mắt tuyệt vọng. Ta muốn thử siêu linh thuật một chút mà thôi. Thân ảnh kia lạnh nhạt nói một tiếng sau đó kết thủ ấn, quang mang trên ngón tay bắt đầu xuất hiện rồi rơi vào thiên linh cái của hán tử kia. Đại hán kia muốn giãy giụa thế nhưng nhanh chóng không thể động đậy được nữa, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, toàn thân co quắp không ngừng. A! À, một lát sau đại hán kêu thảm một tiếng, lúc này con người đã trắng dã, miệng sùi bọt. Lúc này Lục Lâm Thiên mới thu hồi tay lại, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Siêu linh thuật này quả thực khó tu luyện a. Nhìn thi thể trên mặt đất Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, đương nhiên không phải vì đại hán này chết đi mà bởi vì siêu linh thuật của bản thân. Dựa theo ghi chép trong Thiên Linh Lục, một khi tu luyện siêu linh thuật thành công có thể đơn giản lục soát linh hồn đối phương, thế nhưng cũng không có đoạt đi tính mạng của đối phương. Chỉ là, một khi thi triển sẽ khiến cho linh hồn của đối phương tổn thương, đối với tu luyện ngày sau có không ít chướng ngại. Để cho người khác đùa giỡn linh hồn của mình, không bị tổn hại mới là lạ. Thu thập một phen, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long tiếp tục rời đi. Từ trong đầu đại hán này mà hắn biết được, hóa ra chuyện bảo tàng này đã hấp dẫn không ít người tới đây. Thảo nào sơn mạch gần đây bốn phía đều có không ít người, mà đám người Bạo Lang đang tỏa ra bốn phía tìm hắn và Lam Linh. Sau khi hiểu rõ một số chuyện của Bạo Lang Dòng binh đoàn, hắn càng thêm nắm chắc việc đối phó với bọn chúng. Đây cũng coi như là một loại tôi luyện đi, tuy rằng Bạo Lang Dòng binh đoàn nhiều người, thế nhưng hắn có thể đánh bại từng người một, sau đó đối phó với hai tên kia cũng không muộn. Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau trở về thôi. Mặt trời ngả về phía tây, lúc này trong rừng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng dã thú và yêu thú giống lên từ phía xa truyền lại. Sợ cái gì, vài ngày nay ngoại trừ đỡ upsilon.ng phải yêu thú nhị giai ra chẳng phải không có nguy hiểm gì sao? Chúng ta tiếp tục đi, nghe nói bảo tàng ở phía trước. Trong rừng, có một nha hoàn thanh tú đi theo một nữ tuyệt mỹ, đang không ngừng nói chuyện. Tiểu thư, nếu người xảy ra chuyện gì, vậy ta thảm rồi. Nha hoàn thanh tú kia có chút bất đắc dĩ nói. Vào đêm, tại một chỗ bí mật trong sơn cốc, Lục Lâm Thiên tìm được một sơn động thiên nhiên, khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, khi tu luyện buổi tối hắn đều ngồi trên linh ngọc sàng. Quả nhiên linh ngọc sàng có tác dụng hỗ trợ cho việc tu luyện linh lực của hắn. Hiện tại tu vi linh lực tụt lại phía sau xa như vậy khiến cho hắn có chút sốt ruột. Lúc này, chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một tầng quang mang hoàng sắc. Phù! Một lát sau, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, khí tức bản thân mạnh lên không ít. Lúc này dược lực của chân dương đan đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, tu vi của hắn đã tới đỉnh thất trọng, chân khí cũng không tăng lên là bao. Mỗi một trọng càng về sau tiêu hao càng lớn a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, tuy rằng có thể luyện hóa liên tục thế nhưng thân thể cũng cần có một quá trình củng cố. Nếu quá nôn nóng sẽ khiến cho căn cơ bất ổn, đó chính là đại sự a. Khống thú thuật. Trong đầu, Lục Lâm Thiên đang chăm chú nghiên cứu Thiên Linh Lục. Trong khoảng thời gian này có hắn đã có nhận thức mới về Thiên Linh Lục, chỉ có một từ có thể hình dung về nó, chính là kinh khủng. Sau khi kiểm tra ghi chép về khống thú thuật, lần trước lại nhìn thấy Lam Linh thao túng liệt hỏa yêu ưng, Lục Lâm Thiên cảm thấy nếu như mình có thể khống chế một đám lớn yêu thú thì tốt biết bao. Đó là chuyện nghiêu bức cỡ nào a? Khống thú thuật trên Thiên Linh Lục so với công pháp của Vạn Thú Tông cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khống thú thuật tuy rằng lợi hại, thế nhưng yêu cầu cũng cực cao. Nếu như vũ giả bình thường muốn khống chế một ít yêu thú sơ giai cần có một linh hồn lực rất mạnh. Thế nhưng so với vũ giả, linh giả bình thường tu luyện linh hồn lực, cho nên bọn họ có một cơ sở linh hồn lực rất tốt. Cho nên linh hồn lực của linh giả mạnh hơn vũ giả không ít. Mà vũ giả tu luyện chân khí, thân thể lại vô cùng mạnh mẽ, cho nên nếu xét về phương diện thân thể thì vũ giả chiếm không ít ưu thế trong cận chiến.
Điều khiến cho Lục Lâm Thiên có chút lo lắng chính là, trong Thiên Linh Lục có một số ghi chép, kiến giải về công pháp ngự thú ấn của ngự thú tông, tuy rằng có thể khống chế yêu thú thế nhưng tiêu hao lại quá lớn, đặc biệt là yêu thú bản mạng thì tiêu hao lại cực kỳ lớn. Đám yêu thú bản mạng của ngự thú tông có thể theo sự đột phá của chủ nhân mà tăng cường thực lực, bởi vì đám yêu thú này cần dựa vào máu huyết của chủ nhân nuôi nấng. Loại bản mạng yêu thú này giống như một nửa thân thể của chủ nhân vậy. Trong lúc giao chiến, phối hợp giữa chủ nhân và yêu thú như nước chảy mây trôi, vô cùng ăn ý. Cho nên gặp phải đệ tử có bản mạng yêu thú thì vô cùng khó nhằn. Lục Lâm Thiên cũng không ngốc, liệt hỏa yêu ưng kia chính là bản mạng yêu thú của nàng, thảo nào mỗi một lần thôi động đều tiêu hao một lượng lớn tinh huyết, thêm nữa hẳn là nàng mới bồi dưỡng nó thành bản mạng yêu thú không lâu trước đó, bằng không thì có thể tùy thời thôi động bản mạng yêu thú A. Mà khống thú thuật được ghi chép trong Thiên Linh Lục thì lại khác. Nó tạo một đạo huyết hồn ấn trong đầu yêu thú. Có huyết hồn ấn này, chỉ bằng một đạo ý niệm trong đầu chủ nhân khiến yêu thú chết đi. Yêu thú bị khống thú thuật khống chế còn có thể tiếp tục tu luyện, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, khống thú thuật này còn có yêu cầu đối với cường độ linh hồn vô cùng hà khắc. Hơn cũng chỉ có linh giả mới có thể bố trí huyết hồn ấn trong đầu yêu thú. Ví dụ như linh giả có tu vi tam trọng có thể bố trí huyết hồn ấn trong đầu yêu thú nhị giai sơ kỳ mà thôi. Khống thú thuật này nếu gặp phải yêu thú có tu vi mạnh hơn hoặc bằng linh giả thì cũng không có cách nào thi triển được huyết hồn ấn. Coi như là bằng tu vi cũng rất khó. Vì vậy khống thú thuật này có yêu cầu vô cùng hà khắc về linh hồn. Chỉ cần một chút sơ ý có thể khiến cho linh giả thất bại, nhẹ thì tu vi tổn hao, nặng thì có thể bỏ mình. Muốn thi triển khống thú thuật thì trước tiên phải tu luyện huyết hồn ấn, mà tu luyện huyết hồn ấn thì cực kỳ khó khăn. Nhìn phương pháp tu luyện huyết hồn ấn xong Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà hít vào một hơi. Huyết hồn ấn này khi tu luyện phải dùng một lượng lớn máu huyết, lại thêm nhiều loại dược liệu phụ trợ luyện hóa thành đan dược. Sau khi ăn đan dược này đem linh hồn lực ngưng kết thành ấn. Huyết hồn ấn được tạo ra này cũng quyết định sự mạnh yếu của linh hồn lực. Chỉ cần linh hồn lực được ngưng kết thành ấn thì khi đánh vào đầu yêu thú là có thể thi triển khống thú thuật khống chế yêu thú. Nói thì đơn giản thế nhưng chỉ cần tính tới quá trình tiêu hao máu huyết kia cũng khiến cho Lục Lâm Thiên kinh hãi. Máu này phải chính là tinh huyết trong huyết mạch, cốt tủy của bản thân mới có tác dụng. Tinh huyết trong cốt tủy, chính là máu huyết thuần khiết nhất. Trên Thiên Linh Lục cũng ghi chép lại phương pháp lấy tinh huyết từ trong cốt tủy. Phương pháp dễ dàng nhất chính là ngưng kết ra linh hỏa trong cơ đem nó thiêu đốt cốt tủy của bản thân, thế nhưng loại đau đớn muốn sống không được muốn chết không xong này quả thực không có mấy người có thể kiên trì được. Kháo, quả thực là biến thái. Lục Lâm Thiên hít vào một ngụm lương khí. Muốn tu luyện huyết hồn ấn này trước tiên phải liều mạng A, ngẫm lại thật đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước một lát rồi lại tiếp tục nghiên cứu ghi chép về khôi lỗi trên Thiên Linh Lục. Phương pháp luyện chế quả thực có không ít. Các đại thế lực lớn, các tông phái, tỷ lệ người sở hữu khôi lỗi cực kỳ nhỏ nhoi, thế nhưng có những người độc ác sẽ gián tiếp đem người hầu luyện chế thành khôi lỗi. Mà tài liệu để luyện chế khôi lỗi hầu như đều là tài liệu luyện khí. Dùng tài liệu tốt nhất mới có thể đảm bảo lực phòng ngự của khôi lỗi, thực lực của khôi lỗi được quyết định bởi thực lực người luyện chế nó và tài liệu luyện khí phụ trợ. Tài liệu luyện chế khôi lỗi đều có giá trị xa xỉ. Một khôi lỗi có thể chống lại võ sư nhất trọng. Giá trị mấy vạn kim tệ. Nếu như có thể luyện chế ra khôi lỗi có thể đối phó với võ giả võ phách, vậy thì chí ít nó cũng có giá 10 vạn kim tệ. Khôi lỗi tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không phản bội người. Thường thường có rất nhiều người thích đem theo khôi lỗi bên người. Chỉ là vật như khôi lỗi này bình thường đều là hàng hiếm, linh giả rất thưa thớt, mà linh giả luyện chế khôi lỗi lại càng ít. Muốn mua một kiện khôi lỗi cho dù cấp bậc thấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có nhiều phương pháp luyện chế ra khôi lỗi, ví dụ như dùng đá luyện ra thạch khôi lỗi. Còn có người dùng thi cốt yêu thú, linh thú hoàn chỉnh luyện ra yêu thú khôi lỗi. Mặt khác còn có phương pháp mà hắn vừa nói qua chính là trực tiếp đem người sống luyện thành cương thi khôi lỗi. Có dịp phải thử một chút xem có thể luyện chế ra khôi lỗi hay không a. Lục Lâm Thiên thì thào nói, trên người hắn hiện tại cũng có không ít của cải. Nếu như muốn mua một ít tài luyện luyện chế khôi lỗi hẳn cũng không thành vấn đề. Cuối cùng trên Thiên Linh Lục có ghi chép một bộ phận về trận pháp. Trận pháp chính là lực lượng vô cùng thần kỳ, có đôi khi chỉ bằng một trận pháp cũng có thể chống lại công kích của vô số cường giả. Trận pháp chia làm trận pháp công kích, trận pháp phòng ngự,
trận pháp mê hoặc, mỗi một loại đều có tác dụng riêng. Thế nhưng hiện nay người hiểu được bảy binh bố trận cực kỳ thưa thớt. Trận pháp chính là tụ tập, dẫn lực thiên địa để bảy binh bố trận. Đầu tiên cần phải nghiên cứu các loại học vấn về thiên địa học. Thế nhưng học thức vô biên, không phải trong một sớm một chiều là có thể lý giải thấu triệt. Thiên linh lục quả thực vô cùng cường hãn a. Thu hồi thiên linh lục, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, lại nhớ tới dường như trên người hắn còn có túi chữ vật của tam đầu mục bạo lang đông binh đoàn kia a. Lập tức hắn đem túi chữ vật ra rồi lấy máu nhận chủ. Coi như cũng được. Sau khi kiểm tra một lượt không gian bên trong, trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên chút tiêu ý. Trong túi chữ vật có đến 10 khỏa nhị phẩm đan dược mà một viên tam phẩm đan dược chữa thương. Còn có ngọc tinh tạp trên 100 vạn kim tệ, lại còn có một đống linh dược. Đại bộ phận đều là linh dược luyện chế nhất, nhị phẩm đan dược. Cũng có một chút tài liệu dùng để luyện chế tam phẩm đan dược. Nếu tính về giá trị cũng trên 100 vạn kim tệ. Những thứ này quả thực cũng có tác dụng không ít với hắn, giữ chúng lại sau này khỏi phải chạy khắp nơi tìm tài liệu a. Thu hồi túi chữ vật, Lục Lâm Thiên lại không nhịn được móc hộp gấm thứ hai ra. Cũng chính là hộp gấm chứa linh hồn thần dịch và linh đan. Mở hộp gấm chứa linh đan ra thì ngay lập tức có một cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra khiến cho trái tim Lục Lâm Thiên nhảy dựng lên, linh lực trong cơ thể không tự chủ được mà vận chuyển. Lục Lâm Thiên vội vãn đóng hộp gấm này, dược lực của linh đan này quả thực vô cùng cuồng bạo, không phải thứ mà hiện tại hắn có thể thôn phệ. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn nếu như thôn phệ linh đan này, phỏng chừng chỉ bằng vào dược lực cuồng bạo kia cũng khiến cho kinh mạch trong cơ thể hắn nứt thành từng khúc, trở thành một phế nhân. Không có thực lực không nên thôn phệ dược lực khổng lồ như vậy a, Nam Thúc cũng đã sớm nói như vậy với hắn. Phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực thôi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, hiện giờ bản thân hắn đã là võ sĩ bát trọng, thế nhưng ở phương diện linh giả, đẳng cấp vẫn nhu cũ dừng lại ở mức độ linh sĩ nhị trọng. Coi như là hiện tại có linh ngọc sàng cũng vô pháp đột phá lên tam trọng. Đẳng cấp cách nhau quá xa a, đến lúc đó coi như là phương diện võ giả đột phá lên cửu trọng. Phương diện linh giả theo không kịp thì hắn cũng vô pháp đột phá, không chừng còn khiến kinh mạch nổ tung mà chết. Linh hồn thần dịch này rốt cuộc là dạng bảo vật gì? Lục Lâm Thiên mở hộp gấm chứa linh hồn thần dịch ra rồi lấy bình ngọc kia ngắm nghía một chút. Một mùi hương thoải mái tràn ngập không gian. Không hổ là bảo vật của Vạn Thú Tông, hít vào cũng có chỗ tốt. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, khi hít mùi hương từ bình ngọc này hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể dường như vận chuyển nhanh hơn không ít. Mùi hương này dường như có tác dụng đối với linh lực của hắn. Chẳng lẽ là có tác dụng đối với linh lực sao? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, công pháp khống thú của Vạn Thú Tông cũng cần linh hồn lực cường đại chống đỡ, linh hồn thần dịch này của bọn họ hẳn cũng dùng để tăng cường linh hồn lực. Nhìn linh hồn thần dịch trong tay, Lục Thiếu lại càng tin tưởng phán đoán của mình không sai. Hơn nữa bằng vào mùi mà nó phát ra khi nãy quả thực có trợ giúp đối với linh lực của hắn. Uống. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi cắn răng quyết định. Hắn phải nhanh chóng đột phá linh lực. Sau khi mở bình ngọc thì trong không khí lập tức tràn ngập một mùi đặc dị, nhưng lại rất ôn hòa, không có chút cuồng bạo nào. Mùi hương này tỏa ra mơ hồ có thể khiến cho người ta muốn ăn uống, nhịn không được mà nuốt vào một ngụm. Bảo vật rồi, năng lực hẳn là cực đại, đủ để ta thăng cấp, phỏng chừng dùng 1/10 là đủ. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một câu, bình ngọc này cũng không cao. Cho nên sức chứa không lớn lắm, 1/10 chỉ bằng một chén trà nhỏ mà thôi. Lục Lâm Thiên lập tức uống linh hồn thần dịch không có chút do dự, sau đó lại thu hồi bình ngọc. Sau khi linh hồn thần dịch vào cơ thể hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, miệng giống như ăn phải lá bạc hà, có một mùi hương thoang thoảng, tươi mát vấn vương quanh miệng. Đúng lúc này, linh dịch bị Lục Lâm Thiên nuốt vào đã tiến vào trong bụng. Trong nháy mắt linh hồn thần dịch này hóa thành một cỗ nhiệt lưu vô cùng mãnh liệt khuếch tán ra chung quanh giống như một đầu mãnh thú chưa thuần hóa không ngừng xông loạn trong cơ thể hắn. Lực lượng khủng khiếp này cũng không có chạy loạn qua kinh mạch mà chạy vào chỗ khí hải nơi linh lực chiếm giữ, khiến cho khí hải của hắn đau đớn. Linh hồn thần dịch nhìn như vô cùng ôn hòa, thế nhưng lúc này lại biến thành một cỗ năng lượng quả thực chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Cỗ nhiệt lưu mà nó biến thành lúc này giống như dã thú không ngừng chạy loạn trong người hắn, đấu đá lung tung. Dưới uy thế kinh khủng này khí hải hắn đâu có thể chịu được, lúc này từng cơn đau nhức hướng về phía não bộ của hắn mà truyền tới. A, Lục Lâm Thiên không nhịn được mà kêu lớn một tiếng,
lực lượng này chạy loạn trong đầu hắn khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Lục Lâm Thiên không ngờ tới chỉ bằng vào 1/10 số linh dịch kia cũng đã cường hãn tới mức độ này, lực lượng cuồng bạo này dường như trong thoáng chốc có thể phá hủy được không gian trong đầu hắn. Lục Lâm Thiên cũng không biết, linh hồn thần dịch này chính là một trong những bảo vật đỉnh cấp của Vạn Thú Tông. Giống như hắn suy đoán nó có tác dụng tăng cường linh hồn, đệ tử trong Vạn Thú Tông quả thực rất chú trọng ở phương diện linh hồn của mình. Thế nên coi như là võ giả của Vạn Thú Tông cũng có linh hồn lực cao hơn võ giả bên ngoài. Linh hồn thần dịch chính là thứ được sản xuất ra từ trong bảo địa của Vạn Thú Tông, 100 năm cũng chỉ được một chiếc bình nhỏ này thôi. Trong Vạn Thú Tông cũng chỉ có đệ tử được chỉ định làm tông chủ kế tiếp mới được phép dùng. Lúc dùng nó cũng phải vô cùng cẩn thận, đồng thời còn cần dùng không ít đan dược phụ trợ ôn hòa, mỗi một lần chỉ có thể dùng 1 hoặc 2/10 mà thôi. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng dùng 1/10, hắn tự cho là rất ít, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong linh hồn thần dịch cũng vô cùng kinh khủng. Năng lượng quá lớn, phiền phức rồi, phải lập tức luyện hóa nó. Cỗ năng lượng khổng lồ này liên tục quấy rối, đồng thời còn đang tiếp tục mở rộng, bành trướng trong cơ thể. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì khí hải của hắn sẽ bị vỡ nát, linh hồn cũng bị phá hủy. Tới lúc đó bản thân hắn không chết cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc. Lục Lâm Thiên biết hậu quả kinh khủng của việc này, hắn cắn chặt răng, gắt gao bảo vệ tâm thần của mình. Hắn không thể chết một cách uất ức như thế này. Hắn còn chưa có trở thành cường giả, hắn còn muốn chiếu cố mẫu thân, ngay cả thân Sử Nam còn chưa có phá, không được chết như thế này. Lục Lâm Thiên dùng tâm trí gắt gao đống đỡ, đồng thời thủ ấn ngưng kết, bắt đầu vận dụng M Dương Linh Võ Quyết cấp tốc luyện hóa cỗ năng lượng kinh khủng này. Trong đầu hắn hiện tại đầy dẫy năng lượng. Muốn luyện hóa đám năng lượng kinh khủng này cũng vô cùng phiền phức, sự đau đớn truyền đến khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Kháo, ta không tin là không được, luyện hóa cho bản công tử. Lục Lâm Thiên hò hét trong lòng, cố gắng chống đỡ sự đau nhức, lần thứ hai luyện hóa. Mà đúng lúc này, trên linh ngọc sàng, một cỗ năng lượng mát mẻ từ dưới chân Lục Lâm Thiên truyền vào cơ thể, lập tức tiến vào vòng linh khí. Theo sự xuất hiện của cỗ năng lượng này, đám năng lượng cuồng bạo kia đã bị trung hòa, dưới sự tham gia của cỗ năng lượng mát mẻ này đám năng lượng cuồng bạo kia đã ôn hòa hơn không ít. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên lúc này tự nhiên biết tới biến hóa của Linh Ngọc Sàng, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng không có thời gian để ý tới nó. Hắn nhanh chóng vận chuyển M Dương Linh Võ Quyết bắt đầu luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong linh hồn thần dịch, quanh thân lúc này được bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng. Lúc này Linh Ngọc Sàng đã khôi phục bộ sáng trước đó. Khoảng thời gian từ lúc Lục Lâm Thiên tiến vào tu luyện chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo cho tới khi luyện hóa xong cũng vô cùng nhanh chóng. Giống như là linh lực, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực thuần khiết vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên đang chăm chú nhìn vào khí hải của mình, năng lượng luyện hóa từ linh hồn thần dịch hiện tại đang chiếm một nửa, còn linh lực ban đầu của hắn chiếm nửa còn lại. Lẽ nào năng lượng của linh hồn thần dịch sau khi luyện hóa vẫn chưa hẳn là linh lực? Thế nhưng rõ ràng Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được sự tiến bộ của mình. Một cỗ khí tức xuất phát từ linh hồn thần dịch trong khí hải truyền tới chỗ sâu trong linh hồn, tẩm bổ cho linh hồn chưa được ngưng kết thành hình của hắn. Toàn thân hắn lúc này vô cùng thoải mái, giống như là trẻ con nằm trong lòng mẹ vậy. Năng lượng quá mức khổng lồ của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn ngơn ngác. Mà lúc này trên linh ngọc sáng có thêm một cỗ năng lượng được hội tụ, cỗ năng lượng này sau khi làm ôn hòa năng lượng cuồng bạo cũng bị Lục Lâm Thiên luyện hóa trở thành chân khí tinh thuần của mình. Lúc đó, Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong đầu hắn không ngừng khuếch tán, có một cỗ năng lượng vô cùng lớn được áp xúc lại. Quang mang quanh thân hắn vô cùng chói mắt, linh lực trong khí hải nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần. Một cỗ lực lượng chạy tới chỗ sâu thẳm trong đầu hắn, lúc này... Linh hồn có chút hư vô mờ mịt kia của hắn dường như bắt đất thực chất hóa hơn không ít. Linh hồn lực, chính là vật hư vô mờ mịt, không ảnh không hình, mà võ giả, linh giả sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định có thể đem nó hóa thành thực chất. Tới trình độ nhất định còn có thể rời khỏi cơ thể A. Nói không xa, thánh thủ linh tôn chính là tồn tại đạt tới cấp độ này, một đạo linh hồn có thể lưu lại mấy ngàn năm. Đột phá linh sĩ nhị trọng rồi A, cố gắng đột phá tam trọng vậy. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, đã lâu nay hắn chưa đột phá được tu vi linh sĩ, mà lúc này cỗ năng lượng trong khí hải kia hắn mới chỉ luyện hóa được không đến 1/10 A. Tiếp tục luyện hóa, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng,
tiếp tục luyện hóa năng lượng bên trong linh hồn thần dịch. Ánh sáng ban mai chiếu xuống núi nói, vạn vật dường như đều từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu xuống những giọt sương trên lá, hơi nước bốc lên, không khí được tẩy rửa một lần khiến cho người ta vô cùng sảng khoái. Siêu! Trong sơn động, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, lập tức đình chỉ tu luyện, quang mang nhàn nhạt quanh thân nhanh chóng thu vào cơ thể, hai mắt bắt ra tinh quang thâm thúy, ánh mắt vô cùng trong suốt. Linh sĩ tam trọng đỉnh phỏng, đêm nay hẳn có thể đột phá tới tứ trọng. Cảm giác được linh lực trên người, trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà kinh hãi. Chân khí dưới sự giúp đỡ của linh hồn thần dịch không ngờ lại mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này hắn cảm giác được linh hồn của chính mình, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn linh hồn kia hư vô mờ mịt, lúc này hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của nó. Quả thực tác dụng của linh hồn thần dịch với linh hồn vô cùng lớn. Linh hồn thần dịch, không hổ là bảo vật của Vạn Thú Tông. Lục Lâm Thiên cảm thán. Lần này không tới được Vân Dương Tông ngược lại là một chuyện tốt đối với hắn. Trong sơn mạch vụ đô này hắn đã chiếm được không ít thứ tốt, lại còn bái một vị sư phụ tiện nghi, chiến được thiên linh lục bao người mơ ước. Lúc này lại thêm bảo vật của Vạn Thú Tông nữa. Nếu như ngày đó hắn đi tới Vân Dương Tông sợ rằng cũng không có những cơ hội này. Tần Thiên Hạo, chờ ta trở về a, để xem ngươi mạnh hay ta mạnh. Lục Lâm Thiên mỉm cười thầm nghĩ. Tần Thiên Hạo. Chờ khi ta trở lại đợi xem ngươi mạnh hay ta mạnh hơn. Lúc trước trong trấn Thanh Vân, Tần Thiên Hạo được kiểm tra là linh sĩ đệ tam trọng, hiện tại Lục Lâm Thiên đã đột phá đến linh sĩ đệ tam trọng. Khi về Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên thật muốn nhìn xem đệ tử thân truyền được Vân Dương Tông chú trọng bồi dưỡng so với kỳ ngộ của hắn thì ai mạnh ai yếu. Lục Lâm Thiên gói ghém hành lý rời khỏi sơn động, ban ngày tu luyện ở đây không an toàn. Bạo lang dòng binh đoàn, lại tiếp tục nào. Trong một khu rừng có ba nam nhân mặc đồ đen cẩn thận đi đường. Xui xẻo quá, năm người Hoàng Lão Tam đã chết, chỉ mong chúng ta đừng gặp tiểu tử kia. Một nam một nữ đó cũng thật tình, nếu sớm rời đi thì chúng ta không cần lo âu hoảng hốt thế này, giờ vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Trời ơi, chỉ mong ta đừng gặp bọn họ, ta không muốn chết. Tiểu Đào Hồng còn chờ ta trở về chuộc thân cho nàng, ta đã hứa rồi. Hy vọng người khác tìm được bọn họ. Chúng ta đừng gặp phải. Ba nam nhân áo đen cẩn thận đi trong rừng cây, bạo lang dòng binh đoàn liên tục có thành viên bị đánh chết làm bọn họ thầm run. Chợt một thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên. Các ngươi rất xui, gặp rồi đây. Từ ngọn cây cao chọc trời có ba chỉ ấn nóng rực kèm theo tiếng xé gió sắc bén bay tới. Phản ứng đầu tiên của ba nam nhân áo đen là nhìn sau lưng, nhưng không ngờ ba chỉ ấn đến từ trên đầu. Chớp mắt ba lỗ máu hiện ra. Ba người chưa thấy là ai đã bị đánh chết. Lục Lâm Thiên nhảy xuống thân cây, trải qua rèn luyện trong sơn mạch vũ đô, hiện tại kinh nghiệm đánh nhau hay kỹ xảo của hắn đã tiến bộ lớn. Cộng với Lục Lâm Thiên là vũ sĩ thất trọng, thực lực hơn xa lúc ở trấn Thanh Vân nhiều. Ba nam nhân áo đen chỉ là vũ sĩ tam trọng, không đánh lại Lục Lâm Thiên được. Dọn dẹp hiện trường xong Lục Lâm Thiên rời đi, tiếp tục đến nơi khác. Lục Lâm Thiên không tìm được gì trên người ba nam nhân áo đen, hắn nghĩ tài sản của bạo lang dòng binh đoàn đều ở trong tay ba thủ lĩnh. Năm canh giờ sau, hai nam nhân mặc áo đen chết trong một sơn cốc, Lục Lâm Thiên lại nghênh ngang đi tiếp. Bốn canh giờ sau, có ba nam nhân khác tắt thở. Trong đó Tiểu Long đánh chết một người, Lục Lâm Thiên giết hai. Trong vòng một ngày Lục Lâm Thiên giết tám người, toàn bộ là người của bạo lang dòng binh đoàn. Hôm nay Lục Lâm Thiên gặp người của nhiều dòng binh đoàn khác nhưng hắn nhanh chóng tránh đi trước khi chạm mặt. Ban đêm, Lục Lâm Thiên tìm một sơn động ẩn khuất. Hắn lấy linh ngọc sàng ra khỏi chữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải linh lực trong đầu. Các tia năng lượng bị Lục Lâm Thiên luyện hóa thành linh lực tinh thuần tụ tập trong không gian khí hải, hơi thở quanh thân hắn tiếp tục tăng lên. Năng lượng quá khổng lồ. Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực của mình tăng nhanh vùn vụt. Trong lúc luyện hóa linh ngọc sàng truyền một luồng năng lượng vào người Lục Lâm Thiên, khiến hắn luyện hóa năng lượng càng thêm tinh thuần. Lục Lâm Thiên có suy đoán về linh ngọc sàng, có lẽ sư phụ thánh thủ linh tôn không hoàn toàn hiểu biết công hiệu của linh ngọc sàng. Đêm qua trong lúc nguy cấp, linh ngọc sàng đã cứu mạng Lục Lâm Thiên. Linh ngọc sàng như đã thông linh, có lẽ nó ẩn giấu bí mật gì đó. Một đêm chậm rãi trôi. Trong rừng cây có nhiều yêu thú, dã thú gầm giống.
Sơn động tràn ngập mùi của tiểu long nên không có yêu thú nào dám đến gần, Lục Lâm Thiên có thể yên tâm tu luyện. Đến rạng sáng khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng lên, vầng sáng trắng trong suốt bao bọc cơ thể hắn trở nên rực rỡ chói lòa. Trong đầu Lục Lâm Thiên có nhiều linh lực tràn ngập trong không gian khí hải. Linh lực trướng căng rồi áp xúc, không gian khí hải lại được khuếch trương. Khí thế trên người Lục Lâm Thiên tăng mạnh một hơi lên đến linh sĩ đệ tứ trọng. Khí thế quanh quẩn thật lâu, khi tia ban mai chiếu xuống, Lục Lâm Thiên chậm rãi thu về ánh sáng quanh thân, ngừng tu luyện. Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù! Lục Lâm Thiên đứng dậy, tiểu long vặn vẹo người hăng hái bò vào lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, đầu nhỏ lắc lư, dường như tiểu long rất vui vì hắn đột phá. Cảm giác linh lực linh sĩ đệ tứ trọng, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Hắn quay sang cất linh ngọc sàng. Lục Lâm Thiên ngày càng quý trọng linh ngọc sàng hơn, nó không đơn giản, có lẽ sau này hắn sẽ tìm hiểu xem bên trong linh ngọc sàng chứa bí mật gì. Lục Lâm Thiên đột phá linh sĩ đệ tứ trọng đã cảm giác được năng lượng khổng lồ chứa trong linh hồn thần dịch, hắn chỉ mới luyện hóa được 3 phần 10 năng lượng này. Cùng với đột phá, linh hồn lực hư vô trong đầu Lục Lâm Thiên ngưng tụ hơn nhiều, giống trẻ sơ sinh trong tử bản quyền Upsilon IG mẫu thân. Từ một đoàn tinh khí huyết dịch cuối cùng ngưng tụ thành hình rồi trưởng thành. Linh hồn trong đầu Lục Lâm Thiên cũng vậy, bắt đầu thành hình, từ từ trưởng thành. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu Long, chúng ta đi, hôm nay không cho ngươi ra tay. Tiểu Long xoe tròn mắt chừng Lục Lâm Thiên, nó chui vào trong ống tay áo của hắn, nó lại giận dỗi rồi. Trong một góc rừng có tiếng gào thảm thiết phá vỡ tĩnh lặng. A, à, khi có người chạy tới. Trên cái cây to đã treo 3 cái xác cột bằng dây leo. Ngực mỗi người thủng một lỗ, miệng sùi bọt mép, con người tan rã, bộ dạng chết rất thê thảm. Trên cây cao có hàng chữ viết bằng máu, bạo lang dòng binh đoàn, không chừa một người, tiếp tục trả thù. Rốt cuộc bạo lang dòng binh đoàn đắc tội ai mà mấy ngày nay đã có mười mấy người chết. Chắc đắc tội cường giả nào đó, giờ đối phương đến trả thù. Nói chung bạo lang dòng binh đoàn chọc phải người không nên chọc. Chúng ta cũng nên cẩn thận chút, đừng trêu vào người này. Nhiều người tụ tập lại thấy 3 cái xác thì xì xầm bàn tán, không ai muốn dây dưa với loại người này. Chỉ trong vài ngày có một nửa thành viên bạo lang dòng binh đoàn bị giết, còn lại 10 người cảm thấy bất an, nỗi sợ chết chóc bao trùm trong lòng bọn họ. Nam nhân cầm cây búa cao giọng quát mắng. Chết tiệt, ta phải lột ra 2 người kia ra. Nam nhân vạm vỡ nổi giận nói. Tụ tập mọi người lại hết. Ngươi và ta chia đội đi lùng sục, phải tìm ra bọn chúng. Nhị thủ lĩnh giận dữ nói. Nếu ta tìm ra 2 người đó chắc chắn sẽ chém nát chúng ra. Trong một sơn cốc, một con yêu thú nhị giai trung giai nằm trước mặt Lục Lâm Thiên, hắn vốn rất nhiều công sức mới giết được nó. Lục Lâm Thiên cười vừa lòng, dọn dẹp rồi ra khỏi sơn cốc. Trong sơn mạch vụ đô này khu vực giáp danh bình thường chỉ có yêu thú nhị giai, rừng sâu mới có yêu thú tam giai. Xuyên qua sơn mạch vụ đô là cổ vực, nghe nói muốn đi cổ vực cần vượt qua tận cùng sơn mạch vụ đô, nơi có yêu thú tứ giai khủng bố, cường giả đẳng cấp vũ phách cũng không dám tùy tiện đi qua đó. Lục Lâm Thiên cực kỳ vừa lòng mình tiến bộ trong thời gian này. Trong vũ giả ngũ hệ hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ còn thiếu vũ kỹ phong hệ, mộc hệ. Còn lại vũ kỹ hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ đều có đủ. Lục Lâm Thiên có 2 loại vũ kỹ hỏa hệ là nộ diễm quyền, hỏa ảnh chỉ. Tuy chỉ là vũ kỹ sơ giai tinh giai nhưng sức Lục Lâm Thiên bây giờ đã đủ dùng. Vũ kỹ phong hệ có tốc độ nhanh nhất, vũ kỹ mộc hệ xảo quyệt nhất. 2 thuộc tính vũ kỹ này là thứ Lục Lâm Thiên mong chờ, khi nào hắn tu luyện hết ngũ hệ, khi đó thực lực sẽ tiến bộ thêm một bậc. Nhưng vũ kỹ 2 thuộc tính này cũng đã khó cầu, Lục Lâm Thiên định chờ khi nào đến Vân Dương Tông sẽ tìm cách sau. Có 4 loại vũ kỹ, 1 loại linh kỹ, chu tước quyết kỳ lạ. Tạm thời đủ cho Lục Lâm Thiên dùng. Bạo lang dòng binh đoàn còn 10 người, trừ 2 thủ lĩnh ra có 8 thành viên, tiếp tục. Buổi sáng Lục Lâm Thiên từ trong đầu thành viên bạo lang dòng binh đoàn thăm dò tình huống, nắm rõ tình hình bạo lang dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên sử dụng siêu linh thuật quen tay hơn nhiều. 8 thành viên bạo lang dòng binh đoàn thực lực khá mạnh, cao nhất là vũ sĩ thất trọng, những người khác cỡ vũ sĩ tam trọng, tứ trọng. Lục Lâm Thiên không để bụng cỡ như bọn họ. Miễn không đỡ Upsilon.NG phải 2 thủ lĩnh là được. Lục Lâm Thiên nhận định bây giờ hắn thúc giục thanh linh khải giáp muốn giết vũ sĩ bát trọng không khó.
Nếu vận dụng vũ khí hoàng giai nộ hải cuồng khiếu giết vũ sư nhất trọng có lẽ cũng không khó. Lần trước Lục Lâm Thiên có phần may mắn mưu lợi mới giết được tam thủ lĩnh, nhưng uy lực của nộ hải cuồng khiếu cũng rất mạnh. Đao hồn kỹ, chủ tước quyết tùy uy lực mạnh mẽ nhưng không thể tùy tiện sử dụng, thứ đó tiêu hao quá đáng sợ. Ủa, là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Trong một góc rừng có hai bóng người xuất hiện, đôi mắt Lục Lâm Thiên tối sầm, là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Đến đây, lại hai người. Lục Lâm Thiên lặng lẽ tới gần, đánh ngay trước mặt khó giết người, dễ mời đến người khác nên Lục Lâm Thiên chọn cách đánh lén, vừa mau vừa có hiệu quả. Hai nam nhân, một trước một sau cẩn thận tiến lên, mắt liếc bốn phía lộ tia sợ hãi. Lục Lâm Thiên cười khẩy thầm nghĩ. Hai vũ sĩ tam trọng, không thành vấn đề. Chân khí phát tán, Lục Lâm Thiên lao ra từ bụi cỏ chớp mắt lao hướng hai nam nhân. Hai luồng hỏa ảnh chỉ xé gió bay ra. Nguy rồi. Tiếng xé gió sắc bén ập đến từ sau lưng, hai nam nhân có tu vi vũ sĩ tam trọng, không yếu. Hai người biến sắc mặt cùng ngoái đầu, lập tức dựng lên hộ thân cương khí quanh thân. Nhưng hai nam nhân bối rối vội dựng hộ thân cương khí nên sức phòng ngự có hạn, hỏa ảnh chỉ xé gió lao nhanh tới trước mặt bọn họ. Xoẹt xoẹt, thoáng chốc hộ thân cương khí của hai nam nhân tan vỡ, hai người không kịp né trách, ngực thủng lỗ máu. Hai nam nhân cứng ngắc té xuống đất. Đột nhiên Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm nói. Nguy rồi. Lục Lâm Thiên nhanh nhẹn lùi sang bên cạnh, trong ý thức vô hình chung cảm giác vô số nguy hiểm đến gần. Ba bóng người xuất hiện gần chỗ Lục Lâm Thiên vừa đứng. Tiểu tử, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Người nói chuyện là nhị thủ lĩnh Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Vũ sư tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng, một vũ sĩ tam trọng. Xem ra hai nam nhân vừa rồi là mồi dụ Lục Lâm Thiên ra. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú ba người phỏng đoán thực lực của bọn họ. Nhị thủ lĩnh không dễ đối phó, nếu nam nhân vạm vỡ đại thủ lĩnh đến thì càng rắc rối hơn. Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ đi trước là hơn. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhảy người ra sau. Nam nhân cầm búa hét to một tiếng. Muốn trốn, không dễ vậy. Nam nhân cầm búa nhanh như chớp lao lên. Lưỡi búa rạch phá hư không chém lưng Lục Lâm Thiên. Lưỡi búa xé dòng khí hùng hổ lao tới, uy lực không thể khinh thường. Đòn công kích của vũ sư tam trọng không thua gì Lục Vô Song. Lúc ở Lục gia, Lục Lâm Thiên từng đánh nhau với Lục Vô Song, biết sự lợi hại của vũ sư. Ánh sáng vàng nhanh chóng bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên, thanh linh khải giáp đã bao bọc người, hắn nhanh chóng né thoát nhát búa. Rầm. Lưỡi búa chém vào một thân cây to rách một đường sâu mấy thước. Cây lắc lư, lá cây rơi đầy đất. Trong thời gian này nam nhân cầm búa đã ngăn trước mặt Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta muốn báo thù cho lão tam, chém chết ngươi. Nhị thủ lĩnh hờ búa to lại chém xuống, chân khí cuồng bạo chấn động dòng khí xung quanh vặn vẹo. Lục Lâm Thiên nhanh như chớp né tránh, chân khí tuôn ra vỗ một trường. Trường màu vàng đất đập vào lưng nhị thủ lĩnh. Nam nhân cầm búa hừ lạnh một tiếng. Hừ. Trường ấn biến đổi, chân mang theo khí kình mạnh mẽ đá sau ra, người vặn vẹo quay về. Hai lực lượng tuôn ra, trong lực công kích chứa lực lượng cường đại nhanh chóng chút xuống, khí lưu tan tác. Lục Lâm Thiên bị đẩy ra, một luồng sức mạnh dồn vào tay hắn. May mà có thanh linh khải giáp ngăn lại phần lớn sức mạnh, Lục Lâm Thiên không bị tổn thương quá lớn. Nhưng hắn càng cảnh giác thực lực vũ sư tam trọng hơn. Nam nhân cầm búa lạnh lùng nói. Tiểu tử! Người dám đối phó Bạo Lang Dòng binh đoàn chúng ta, đây là muốn chết. Lúc này hai nam nhân vũ sĩ tứ trọng, vũ sĩ tam trọng tự chém ra nhát đao, một là vũ giả thổ hệ, một là vũ giả thủy hệ, đòn công kích xít gào lao tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên đành nhờ vào Tiểu Long hỗ trợ. Tiểu Long, mau giúp ta. Lục Lâm Thiên hiểu thực lực của Tiểu Long, đối phó những vũ sĩ nhị giai hoàn toàn không thành vấn đề. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên chưa nói xong, một luồng sáng vàng nhanh như chớp bay ra khỏi ống tay áo. Ánh sáng vàng cực nhanh, mắt người khó bắt giữ. Luồng đao quang của vũ sĩ tứ trọng bị ánh sáng vàng đỡ upsilon.ng nát. Chỉ chớp mắt ánh sáng vàng rơi vào cổ nam nhân vũ sĩ tứ trọng, tiếng hét thảm vang lên. A! À, vũ sĩ tứ trọng té dưới đất. Phá! Lục Lâm Thiên tung một chiêu nộ diễm quyền, ánh sáng nóng rực đánh vào đao quang của vũ sĩ tam trọng.
hai luồng kình khí đỡ upsilon.ng chạm tan tác. Vũ sĩ tam trọng lảo đảo thụt lùi, đẳng cấp vũ sĩ tam trọng không đỡ nổi một kích dốc hết sức của vũ sĩ thất trọng, khóe môi gã chảy máu. Chết đi! Lục Lâm Thiên tấn công dồn dập, toàn dùng sát chiêu. Nhân tử với kẻ thù là đào mồ chôn mình, năm hỏa ảnh chỉ xé gió bay đi. Vẻ mặt của nam nhân vũ sĩ tam trọng đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng dựng lên hộ thân cương khí. Nhưng hai hỏa ảnh chỉ đã đâm nát hộ thân cương khí, còn lại ba hỏa ảnh chỉ để lại ba lỗ thủng trên người vũ sĩ tam trọng. Nhị thủ lĩnh cầm búa kinh ngạc kêu lên. Ngươi là vũ giả song hệ. Nhị thủ lĩnh nhìn chằm chằm tiểu long đã leo lên vai Lục Lâm Thiên, yêu thú nho nhỏ lại có thể chớp mắt giết vũ giả tu vi vũ sĩ tứ trọng, yêu thú này không tầm thường. Kinh ngạc qua đi, nam nhân cầm búa này bàn tay tỏa ánh sáng trắng chói mắt, luồng sáng xuyên qua rừng cây nổ tung trên bầu trời. Lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống. Nguy rồi. Nhị thủ lĩnh đang kêu gọi người khác đến, Lục Lâm Thiên phải rời đi ngay khi còn kịp. Đã tung ra tín hiệu, nhị thủ lĩnh không do dự gì nữa, gã hờ búa to, lưỡi búa cắt khí lưu giấy lên kình khí cuồng bạo, tiếng xé gió chói tai chém xuống đầu Lục Lâm Thiên. Cảm giác kình khí hung mãnh truyền đến, Lục Lâm Thiên biến sắc mặt. Trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên bắn ra kình khí, nhanh chóng lùi ra sau, khai sơn trưởng ập đến. Nam nhân cầm búa hét to một tiếng. Phá! Nhát búa chém xuống, khai sơn trưởng nứt vỡ. Nhị thủ lĩnh dấn tới trước đuổi theo Lục Lâm Thiên, hơi khom người, nhát búa đến tiếp. Nhị thủ lĩnh giống to. Tiểu tử, người đi chết đi. Gri gri! Tiểu long bay vọt ra khỏi vai Lục Lâm Thiên nhanh như chớp hướng tới nhị thủ lĩnh, tốc độ cực mau, nhanh không thua gì tia chớp. Nhị thủ lĩnh nét mặt xa sầm. Lưỡi búa chém ngang hướng tới tiểu long ngăn giữa hai người. Yêu thú kỳ lạ làm nhị thủ lĩnh hơi băn khoăn nên không dám khinh thường. Xẹt xẹt xẹt. Quanh thân tiểu long khuếch tán lửa màu vàng, miệng phun ra lửa vàng. Không gian vặn vẹo, lửa đốt không khí, khí lưu bị lửa đốt cháy. Đây là yêu thú gì? Nhị thủ lĩnh cảm giác nhiệt độ nóng cháy, chân khí của gã hơi chạm vào lửa vàng liền bị đốt tan. Nhị thủ lĩnh chưa từng thấy yêu thú nào khủng bố như vậy. Gã nhanh chóng lùi lại. Nam nhân cầm búa không dám đối kháng ngọn lửa vàng. Nhưng tốc độ của tiểu long vượt sức tưởng tượng của nhị thủ lĩnh, chớp mắt xuyên qua khí lưu không gian. Thân hình nho nhỏ biến dài 15 thước, thô cỡ miệng chén, vảy vàng rậm rạp phủ thân thể phát ra ánh sáng chói mắt. Đầu tiểu long đột nhiên to ra, thè lưỡi ra, răng nanh sắc nhọn lóe tia sáng lạnh. Uy nhiếp khổng lồ khuếch tán không gian. Các yêu thú gần đó cảm nhận hơi thở vô hình trong không khí sợ hãi chạy tứ tán. Đây là lần thứ hai Lục Lâm Thiên trông thấy cơ thể tiểu long thay đổi, so với lần trước thì lần này thân hình tiểu long lớn hơn nhiều. Nhị thủ lĩnh chân chân nhìn tiểu long biến hình, cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Đây là... khí thế từ người tiểu long khiến linh hồn nhị thủ lĩnh cảm nhận nguy hiểm cực độ. Lục Lâm Thiên định tiến lên hỗ trợ nhưng tiểu long chuyển ý thức không cho hắn xen vào. Nó muốn một mình đối phó nhị thủ lĩnh. Lục Lâm Thiên không biết tại sao tiểu long muốn làm vậy nhưng chắc chắn có lý do của nó. Lục Lâm Thiên không lo tiểu long gặp nguy hiểm, lúc ở lục gia, cường giả đẳng cấp vũ phách còn không thể làm thương tiểu long được, nhị thủ lĩnh mới chỉ là vũ sư, tất nhiên không thể gây tổn thương cho tiểu long. V upsilon t. Cơ thể tiểu long căng ra, nó vào tới trước hóa thành tàn ảnh màu vàng lao vào nhị thủ lĩnh. Tiểu long như cây roi dài xé gió bay tới. Nhị thủ lĩnh giật nảy mình, nhưng gã dù gì thì cũng là có tu vi vũ sư, gã múa búa to, bóng búa dập trời chắn trước mặt. Chân khí cuồng bào tràn ra. Răng rắc. Kinh khí va chạm, khí lưu trong không gian bị đè ép, vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c. Người tiểu long đỡ upsilon.ng mạnh vào màn búa làm màn phòng ngự bị lõm vào trong. Nhị thủ lĩnh kinh ngạc lảo đảo thụt lùi. Tiểu long đáp xuống đất, nó không thể lơ lửng trong không trung quá lâu. Ngay khi tiểu long chạm đất, nhị thủ lĩnh kết ấn, chân khí tuôn trào. Mặt đất nứt nẻ li ti, đất cát bay lên, cây to chọc trời xung quanh lung lay. Mặt đất bốc lên đất cát thành cơn bão thổi hướng tiểu long, khí thế cường đại ầm ầm khuếch tán. Mấy cây to xung quanh bắt đầu sụp đổ. Lục Lâm Thiên lo lắng hét lên. Tiểu long cẩn thận. Gri gri. Đôi mắt đen láy của tiểu long vẫn rất bình tĩnh, ngay khi bão cát ập hướng tiểu long, cơ thể dài hơn 10 trượng vọt lên chui vào trong bão cát. Ngọn lửa bao phủ người tiểu long, trong bão cát khủng bố, tiểu long xuyên thủng một con đường,
bão cát không thể đến gần nó. Xẹt xẹt xẹt. Tốc độ quá nhanh, nhị thủ lĩnh chỉ thấy một luồng sáng vàng xuyên thấu đòn công kích của gã rồi đỡ Upsilon.NG mạnh vào người gã. Răng nhọn xé nát hộ thân cương khí, nhị thủ lĩnh hoảng hốt chém xuống một búa. Đinh! Búa to chém xuống lưng tiểu long nhưng chỉ để lại một vết hằn nhạt nhòa, miệng tiểu long thì cắn ngay cổ nhị thủ lĩnh. Da nhị thủ lĩnh khô héo, mặt gã trắng bệch, trong mắt lồi ra, chỉ giây lát gã rút nhỏ một vòng thành xác chết. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Tiểu Long giết nhị thủ lĩnh. Tuy Lục Lâm Thiên biết Tiểu Long không đơn giản nhưng hắn không rõ thực lực mạnh nhất của nó đến trình độ gì, xem tình hình vừa rồi có lẽ chưa phải tất cả thực lực của Tiểu Long. Lục Lâm Thiên đến bên cạnh Tiểu Long, cẩn thận kiểm tra lưng nó. Tiểu Long có sao không? Mới rồi nhát búa của nhị thủ lĩnh chém trúng Tiểu Long làm Lục Lâm Thiên rất lo, may mắn nó không bị gì, trừ vết hằn mở ra không còn gì khác. Tiểu Long ngước lên nhìn Lục Lâm Thiên, khóe môi treo tơ máu, nó đắc ý lắc đầu. Xì xì. Cơ thể Tiểu Long biến thành kích cỡ 15 ly thước, nhỏ hơn vừa rồi gấp trăm lần. Chúng ta nên đi. Lục Lâm Thiên lục tìm một túi không gian trên người nhị thủ lĩnh, sau đó một người một thú đi nhanh. Lục Lâm Thiên đã thấy nhiều người kéo đến gần. Lục Lâm Thiên rời đi không lâu có mấy người xuất hiện, tiếp theo có người lục tục chạy tới. Hình như là nhị đương gia của Bạo Lang Dòng binh đoàn, sao thành ra thế này? Trên cổ có vết thương, là yêu thú làm, chắc chắn là yêu thú tam giai. Mấy người này thì bị người đánh chết, có cường giả mang yêu thú theo. Cách giết người giống như người đã giết các thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn. Bạo Lang Dòng binh đoàn đã đắc tội với ai? Bây giờ nhị đương gia cũng chết, đó là vũ sư tam trọng. Có mấy bóng người chen lấn đám đông đến gần xác nhị thủ lĩnh. Là đám người đại thủ lĩnh cao to. Nam nhân vạm vỡ nhìn chằm chằm mấy cái xác dưới đất, đôi mắt lạnh băng. Đại thủ lĩnh nhìn tín hiệu liền chạy tới ngay, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Một nam nhân hoảng loạn hỏi. Đại đoàn trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Nhị đoàn trưởng đã chết, các thành viên biết không đánh lại hung thủ. Nam nhân vạm vỡ giống to. Tìm, phải tìm ra bọn chúng. Đám người xung quanh xem náo nhiệt xong lục tục rời đi. Hai canh giờ sau, trong một rừng cây trong sơn mạch, Lục Lâm Thiên dừng bước. Lục Lâm Thiên hỏi. Tiểu Long sao vậy? Tiểu Long nằm trên vai Lục Lâm Thiên, quanh người tỏa ánh sáng mờ nhạt. Tiểu Long thè lưỡi, mắt nhỏ muốn nói gì với Lục Lâm Thiên? Xèo xèo. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Ngươi nói là sắp đột phá. Tiểu Long gật nhẹ đầu, bò vào ngực Lục Lâm Thiên, ngủ thiếp đi. Lục Lâm Thiên nghĩ Tiểu Long muốn một mình đánh nhau với nhị thủ lĩnh chắc vì nó cảm giác nhị thủ lĩnh giúp ích cho nó, sau khi nuốt lực lượng của gã thì có thể đột phá. Lục Lâm Thiên thì thầm. Ngươi cứ đột phá đi. Không biết lần này Tiểu Long đột phá mất bao lâu, một mình Lục Lâm Thiên ở trong sơn mạch vụ đô càng phải hết sức cẩn thận. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Tìm chỗ an toàn đã. Lục Lâm Thiên định bụng trốn một thời gian. Hắn không đánh lại đại thủ lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn, dù có vạn dụng Chu Tước Quyết cũng thua. Sau khi Lục Lâm Thiên sử dụng Chu Tước Quyết thì hắn sẽ nguy hiểm khi lang thang trong sơn mạch vũ đô. Lục Lâm Thiên nhìn phương hướng, hắn biến mất tại chỗ. Trong thời gian này Lục Lâm Thiên sẽ tranh thủ luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải trong đầu. Ban đêm Lục Lâm Thiên tìm thấy một chỗ ẩn khuất, trên hiệp cốc có mấy sơn động thiên nhiên, một sơn động thích hợp cho Lục Lâm Thiên cư ngụ. Hiệp cốc này rất ẩn khuất, bên dưới có cái ao nước trong. Ao bốc hơi nước, là suối nước nóng hiếm gặp. Thấy suối nước nóng Lục Lâm Thiên liền nhảy vào tắm kỳ, rồi vào sơn động. Đầu tiên Lục Lâm Thiên nhỏ máu nhận chủ túi không gian của nhị thủ lĩnh, mở túi ra, hắn mỉm cười. Trong túi không gian có tài sản giá trị hơi bị lớn, 3 viên đan dược tam phẩm, 20 viên đan dược nhị phẩm, 3 vạn kim tệ, nhiều dược liệu khác, da lông yêu thú linh tinh, xem như thu hoạch không nhỏ. Lục Lâm Thiên cất kim tệ, lấy linh ngọc sàng ra, khoanh chân ngồi, hắn chậm rãi luyện hóa năng lượng khổng lồ trong linh hồn thần dịch. Trong thời gian tiếp theo Lục Lâm Thiên không rời khỏi sơn động, hắn nghĩ nếu hoàn toàn chuyển hóa linh hồn thần dịch thành năng lượng, đẳng cấp linh giả ít nhất có thể đến linh sĩ lục trọng trở lên. Thực lực của Lục Lâm Thiên sẽ tăng mạnh, uy lực khi thi triển đao hồn kỹ sẽ mạnh hơn nhiều. Một lát sau quanh người Lục Lâm Thiên tràn ngập vầng sáng trắng trong suốt. Một linh lực khuếch tán, khí thế tăng lên. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện.
Thời gian chậm rãi trôi. Lục Lâm Thiên trong trạng thái tu luyện không có khái niệm về thời gian, hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện, linh lực trong đầu không ngừng tăng mạnh. Trong sơn mạch Vũ Đô thật lâu không có tin về kho báu, những người kéo đến đây bắt đầu bỏ đi. Dù sao người vào sơn mạch Vũ Đô vì đào vàng, nếu không có kho báu cũng cần tìm dược liệu, yêu thú vất vát. Trên một sườn núi có hai bóng người bước chậm, đi đầu là thiếu nữ xinh đẹp mặc áo xanh, vóc dáng thướt tha. Đi đằng sau là một nha hoàn thanh tú. Nha hoàn thanh tú cầu nhau. Tiểu thư, chúng ta đi vào đã lâu, hay mình về đi? Thiếu nữ tuyệt sắc đi đằng trước nói. Chúng ta còn chưa tìm được kho báu, làm sao đi được? Nếu ngươi sợ thì về trước. Nha hoàn thanh tú đi sau phàn nàn. Tiểu thư quên sao, hôm nay có yêu thú tam giai tập kích chúng ta, làm ta suýt mất mạng. Thiếu nữ tuyệt sắc nói. Chỉ là yêu thú tam giai sơ kỳ, ta cũng đã giết nó, ngươi sợ gì? Chợt năm bóng người xuất hiện trên sườn núi. Ha ha ha, ra là hai cô nương, dám một mình đến sơn mạch Vũ Đô. Là năm nam nhân, hai người có khí thế vũ sư, ba người đẳng cấp vũ sĩ. Nha hoàn thanh tú dựa vào gần thiếu nữ tuyệt sắc, vẻ mặt hoảng sợ kêu lên. Tiểu thư, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm năm người, ánh mắt sắc bén bắn ra tia lạnh. Các ngươi là ai? Nam nhân dẫn đầu mặc áo vàng, khoảng 40 tuổi, tóc ngắn mắt hí. Ha 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 ha, chúng ta là ai? Nam nhân áo vàng cười xong nheo mắt nói. Giao hết mọi thứ trên người của các ngươi ra, bao gồm thân thể, chúng ta sẽ tha cho hai cô nương con đường sống. Một nam nhân cười ra. Đại ca, hai cô nương này còn non, không chừng còn trong trắng. Ánh mắt bản quyền quét qua thân hình yêu kiều của thiếu nữ tuyệt sắc. Một nam nhân khác cười khả ổ. Ha ha ha, vừa lúc để chúng ta khai bao. Tiểu cô nương đừng sợ, ca ca rất dịu dàng. Thiếu nữ tuyệt sắc nhướng mày nói. Đồ vô sỉ, xéo ngay, nếu không ta sẽ không khách sáo. Mặt thiếu nữ tuyệt sắc lạnh băng, mắt bắn ra khí thế khiếp người. Nam nhân thủ lĩnh cao to cười ra. Cô nương nóng bỏng, ta thích. Nam nhân thủ lĩnh cao to đi hướng thiếu nữ tuyệt sắc. Cho ca ca ôm một cái. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Đáng chết. Không biết thiếu nữ tuyệt sắc làm gì, không ai thấy rõ. Một tàn ảnh màu xanh lóe ánh sáng lam cắt vỡ dòng không khí xé dao bay tới. Nam nhân thủ lĩnh cao to giật mình kêu lên. Vũ sư thủy hệ. Nam nhân thủ lĩnh cao to không ngờ thiếu nữ hiểu điệu lại là vũ sư, khí thế không dưới gã. Nam nhân thủ lĩnh cao to nhanh chóng thụt lùi, gã có thực lực vũ sư ngũ trọng. Trong khu vực biên giới sơn mạch Vũ Đô này hiếm khi gặp đối thủ. Nam nhân thủ lĩnh cao to làm nghề mua bán ăn cướp chấn lột, trước giờ gã chưa từng thua ai. Nam nhân áo vàng vừa thụt lùi vừa cong lưng rồi vọt lên, thoáng chốc né tránh tàn ảnh màu lam. Ánh sáng vàng đất bao bọc quyền ấn đập mạnh vào thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Hừ, người thiếu nữ tuyệt sắc tuôn ra chân khí vàng đất, nắm tay ngọc cũng tràn ngập ánh sáng vàng đất đấm tới. Bùm! Vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C trên sườn núi, không gian nơi hai quyền ấn va chạm khuếch tán chân khí, mặt đất bị lực lượng cường đại nổi gió tốc lên một lớp, cát đá vụn bay đầy. Nam nhân áo vàng phun ra búng máu. Phụt! Nam nhân áo vàng không phải chủ động thụt lùi mà là bị đánh bay, đập mạnh xuống đất. Nam nhân áo vàng té xuống đất lại phun búng máu, biểu tình kinh hoàng. Vũ sư cửu trọng song hệ. Nam nhân áo vàng không ngờ đối phương là vũ sư cửu trọng song hệ. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Chết đi. Tay thiếu nữ tuyệt sắc bắn ra ánh sáng xanh thoáng chốc đến trước mặt nam nhân áo vàng. Nam nhân áo vàng vùng vẫy bỏ dậy. Lại một luồng sáng xanh bay tới. Lực lượng cường đại nâng cơ thể nam nhân áo vàng lên trên cao rồi té cái rầm xuống đất. Gã há mồm hộc máu xen lẫn mảnh nhỏ nội tạng, giây lát sau tắt thở. Đại ca chết rồi, chạy mau. Bốn nam nhân khác biểu tình kinh hoàng co giò chạy trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, dám trêu vào bản tiểu thư. Luồng sáng lam bay vào tay thiếu nữ tuyệt sắc, biến mất, nàng không định đuổi theo bốn người kia. Nha hoàn thanh tú run rẩy nói. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói. Sợ gì, có gì mà nguy hiểm. Chúng ta tìm kho báu tiếp, khi nào tìm được ta sẽ chia cho ngươi một phần.
Nha hoàn Thanh Tú lẩm bẩm. Tiểu thư, ta sợ không có mạng lấy. Nha hoàn Thanh Tú moi ra một túi chữ vật từ người nam nhân áo vàng, nhỏ máu nhận chủ. Nha hoàn Thanh Tú nói. Tiểu thư, tên này thu hoạch không nhỏ, có 3 viên đan dược tam phẩm, hơn 1 vạn kim tệ. Cho ngươi, tự xử lý đi. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói. Chúng ta đi tiếp. Nha hoàn Thanh Tú than thở nhỏ giọng nói. Hai vị trưởng lão có nhìn thấy ta để lại ký hiệu dẫn đường không đây? Mau đến mang tiểu thư về đi. Thời gian chậm rãi trôi. 10 ngày sau, trong sơn động trong hiệp cốc, màn sáng trắng trong suốt rực rỡ bao phủ Lục Lâm Thiên, khí thế không ngừng tăng vọt. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, trong đầu hắn, linh lực trong không gian khí hải tràn ngập linh khí, như biển mây bao phủ cả bầu trời. Linh lực vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Đầu óc Lục Lâm Thiên đau nhức, không gian linh lực chướng mạnh, thanh âm trầm đỡ upsilon, c như tiếng nổ. Vù vù vù. Trong sơn động, khí thế từ người Lục Lâm Thiên vọt lên độ cao mới, năng lượng vô hình nhưng cảm nhận rõ ràng trong thiên địa chui vào lỗ chân lông của Lục Lâm Thiên. Trong đầu Lục Lâm Thiên cảm giác linh khí tràn đầy gấp mấy lần, toàn thân rất dễ chịu. Sâu trong đầu Lục Lâm Thiên, linh hồn vô hình kia càng thực chất hóa. Gió thổi cỏ lay gì quanh đây đều nằm trong cảm giác của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thở phào. Đột phá linh sĩ ngũ trọng, rốt cuộc đến linh sĩ lục trọng. Lục Lâm Thiên cảm giác trong đầu tràn đầy linh lực, hắn nhếch môi cười. 1/10 linh hồn thần dịch khiến Lục Lâm Thiên từ linh sĩ nhị trọng đột phá đến lục trọng, hiện tại còn 1/10 năng lượng chưa bị luyện hóa. Đây mới chỉ là 1/10 linh hồn thần dịch, nghĩ đến linh hồn thần dịch Lục Lâm Thiên lại bật cười. May mắn linh hồn thần dịch không bị Lam Linh lấy đi, nếu không hắn lỗ to rồi. Trong một chốc Lục Lâm Thiên không có cách nào tăng mạnh linh lực, luyện chế đan dược tăng mạnh linh lực hơi rắc rối, giờ có linh hồn thần dịch bên người trong thời gian ngắn hắn không cần lo vấn đề tu luyện linh lực. Khiến Lục Lâm Thiên ngạc nhiên nhất là nhờ linh hồn thần dịch và linh ngọc sàng, linh hồn lực trong đầu hắn càng lúc càng thực chất hóa. Lục Lâm Thiên nhận được ích lợi, diện tích quan sát xung quanh rộng hơn nhiều, tất cả thay đổi này có lẽ về sau giúp ích rất lớn trong việc tu luyện. Còn 1/10 năng lượng chưa luyện hóa, tiếp tục. Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện hóa tiếp. Trong sơn mạch vụ đô này Lục Lâm Thiên không thiếu thời gian, cùng lắm về Vân Dương Tông trễ chút. Lục Lâm Thiên gặp họa lớn không chết, Vân Dương Tông không đến nỗi quét chổi đuổi hắn đi. Thời gian lại trôi qua. 2 ngày sau, Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, thở hắn ra, ánh mắt sâu thẳm như ao nước. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Được rồi, dung hợp hoàn toàn trước sau đó lại dùng linh hồn thần dịch. Lúc này Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn luyện hóa linh hồn thần dịch trong đầu, tu vi linh giả ổn định đẳng cấp linh sĩ lục trọng. Trong thời gian này linh lực của Lục Lâm Thiên tiến bộ kinh khủng. Tuy Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn luyện hóa năng lượng trong linh hồn thần dịch nhưng sau khi luyện hóa linh hồn thần dịch và linh lực trong cơ thể dung hợp còn cần một quá trình. Lục Lâm Thiên không dám lại luyện hóa, tránh cho sau này tu luyện gặp tác dụng phụ thì xui. Vũ sĩ thất trọng, linh sĩ lục trọng, chắc thực lực lại tăng mạnh nhiều. Lục Lâm Thiên nhếch môi nở nụ cười lười biếng. Lúc Lục Lâm Thiên là vũ sĩ tứ trọng có thể liều mạng với vũ sĩ cửu trọng, hiện tại đẳng cấp vũ sĩ thất trọng càng mạnh hơn. Nhưng Lục Lâm Thiên vẫn còn yếu nếu muốn đối đầu với đại thủ lĩnh Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long trong ngực mình. Tiểu Long còn chưa đột phá xong. Lục Lâm Thiên cảm giác được Tiểu Long tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, tốt nhất không nên quấy rầy nó. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Bạo Lang Dòng binh đoàn xem. Lục Lâm Thiên cất linh ngọc sàng vào chữ vật giới chỉ, rời khỏi hiệp cốc. Bạo Lang Dòng binh đoàn còn lại 5 người, Lục Lâm Thiên không định tha cho người nào. Không trả mối thù này không phải tính cách của Lục Lâm Thiên, hơn nữa lấy bọn họ làm bia rèn luyện cũng không tệ, ít ra nhờ thế mà gần đây hắn tiến bộ rất nhiều. 12 ngày, Lục Lâm Thiên không biết hiện thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn đã đi tới đâu. Trong sơn mạch bao la này muốn tìm vài người không dễ gì. Đột nhiên một luồng hương khí chui vào mũi Lục Lâm Thiên. Mùi gì, là dược liệu. Lục Lâm Thiên đoán được ngay bên trái có dược liệu. Phía bên trái gần đó Lục Lâm Thiên trông thấy bên dưới tảng đá to có một gốc linh chi màu tím, mùi dược liệu khuếch tán từ đó. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tử linh chi. Tử linh chi không tệ, bình thường cần dùng nó luyện chế các loại đan dược tam phẩm, hái xuống tử linh chi rồi thu vào mấy chữ vật giới chỉ,
thời gian này ở trong sơn mạch Lục Lâm Thiên cũng kiếm được không ít dược tài, sau này hắn muốn luyện chế đan dược cũng tiện hơn nhiều. Hái tử linh chi xong, Lục Lâm Thiên đi tiếp, dọc theo đường đi tìm kiếm tin tức về Bạo Lang Dòng binh đoàn. Có lẽ thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn đang tìm Lục Lâm Thiên khắp nơi, bọn họ sẽ không chạy xa. Thủ lĩnh là nam nhân vạm vỡ kia thực lực rất mạnh, Lục Lâm Thiên phải suy nghĩ cách đối phó. Nếu trực tiếp đối kháng nam nhân thủ lĩnh cao to thì Lục Lâm Thiên chỉ có nước chạy trốn, hoặc không kịp trốn. Hiện Lục Lâm Thiên không có yêu thú tam giai bên cạnh, Tiểu Long bận đột phá không giúp gì cho hắn được. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đã đột phá linh giả đến linh sĩ lục trọng, lại có đao hồn kỹ, nộ hải cuồng khiếu, thanh linh khải giáp, chu tước quyết. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ lỡ như phải ngay mặt đối kháng nam nhân thủ lĩnh cao to chưa chắc không đánh lại. Sơn mạch phụ đô, trong khu vực đá lởm chởm, xung quanh không có rừng cây, một nơi khá kỳ lạ. Hai bóng dáng thướt tha đi tới, đó là thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, nha hoàn Thanh Tú. Trong khu đá lởm chởm, một nam nhân áo đen nói. Đại đoàn trưởng nhìn kìa, hình như là nữ nhân Vạn Thú Tông. Năm người đang nghỉ ngơi trong khu đá lởm chởm, từ xa thấy hai người đến gần. Năm người này là thành viên còn lại của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo lục nhìn từ xa khá giống nữ nhân Vạn Thú Tông. Nam nhân vạm vỡ lạnh nhạt nói. Không phải người Vạn Thú Tông, không biết hai người đó trốn đi đâu. Chúng ta phải tìm ra hai tên giết người đó. Nam nhân vạm vỡ quyết tâm chiếm kho báu, cũng biết gã đã hoàn toàn đắc tội người Vạn Thú Tông. Cho dù gã không tìm hai người kia, chờ khi bọn họ trở về Vạn Thú Tông cũng sẽ dẫn cường giả đến giết, nên gã không thể tha cho hai người đó. Một nam nhân áo đen cao to sợ hãi nói. Đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đã bị giết, một nam một nữ kia quá mạnh, chúng ta khó thể đối phó. Bốp! Nam nhân áo đen mới nói xong bị nam nhân cao to tát một cái, năm dấu tay hiện rõ. Nam nhân cao to hét to một tiếng. Phế vật, nếu bọn họ đủ mạnh đã sớm tìm chúng ta, còn chờ chúng ta tìm bọn họ sao? Lão nhị, lão tam chắc là bị đánh lén. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị đối phương ám toán. Nam nhân cao to nhìn chằm chằm hai bóng người từ xa đến gần, nói. Hừ, tự đưa lên cửa, vừa lúc đang cần dập lửa. Khu đá lởm chởm, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục dừng bước, quay sang nói với nha hoàn Thanh Tú bên cạnh mình. Có người đến, người cẩn thận chút, người đến thực lực không tệ. Trong một đống đá có một nam nhân cao to lao ra. Tiểu cô nương, giao đồ vật trên người ra lại theo ta vài ngày thì ta sẽ thả đi, nếu không ta sẽ không khách sáo. Nam nhân cao to nhìn chằm chằm thiếu nữ tuyệt sắc áo lục trước mắt, gã ngây người. Thiếu nữ này quá đẹp, đẹp tới mức như không dính chút khói lửa trần gian vậy. Bốn nam nhân áo đen khác cũng chạy ra, bọn họ nhìn thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, đều giật mình. Thiếu nữ đẹp làm người ta nghẹt thở. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục lạnh nhạt nói. Các ngươi tốt nhất là cút ngay, nếu không thì ta không ngại làm thịt cả đám. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục quét mắt năm người, hờ hững không quan tâm. Nam nhân cao to nói. Hôm nay tâm tình của ta không tốt, nàng đừng để ta dùng sức mạnh. Nàng đẹp như vậy làm ta không nỡ tổn thương. Trước mặt người đẹp nam nhân cao to có chút thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nét mặt xa sầm nói. Xem ra các ngươi cũng không phải người tốt gì, vậy thì chết đi. Một tàn ảnh màu lục xuyên qua hư không, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Chân khí hùng hồn toát ra từ thân hình yêu kiều. Chân khí khuếch tán, khí lưu bốn phía như nước sông lao nhanh phát ra một chuỗi tiếng nổ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập lạnh lẽo, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhảy lên, mũi chân chạm mặt đất, thân thể nàng hóa thành bóng sáng. Tàn ảnh màu lục xuyên qua hư không kèm theo ánh sáng lam nhạt như linh xà xuất động kỳ dị quét qua. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 30 thước. Nhưng tàn ảnh màu lục dài mấy chục thước, cộng với thiếu nữ tuyệt sắc nhảy vọt lên. Chớp mắt tàn ảnh màu lục đến gần phạm vi công kích, lực lượng cường đại sắc nhọn xé gió bay tới, cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn. Nam nhân cao to giật mình kêu lên. Vũ sư! Nam nhân cao to nhanh chóng thụt lùi, người dựng lên cương khí hộ thân, trong tích tắc né thoát đợt công kích. Tàn ảnh màu lục đánh hụt trong không trung kỳ dị xoay về. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục giơ cổ tay lên. Cổ tay nàng xoay nhanh. Tàn ảnh màu lục như rắn độc ở giữa không trung xoay về kèm theo tiếng xé gió chói tai lại bắn hướng nam nhân cao to. Tốc độ của tàn ảnh màu lục quá nhanh,
mau tới nỗi không thấy rõ hình dạng của nó là gì. Tàn ảnh màu lục xuyên phá không khí ngăn cách, chớp mắt đã đến trước mặt nam nhân cao to. Tàn ảnh đột nhiên run lên, nháy mắt hóa thành vô số tia sáng bao phủ một nửa không gian. Nam nhân cao to hết hồn, gã cảm giác được thực lực của đối phương, tốc độ kỳ dị, muốn an toàn né thoát là điều không thể nào. Nam nhân cao to giơ tay, năm ngón co lại, chảo ấn rực cháy ngọn lửa che trước mặt. Vù vù vù, tàn ảnh màu lục như mọc con mắt nhanh chóng biến đổi giữa không trung, mấy hư ảnh di chuyển đâm vào chính giữa chảo ấn của nam nhân cao to. Xoẹt, ánh sáng trên chảo ấn nhanh chóng tối sầm, tàn ảnh màu lục đâm mạnh vào lòng bàn tay nam nhân cao to. Hai lực lượng va chạm, chân khí giao nhau khuếch tán bắn hỏa hoa. Chân khí tan biến, nam nhân cao to bị lực lượng cường đại đẩy lùi, lực lượng mạnh mẽ đổ ập xuống lòng bàn tay của gã, đau nhức lan tràn. Nam nhân cao to sợ hãi kêu lên. Vũ sư cửu trọng. Nam nhân cao to lảo đảo lùi lại mấy chục thước, té ngã xuống đất. Nhìn thực lực của đối phương nam nhân cao to mới biết thiếu nữ tuyệt sắc áo lục là vũ sư cửu trọng, mạnh hơn gã rất nhiều. Xẹt xẹt xẹt. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục thu về tàn ảnh màu lục, đó là một cây roi thô cỡ ngón tay, dài mười mấy thước tỏa ánh sáng màu lục, nhìn liền biết không phải là vật bình thường. Nam nhân cao to nói. Đây là hiểu lầm, chúng ta đi ngay. Nam nhân cao to lồm cồm bò dậy. Đối phương là vũ sư cửu trọng, nam nhân cao to đánh không lại. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục hừ lạnh một tiếng. Muốn đi. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, chân khí dâng lên dưới chân, nàng hóa thành cái bóng màu xanh, roi dài như rồng bay vọt lên trời nhanh như chớp quấn nam nhân cao to. Nam nhân cao to cảm giác cây roi quất đến kèm theo chân khí vô hình hùng dũng. Gã nét mặt xa sầm nói. Khốn kiếp, ta không phải dễ ăn hiếp. Chảo ấn lửa lại ngưng tụ đánh vào cây roi quất tới. Vù vù vù. Roi vặn vẹo đâm thủng dòng khí không gian kèm theo tiếng xé gió sắc nhọn. Khi nam nhân cao to đến gần cây roi thì nhanh chóng né tránh, thân thể cao to lúc này rất nhanh nhẹn. Nam nhân cao to dẫm mạnh xuống đất, kinh khí hùng mạnh làm mặt đất nứt nẻ mấy cái khe. Nam nhân cao to nhảy vọt lên. Nhẹ nhàng như hồn ma đến gần thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, chảo ấn lửa trục xuống người nàng. Nam nhân cao to tuy yếu hơn đối thủ nhưng kinh nghiệm chiến đấu, khí thế hùng dũng thì trên cơ thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhiều, toàn nhờ rèn luyện từ các cuộc giết chóc trong sơn mạch phủ đô. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục không sợ, bình tĩnh hừ lạnh một tiếng. Hừ, tép 6. Nhìn chảo ấn ập đến, lúc chảo ấn sắp tới gần nàng 10 thước thì thiếu nữ tuyệt sắc hành động. Thân hình yểu điệu nhúc nhích, sợi tóc bên tai không gió tự bay, thoáng chốc thuấn di đi xa. Chân khí chuyển động, một vầng sáng vàng đất bao bọc thiếu nữ tuyệt sắc áo lục. Chân khí tuôn ra, dòng khí trong không gian gợn sóng như vần nước. Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục tung ra quyền ấn nhanh hơn tia chớp vài lần. Nam nhân cao to giật mình thầm nghĩ. Vũ sư cửu trọng song hệ. Nam nhân cao to muốn rút về công kích nhưng đã muộn. Chảo ấn va chạm với quyền ấn. Bùm bùm bùm. Trong không gian vang một chuỗi tiếng nổ, kinh khí khuếch tán, đá vụn phô thiên cái địa ập đến, một bóng người văng ra ngoài. Nam nhân cao to cảm giác lực lượng cường đại từ lòng bàn tay chạy dọc vào người gã, cả cánh tay sắp bị nghiền nát, máu trong người sôi trào. Nam nhân cao to há mồm hộc máu. Phụt. Nam nhân cao to bất chấp vết thương, dốc hết sức nhanh chóng lùi ra sau. Trốn mau. Vũ sư cửu trọng song hệ, chắc chắn là đệ tử thân truyền của đại môn đại phái, nam nhân cao to không đánh lại. Có lẽ đối phương còn cường giả ở gần đó, nếu không trốn thì nam nhân cao to chỉ có đường chết. Bốn nam nhân áo đen khác từ trước đã từ từ thụt lùi, nay thấy đại thủ lĩnh cũng chạy thì càng co giò trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay. Tha chết cho các ngươi, đỡ bẩn tay của bản tiểu thư. Cây roi màu lục bị thu về, biến mất. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm mấy người chạy trốn, nàng lười đuổi theo. Nha hoàn Thanh Tú bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, chúng ta thật sự trong tình cảnh rất nguy hiểm, về đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.